Bộ truyền, hậu thảm họa, thể loại, đam mỹ, tác giả, báo chỉ hồ tường, văn án, một loại virus cường hãng kiểu mới đã tàn sát bừa bãi trên trái đất, khiến cho nhân loại phải trả giá đại giới, mất trọn 5 năm trời mới có thể chiến thắng được nó. Mà trong vòng 5 năm này, vì để tiện cho việc quản lý, cũng để tận lực ngăn chặn việc truyền nhiễm virus, rất nhiều thành phố đều đã thi hành phương thức quản lý cưỡng chế quân sự hóa. Hiện tại, 5 năm trôi qua, Loài người rốt cuộc đã có được vaccine phòng bệnh, khi cổng chính của căn cứ thành phố Tân Nam Lâm thời được mở ra, cư dân thành phố lại được một lần nữa quay trở về thế giới bên ngoài, trở về nơi ở đã bị bọn họ vứt bỏ tròn 5 năm, cổng lớn của căn cứ chậm rãi mở ra, khưu thành theo dòng người ngay ngốc hướng ra ngoài thế giới. Từ ngày virus ít bùng nổ, tính đến nay đã trôi qua tròn 5 năm, nhân loại tốn hết 5 năm thời gian mới rốt cuộc triệt để chiến thắng loại virus đáng sợ này khưu thành vốn ở tại thành phố tân nam hiện tại nơi này cũng đã kết thúc chế độ quản lý quân sự hóa mở ra cổng lớn của căn cứ lâm thời để cho cư dân thành phố tự quay về nhà của mình về nhà nhưng nơi nào là nhà cơ chứ khưu thành đứng ở trên sườn núi quan sát toàn bộ thành phố tân nam nơi này từng là một thành phố rất phồn hoa hiện tại lại biến thành những đống phế tích nơi nơi đều là một mảnh tối tăm mờ mịt bất kể chỗ nào cũng đều có thể nhìn thấy những kiến trúc sụp đổ mặt đường rộng lớn cũng bị phá vỡ thành từng cái hố to trong quá trình chiến đấu kéo dài năm năm trước virus ít lần lượt bùng nổ ở khắp nơi trên thế giới quốc gia nào cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn này bệnh nhân bị nhiễm virus ít vì thèm khát máu tươi sẽ trở nên vô cùng kích động hoàn toàn mất đi lý trí hơn nữa tính truyền nhiễm của loại virus này rất mạnh nên vào lúc toàn bộ thế giới này còn chưa có chút phòng bị nào thì đã có một lượng lớn người bị lây nhiễm đây là một khoảng thời gian đấu tranh vừa gian khổ vừa kéo dài dằn dặt. Người bị lây nhiễm hết một đám lại có một đám xuất hiện, không có vaccine phòng bệnh. Đây chính là một tai họa không có điểm kết thúc. Thẳng cho đến hai tháng trước, một nữ khoa học gia tên là Philip đã làm được điều đó. Cô đã thành công nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh, vẽ lên dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh này. Trong hơn hai tháng qua, tất cả những người sống sót đều được tiêm vào người vaccine phòng bệnh. Quân đội toàn cầu cũng tiến hành một lần liên hợp càn quét với quy mô lớn, triệt để bao vây thanh trừ toàn bộ những người bị lây nhiễm virus ít không thể chữa khỏi đang lẩn trốn ở những nơi tối tăm. Vào lúc này, các quốc gia đều lần lượt hủy bỏ cảnh báo, để cho người dân trở lại cuộc sống bình thường, tích cực triển khai công tác trùng kiến sau thảm họa. Khưu Thành đi dọc theo ngã tư đường quen thuộc trên hành trình trở về nhà. Cậu từ nhỏ cho đến lớn đã sinh sống tại thành phố này, nơi đây chính là cố hương của cậu chứa đựng biết bao ký ức thời thơ ấu cùng thiếu niên của cậu trên mặt tường ven đường trong cửa hàng phía sau cánh cửa hình vòm bị mở rộng những vệt máu đỏ sậm còn chưa biến mất đang vô thanh vô tức kể lại những bi kịch đã từng xảy ra trên mảnh đất này khưu thành đỏ hốc mắt giống một đứa nhỏ phải chịu thật nhiều ủy khuất cách đó không xa có người đang hoang hô cũng có người la khóc còn có vài người kết bè kết đội chạy như điên trên đường khưu thành lại thầm nghĩ phải trở về xem gian phòng xếp không rộng lớn cũng không sang trọng của mình Nơi mà cậu đã hoài niệm trăm ngàn lần trong năm năm qua. Cha của Khưu Thành đã mất từ sớm, mẹ của cậu cũng đã tái giá vào năm cậu học lớp 11. Sau khi lập gia đình, mẹ Khâu đã bán căn nhà cũ của bọn họ để chu cấp cho sinh hoạt phí cùng học phí từ trung học đến đại học của con trai. Sau đó bà liền cùng người chồng thứ hai của mình đến sinh sống tại một thành phố vùng duyên hải. Khưu Thành trải qua vài năm đó, có ăn có uống không có gì không tốt, chính là vào mỗi khi trường học cho nghỉ, bạn bè thầy cô đều về nhà của mình nhưng cậu lại chỉ một mình một người không có nơi nào để đi, không nhà để về, cái tư vị này quả thật không dễ chịu, cho nên cậu mới vừa học vừa làm, nhìn ăn nhìn mặt, đến năm thứ đại học, ở phụ cận đại học Tân Nam lại khai phá một tòa cao ốc. Lúc ấy cậu liền đưa tiền đặt cọc, mua một gian phòng xếp nhỏ hơn 50 mét vuông, vào năm năm trước, sau thời gian náo động lúc ban đầu, Khưu Thành đã từng thử liên hệ với mẹ, nhưng lại không thể liên lạc được sau này khi tìm đến nơi thống kê nhân số thương vong của chính phủ ngay vào thời điểm căn cứ lâm thời gian cáo phó khưu thành mới biết được mẹ của cậu đã qua đời chờ thêm một thời gian nữa đến ngày có thể sống dễ chịu hơn chút có lẽ cậu sẽ đi viếng mộ mẹ một lần khưu thành một bên leo cầu thang một bên nghĩ như vậy cảm ơn trời đất chung cư mà cậu sống vẫn còn tồn tại bất quá công tác trùng kiến của thành phố tân nam hiện tại vừa mới được triển khai nên nơi này còn chưa có điện Thang máy không hoạt động, cậu đành phải dùng hai cái đùi để trèo lên, cơ mà, nhà cậu ở tận tầng 14, căn cứ Lâm thời không có lương thực đầy đủ, ở nơi đó 5 năm, Khưu Thành đã gầy đến mức cơ hồ chỉ còn lại xương bọc da. Thế nhưng thân thể của cậu rất trắng chắc cũng rất có sức lực, trải qua 5 năm, cậu đã từng khai khẩn qua những vùng đất hoang vu, tu sửa tường vây, nâng vác thi thể, cũng từng hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ đi theo quân đội ra bên ngoài sưu tập vật tư nếu không nằm trong nhóm người có khí lực lại không thông thạo bất cứ nghề nào, lại không có quan hệ hay chỗ dựa vững chắc, chỉ dựa vào chút đồ ăn được phân phát miễn phí vào mỗi ngày kia, cậu đã không có khả năng an nhiên sống đến bây giờ. Bên trong lối cầu thang vô cùng vắng vẻ, một điểm thanh âm cũng không có, lúc này, cả tòa cao ốc đại khái cũng chỉ có một mình cậu. Lúc trước vào thời điểm rối loạn lên, tòa chung cư này cũng vừa giao phòng không bao lâu, người vào đây ở rất ít, Khưu thành bò đến tầng 14, đi đến trước cửa nhà mình, thấy trên cánh cửa đã bị vật cứng nào đó đập ra vài vết trầy, thế nhưng không bị phá vỡ, ổ khóa vẫn còn nguyên. Khưu Thành quay đầu, nhìn căn phòng còn chưa hoàn thành ở đối diện, phía sau tấm cánh cửa mỏng manh đang mở rộng ra, có dấu vết đóng lửa đã từng được đốt lên, bên cạnh còn có mấy tấm ván gỗ cùng mấy quyển sách còn chưa cháy sạch. Lúc trước đại khái đã có vài người chạy vào tòa nhà này, cũng không biết bọn họ ở trong này trốn bao lâu, may mà chung quanh không có lưu lại vết máu, thoạt nhìn nơi này cũng chưa từng có người chết. Khưu Thành lấy ra chìa khóa nhà, mở cửa đi vào, trong phòng quả nhiên vẫn rất tốt đẹp, hết thảy đều còn duy trì bộ dáng y như cũ lúc cậu rời đi, bởi vì trước khi rời khỏi, cậu đã đóng kín toàn bộ cửa sổ lại, cho nên hiện tại đồ dùng trong nhà cũng không có quá nhiều bụi bám vào, nhưng trong nhà hiện tại lại không có lấy một chút thức ăn, khi đó trước khi bọn họ rời đi, Khưu Thành đã trốn ở trong nhà vài ngày, những gì có thể ăn đều đã ăn hết, cuối cùng vào lúc rời đi, ngay cả gia vị cũng bị đóng gói mang đi, không lưu lại bất cứ thứ gì có thể bỏ vào miệng, thời gian lúc này đã là buổi chiều 3 giờ rưỡi, trong người cậu còn có hai cái bánh ngô. Khưu Thành quyết định hôm nay cái gì đều không làm, hảo hảo nằm trên chiếc giường lò xo xa cách đã lâu ngủ một giấc. Trước khi ngủ, cậu lại mở cửa đi đến căn phòng phía đối diện, đem vài tấm ván gỗ cùng sách vở bề bộn trên đất ôm về nhà mình. Nước điện hơi ga còn chưa biết đến bao giờ mới cung cấp trở lại, nói không chừng đến lúc nào đó, cậu sẽ cần dùng đến những thứ này để nhóm lửa chiếc chăn trên giường dính đầy bụi còn có chút ẩm ướt bất quá chút bất tiện này vẫn có thể chịu đựng so với điều kiện ở căn cứ lâm thời mấy thứ này đã coi như không tệ ít nhất giường cùng chăn đều rất mềm mại khưu thành không buồn ngủ liền đem mấy quyển sách vừa lấy về kia tùy ý đem ra lật xem khi nhìn đến bìa một quyển sách có dùng cổ văn viết bốn chữ mộc tu bút ký cậu còn tưởng rằng đây chính là một tiểu thuyết tu chân kết quả khi mở ra xem cậu mới phát hiện toàn bộ nội dung bên trong đều dùng cổ văn để viết nội dung cũng không giống tiểu thuyết mà lại giống như một bản chép tay của đạo gia tu luyện một hệ dựa theo những gì trên quyển sách này đã viết thảo mộc chi linh chính là cội nguồn của tất cả sinh linh trên thế gian này trước đó nhờ có thảo mộc đã chế tạo ra một lượng lớn linh khí mới có ngàn vạn sinh linh trên thế gian khi có đủ linh khí thì vạn vật sẽ phồn vinh hưng thịnh khi linh khí suy kiệt sinh cơ ắt sẽ héo tàn mà phương pháp tu luyện chủ yếu được giới thiệu trong quyển sách này chính là khiến người tu đạo dùng linh khí của cỏ cây gột rửa thân mình, dung nhập càng nhiều linh khí vào trong cơ thể, bài trừ những thứ không sạch sẽ, khiến cho tinh thần của con người càng thêm thanh minh, thân thể khỏe mạnh trường thọ. Khưu Thành càng xem về sau, biểu tình trên mặt lại càng thêm nghiêm túc ngưng trọng, cuối cùng cậu dứt khoát xoay người bật khỏi giường, từ trong phòng bếp tìm ra một chiếc túi đan, chọc lấy chìa khóa, rồi như cơn gió lao xuống lầu. Cậu muốn thử xem những thứ nói trong quyển sách này là thật hay giả? Bên trong nội dung của một tu bút ký ngoại trừ tâm pháp khẩu quyết tu luyện ra, còn ghi lại vài loại trận pháp, trong đó có một loại gọi là tụ linh trận, có thể tụ tập linh khí. Nghe nói đã tọa tu hành trong trận này làm ít công to, nếu ở trong trận gieo trồng cây cỏ thì chúng nó chẳng những lớn nhanh mà còn rất tươi tốt. Mà vật liệu cần để bố trí trận pháp này, linh thạch là tốt nhất, ngọc thạch đứng thứ hai, lúc bình thường sử dụng tảng đá cũng có thể thành thế nhưng nếu dùng tảng đá phổ thông để bố trí trận pháp thì hiệu dụng rất thấp khưu thành hiện tại không có nhiều ngọc thạch như vậy càng không biết phải đi đâu kiếm linh thạch nên cậu tính toán trước dùng tảng đá bình thường thử xem nếu thật sự hữu dụng đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đi tìm ngọc thạch đại học tân nam nằm ở gần vùng ngoại thành ở đối diện trường học cũng có không ít đồng ruộng mà hiện tất cả những ruộng đồng này đều bỏ hoang cỏ dại trong ruộng đã mọc thành bụi lớn ở trên mặt đất hết tìm lại kiếm Khưu Thành cố gắng tìm một chỗ có chất đất vừa nhuyễn vừa đen, sau đó mở ra miệng túi bệnh đổ vào phân nửa bùn đất, lại cúi đầu tìm kiếm một hồi lâu, mới rốt cuộc tìm ra được mấy cọng hành xanh miết. Vào năm đầu tiên khi bọn họ vào ở trong căn cứ lâm thời, chính phủ thành phố còn tổ chức vài đội nhân thủ tới nơi này thu nhập hoa màu, nhưng sau đó bởi vì địa phương này cách căn cứ khá xa, nơi nơi còn có người bị lây nhiễm thập phần nguy hiểm, nên vào năm thứ hai đã không còn người tới đây gieo trồng nữa, ruộng đất cũng bị bỏ hoang. Hai năm kế tiếp số người bị lây nhiễm đã giảm đi một ít, ngược lại vẫn thường có người hợp thành đội đến đây đào rau dại. Khưu Thành khiêng hơn phân nửa túi đất trèo lên tầng 14, cho dù cậu thể lực dồi dào, lúc này cũng khó tránh có chút mỏi mệt. Cậu ngồi trên sofa nghỉ ngơi, đợi cho thể lực thoáng khôi phục thì lại đứng dậy, đến phòng bếp tìm ra một thùng dụng cụ trong ngăn tủ, rồi liền dùng mấy tấm ván gỗ ôm về từ phòng đối diện, đóng đinh chắp vá thành một cái thùng gỗ. Kế tiếp cậu lại lục ra một chiếc tê sớt cũ trong tủ quần áo, cắt cắt vài nhát rồi lại ấn theo hình dạng của thùng gỗ vá vá, chèn xong bên trong thùng gỗ, cậu mới đổ bùn đất trong túi vào, rồi đem mấy cộng hành cậu mới vừa đào trở về trồng ở bên trong, nghĩ nghĩ, lại đem bình nước tu hết phân nửa tưới vào trong đất. Đây là cách trồng trọt mà cậu đã học được tại căn cứ lâm thời trong mấy năm qua, cậu biết rõ lần tưới nước đầu tiên cho cây có tác dụng ổn định gốc rễ, đối với sự sinh trưởng của hoa màu ảnh hưởng rất lớn khưu thành đem giỏ gỗ chuyển đến trên ban công lại từ trong túi áo lấy ra mấy tảng đá cậu vừa nhặt được trên đường về dựa theo bản vẽ trong quyển sách tìm đúng phương hướng mô phỏng lại hình dáng bày ra tụ linh trận chờ đến lúc làm xong hết thảy mọi thứ sắc trời đã tối đen khưu thành đứng ở bên lan can nhìn về hướng trung tâm thành phố ở bên kia đã có mấy tòa cao ốc sáng đèn vào thời khắc này vài ngọn đèn trong bóng đêm dày đặc kia lại trở nên nhỏ bé đến không thể nhận ra rồi lại vừa như tràn nập sự kỳ vọng vào tương lai. Buổi sáng ngày hôm sau, trong dương quang của nắng sớm, Khưu Thành ngồi sổng bên ban công nhà mình, quan sát mấy nhánh hành mới trồng. Này thật không bình thường. Đây chính là mấy nhánh hành vừa bị cậu dời đến trồng nơi này, nhưng chẳng những không có chút biểu hiện héo rũ nào, mà mấy nhánh hành còn ước chừng cao lên khoảng một ngón tay. Thời tiết hiện tại chính là đầu xuân, nhiệt độ không khí ban đêm còn chưa đến 15 độ. Dưới tình huống như vậy, mấy nhúm hành thế nhưng còn có thể dài nhanh như vậy, đây tuyệt đối không bình thường, tất cả cư dân chú ý. Tất cả cư dân chú ý. Bệnh viện nhân dân của thành phố Tân Nam sẽ tiến hành khám và chữa bệnh miễn phí cho tất cả cư dân, xin tất cả mọi người chú ý đến sức khỏe của mình, nếu như có, nghe được đồng tỉnh, Khưu thành đứng dậy khỏi mặt đất, thò người ra nhìn về hướng tiểu khu phía bắc. Chỉ thấy ở con đường phía sau trường học của tiểu khu, hiện tại đang có một chiếc xe cảnh dụng chậm rãi chạy ngang qua. Những cư dân có phòng ốc nhà cửa đã bị phá hủy, xin mời đến trung tâm thể dục thể thao Lâm thời nhận lều trại, đến lúc đó sẽ có đơn vị liên quan thống nhất an bài nơi ở. Thảm họa đã qua đi, tương lai đang chờ đợi chúng ta, đó sẽ là một ngày mai tươi sáng hơn. Mong mọi người hãy vực dậy tinh thần. Khưu Thành sau cùng lại liếc nhìn qua mấy cộng hành một lần, rồi vội vàng đóng cửa phòng đi xuống lầu, tuy rằng cậu hiện tại rất muốn dùng thêm chút thời gian cùng Tinh Lực để nghiên cứu cái tụ linh trận kia thế nhưng điều tối quan trọng trước mắt vẫn là vấn đề kiếm sống vừa lúc chiếc loa gắn trên xe cảnh dụng đang hô to bên kia trung tâm thành phố cũng không hề thiếu các nơi đang tuyển mộ nhân thủ để tiến hành hậu thanh lý thành thị trong vài năm lăn lộn ở căn cứ lâm thời khưu thành cũng từng tham gia qua vài lần chiêu mộ với quy mô lớn của chính phủ mà hai lần kêu gọi quy mô lớn nhất hàng năm chính là gieo trồng vụ xuân cùng thu hoạch vụ thu vì tính chuyên nghiệp cùng thể năng của căn cứ Chính phủ cũng tiến hành phân chia đẳng cấp sức lao động của những cư dân hưởng ứng chiêu mộ từ cấp 1 đến cấp 4. Cấp 1 chủ yếu là người của quân đội, bởi vì bọn họ có thể đánh nhau cùng những người bị lây nhiễm, là nhân lực chiến đấu chủ yếu, cũng chính là nhóm người trọng yếu nhất đối với căn cứ Lâm thời lúc bấy giờ, ngoài ra còn có bác sĩ, công nhân kỹ thuật cao cấp cùng đám người khoa học gia học giả linh tinh. Mà những người cường tráng, có sức lực lại trẻ tuổi giống như Khưu Thành, liền bị phân chia thành sức lao động phổ thông cấp 2. Mặt sau còn có cấp 3 và cấp 4. Bình thường việc tuyển mộ đều có yêu cầu theo thứ bậc, được tính cho những người tham gia chiêu mộ đồng thời. Đối với đẳng cấp bất đồng, phương thức chiêu mộ và đãi ngộ cũng bất đồng. Vì để để đạt được càng nhiều thức ăn tốt, mấy năm nay, Khưu Thành đã phí không ít công sức mới khiến cho chính mình bị bình xét là cấp 3 lúc đầu lên tới cấp 2. Nói như vậy, trừ phi là đang ở trong thời kỳ thân thể thiếu niên đang trưởng thành, không thì việc ấn định thứ bậc này sẽ được xác định ngay trong ngày về sau cũng rất ít có sửa đổi đương nhiên trong mấy năm này khưu thành cũng gặp qua không ít người vận dụng quan hệ của mình động tay động chân vào việc ấn định thứ bậc mỗi thời điểm có chiêu mộ chỉ cần thông qua phỏng vấn đơn giản liền có thể sửa đổi giá trị cống hiến của bản thân nhiều hơn trong báo cáo bất quá người như thế phần lớn cũng không lăn lộn được bao lâu chỉ cần vài lần như vậy tiếng xấu của tên đó rõ ràng đều bị mọi người biết được hơn nữa nếu như không có thân thể cùng tố chất tâm lý tốt như đã nói nếu bị phái đi chấp hành nhiệm vụ có đẳng cấp càng cao, bản thân cũng tồn tại tính nguy hiểm nhất định. Khưu Thành lúc này vừa đi ra khỏi cửa, đem ba lô leo núi mà cậu đã mua từ trước đeo trên lưng, bên trong lại nhét thêm túi nhựa mà ngày hôm qua đã đựng bùn đất, vừa mang theo một cái bình đựng nước. Cậu lưng đeo ba lô leo núi vội vàng tiến đến hướng trung tâm thành phố, trên đường nếu nhìn thấy vỏ đạn hay là bất kỳ kim loại nào bị vứt đi, cậu liền nhặt lấy phóng vào trong ba lô. Tuy rằng hai bên đường có rất nhiều cửa hàng mở rộng cửa, nếu vào xem, nói không chừng bên trong cũng còn lại vài thứ đáng giá, thế nhưng hiện tại ai cũng không biết chủ nhân cửa hàng còn sống hay chết, nếu hiện tại đi vào lấy này nọ, hành vi này chẳng khác gì phường trộm cướp, nếu lại bị chủ cửa hàng vừa vặn bắt gặp, mâu thuẫn thăng cấp, từ hành vi ăn trộm có khả năng sẽ thăng thành cướp bóc. Nhìn thấy dưới mái hiên có một chiếc điện thoại di động bị vứt bỏ, cậu sải vài bước đi đến, nhặt lên chiếc di động đã hỏng tính toán bỏ vào trong ba lô đúng lúc này một trận gió làm thổi bay vài cái túi ni trong góc tường khưu thành vừa nhấc đầu liền nhìn thấy nơi nguyên bản bị mấy cái túi ni kia bao trùm lẳng lặng phân tán vài mảnh vụn màu trắng đó là mấy khối xương cốt của những quái vật kia lưu lại không biết virus ít đã tiến hành cải tạo cơ thể người như thế nào sau khi bị lây nhiễm loại virus này con người nguyên bản còn tốt đẹp tất cả đều biến thành quái vật ăn thịt người những mảnh vụn xương cốt thế này Khưu Thành từ trước đến giờ gặp qua không ít, nhiều nhất là ở một lần, vào mùa xuân ba năm trước đây, khi đó căn cứ lâm thời của bọn họ bởi vì thiếu thốn thực phẩm, nên phải tổ chức nhân thủ đi ra ngoài thu thập rau dại. Nhóm người Khưu Thành đã hợp thành một đội đi đến một mặt sườn núi ở Tân Nam Hà Bắc. Ở nơi đó, bọn họ đã bị những người lây nhiễm tấn công, binh lính đi theo lập tức cùng bọn họ triển khai chiến đấu. Cho tới khi cuộc đấu tranh kết thúc, Khưu Thành cùng một nhóm hơn 10 nhân viên không phải binh lính phụ trách tiến hành công tác dọn dẹp hang ổ của những người bị lây nhiễm trong sơn động nhớ lúc ấy cậu đã nhìn thấy rất nhiều hài cốt màu trắng giống như đút thứ trước mắt toàn bộ những hài cốt kia đều là của con người chúng có màu trắng hoặc mang theo vài tạp sắt đầu lâu xương đùi xương ngón tay phân tán lung tung ở các nơi trong sơn động mỗi người trong nhóm khưu thành nhận lấy một trọng trách đem toàn bộ xương cốt quay về trụ sở tạm thời thiêu đốt về phần ở tại sơn động này đến cùng đã bị những người lây nhiễm gây nên thảm kịch cho bao nhiêu người, cũng như đã phải chất chứa biết bao tuyệt vọng cùng sợ hãi, thì đây vẫn là một địa ngục nhân gian nơi mà người sống vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng ra được. Càng đi về phía trung tâm thành phố, người đi lại trên đường càng nhiều hơn, những người này thoạt nhìn phần lớn đều không khác mấy so với khưu thành, xanh sao vàng vọt, trên người còn mang theo một cổ hung tàn, đợi đến khi khưu thành tìm đến nơi chiêu mộ đầu tiên, cậu đã đói bụng đến kêu vang. Đêm qua trước khi ngủ, cậu chỉ tùy tiện cắn vài miếng bánh ngô, đợi đến khi cảm giác đói khát thoáng giảm đi, cậu liền nhanh chóng khiến chính mình tiến vào giấc ngủ. Nhưng từ sáng hôm nay tỉnh lại cho tới bây giờ, quận chưa có uống lấy một giọt nước. Bên cạnh nơi chiêu mộ có đậu một chiếc xe chở nước, không thiếu cư dân đang cầm thùng nước, ấm nước hay mấy thứ khác xếp hàng chờ nhận nước. Khưu Thành nghĩ nghĩ, cũng từ trong ba lô cầm ra cái bình, xếp ở phía sau đội ngủ, cậu hiện tại thật sự rất khác phải trước tiên uống miếng nước cái đã, người trẻ tuổi, đến đến, tôi cho cậu một gáo nước. Lúc này, ở dưới một gốc cây ngô đồng ven đường có một bác gái đang hướng cậu phẩy phẩy, trước mặt bà còn đặt hai thùng nước thật to, Khưu Thành quay đầu nhìn nhìn, phát hiện ở phụ cận nơi chiêu mộ, không hề thiếu những người thế này, trong lòng lập tức liền có chút minh bạch, cậu nghĩ nghĩ, vẫn là đi qua, đưa cái bình để bà múc cho mình một bình nước, rồi ngửa đầu ưng ực uống hết phân nữa sau đó lại đem bình đưa qua để bà rót đầy thêm một lần người trẻ tuổi cậu có gì ăn không chỉ cần cho tôi một chút là được quả nhiên bác gái trước mặt sau khi rót đầy bình nước cho khưu thành lần nữa liền lên tiếng hỏi cậu đòi thức ăn nếu là trước kia khưu thành căn bản sẽ không tới gần quán nước này cũng có khả năng sẽ lại đây thế nhưng tuyệt đối sẽ không cho bà bất kỳ thức ăn gì cậu có thể đưa cho bà những vật khác Ví dụ như trong ba lô của cậu hiện tại còn có vỏ đạn và cái di động bị vứt bỏ vừa nãy, chắc hẳn những người khác cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng lúc này đã bất đồng, Khưu Thành nghĩ đến quyển mộc tu bút ký ở nhà còn có mấy cọng hành xanh non mơn mởn trên ban công, khó được hào phóng từ trong lòng lấy ra khẩu bánh ngô bị cậu cắn đi một miếng, bẻ lấy phần đã bị mình cắn, rồi đưa một miếng bánh ngô còn lại cho bác gái đã lộ vẻ đói ăn trước mặt. Ai u, người trẻ tuổi này, cậu thật đúng là thiện tâm, mau mau cậu là sức lao động cấp 2 phải không? Nhanh đi qua bên kia xếp hàng, nơi chiêu mộ này cũng chỉ cần 200 người có sức lao động cấp 2 thôi, lúc này chỉ cần tuyển đủ số người. Một thời gian dài về sau sẽ không thay đổi nữa đâu. Bác gái dương hai mắt nhìn chầm chầm vào động tác của Khưu Thành, thẳng đến khi cậu đem khối bánh ngô nhỏ đặt vào trong tay bà. Lúc này bác gái mới tươi cười rạng rỡ thúc giục Khưu Thành nhanh chóng đi xếp hàng. Khưu Thành nghe bà nói như vậy, cũng nhanh chóng đi xếp hàng. Điểm tuyển mộ này cách nhà cậu gần nhất nếu không có bất ngờ xảy ra khu vực bọn họ phụ trách sửa sang lại về sau hẳn cũng thuộc vùng phụ cận quanh đây nếu đến khu vực khác làm việc trước mắt giao thông thập phần bất tiện về sau nếu mỗi ngày bắt đầu làm việc hay tan tầm cũng rất phiền toái tuy là hiện tại nơi nơi đều là phòng trống thế nhưng những căn phòng vô chủ kia cũng không phải ai đều có thể tùy tiện vào ở lại nói khưu thành cũng không nghĩ tới chuyện chuyển nhà đội ngũ tiến tới rất nhanh quá trình đăng ký của mỗi người còn chưa kéo dài đến một phút đây cũng là ảnh hưởng từ việc quản lý dân cư theo kiểu quân sự hóa trong vòng 5 năm qua. Đến phiên Khưu Thành, cậu liền cầm ra thẻ căn cước đã chuẩn bị sẵn từ trước, cà nhẹ lên máy đọc thẻ trên mặt bàn, chiếc máy liền phát ra một tiếng tích vang vọng. Khưu Thành, sức lao động cấp 2 phổ thông, có giấy chứng nhận kỹ sư điện, được phân đến tổ công nhân kỹ thuật, xuất ăn thứ nhất hay xuất ăn thứ hai. Nhân viên đăng ký cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay tung bay, ghi chép này nọ ở trên notebook, suất số 2. Khưu Thành nuốt nuốt nước miếng, ngoan tâm đưa ra lựa chọn, vừa nãy trong lúc xếp hàng, người ở phía trước đã giải thích rõ ràng về hai phần ăn này với cậu. Đồng dạng, Khưu Thành cũng hướng người xếp hàng ở phía sau cậu giải thích lại. Đối với nhân viên lao động tham dự lần chiêu mộ này, mỗi ngày đều có hai bữa cơm, thời gian phân biệt là giữa trưa 11 giờ và 4 giờ rưỡi chiều. Suất ăn thứ nhất là mỗi bữa một cái bánh ngô, một phần rau thập cẩm, một chén cháo bột ngô. Về phần rau thập cẩm sẽ bao gồm cải trắng, khoai tây, cà rốt đậu que còn suất thứ hai thì mỗi bữa sẽ có hai cái bánh ngô một chén cháo bột ngô khưu thành đương nhiên cũng muốn ăn rau thập cẩm thế nhưng cậu không nỡ một cái bánh ngô có thể chống chịu cơn đói qua nửa ngày rau thập cẩm lại không thể rất nhiều người đều đưa ra lựa chọn giống cậu đại bộ phận mọi người đều còn có người nhà phải nuôi sống coi như không có gánh nặng về gia đình người chọn suất ăn thứ nhất cũng rất ít bởi vì không ai biết được sau khi công việc lần này kết thúc Bọn họ còn có thể kiếm được đồ ăn nữa hay không? 200 người bọn họ được chia làm vài tổ nhỏ, công tác của nhóm công nhân kỹ thuật xem như tương đối thoải mái, số lượng nhân viên cũng tương đối ít, chỉ có hai mươi mấy người. Khưu Thành vác thùng dụng cụ, cùng những tổ viên khác đi theo đội trưởng tổ công nhân kỹ thuật qua lại trên đường phố thành phố Tân Nam. Trong năm năm bọn họ rời khỏi tòa thành thị này, biến hóa của nó cũng không phải quá lớn. Người bị lây nhiễm sẽ không sử dụng công cụ cùng vũ khí tay không tất sắc nên cũng chẳng gây ra quá nhiều hư hại cho những thứ toàn bằng xi si măng cốt thép kia. Thời điểm virus ít vừa bùng nổ, thành phố Tân Nam chỉ hỗn loạn vài ngày, sau đó quân đội rất nhanh đã tiếp nhận khống chế cục diện. Trên cơ bản những thứ bị phá hư sau này đều là do quân lính tạo thành trong chiến đấu. Ở thời kỳ đầu lúc tai họa giáng xuống, số người bị lây nhiễm chiếm phần lớn. Tới sau khi dân chúng trong thành phố lui ra khỏi thành thị, những người bị lây nhiễm còn thường thường kết thành nhóm hướng bọn họ khởi xướng công kích quân đội cùng lúc phải phân đội vào trong nội thành tiêu diệt toàn bộ những người bị lây nhiễm, còn căn cứ lâm thời bên này cũng phải cùng lúc chiên trống rùm ben xây dựng tường thành. Trong 5 năm thời gian đó, điều Khưu Thành ấn tượng sâu sắc nhất chính là lều trại cùng hầm trú ẩn, còn có vài nhân viên y tế mỗi ngày đều tạc ngang qua căn cứ lâm thời, mà mỗi một nhân viên y tế đều có binh lính đi theo. Những nhân viên y tế đó ngày qua ngày chẳng hề chán ghét hay cảm thấy phiền hạ đối với việc tiến hành việc kiểm tra sức khỏe, của cư dân ở căn cứ lâm thời một cách lặp đi lặp lại như vậy, mà một khi phát hiện khác thường, người nọ lập tức sẽ bị binh lính mang đi, tiến hành cách ly cùng làm thêm một bước kiểm tra. Nếu được xác thực là bị lây nhiễm virus ít, người đó sẽ lập tức bị thanh trừ, thi thể sau khi bị đốt cháy sẽ được chôn vào đất. Nếu có ai trốn tránh việc kiểm tra sức khỏe vượt qua ba ngày, liền sẽ bị căn cứ lâm thời liệt vào phần tử có độ nguy hiểm cao, nghe nói rơi vào tình huống như vậy binh lính dù trực tiếp đem người bắn chết cũng sẽ không bị trách hỏi ngày đầu tiên làm việc nhóm người của khưu thành phải tiến hành sửa chữa lưới điện ở một tiểu khu gần trung tâm thành phố mấy tuyến dây cáp điện của thành phố tân nam đã do quân đội sửa chữa hoàn tất bọn họ chỉ cần phụ trách công tác sửa chữa và phục hồi đường dây điện ở các tiểu khu cùng với vài đường thu phát điện dẫn đến đường bộ ngay vào lúc bọn họ đang tiến hành việc sửa chữa lưới điện thì có một vài phụ nữ trẻ tuổi mặc chế phục thống nhất ở trong tiểu khu tiến hành công tác đăng ký cùng tuyên truyền. Nội dung công việc chủ yếu của bọn họ là tiến hành thống kê trong tiểu khu này có bao nhiêu hộ nhân khẩu, mỗi hộ có mấy người, lại truyền đạt một ít quan tâm cùng cổ vũ của chính phủ đến nhóm dân cư, hơn nữa còn báo cho mấy hộ gia đình này biết, công ty điện lực hiện tại đã đề ra biện pháp quản lý, mỗi người mỗi tháng có thể dùng miễn phí 5 kW trên giờ điện. Nếu một khi vượt quá, công ty điện lực sẽ cắt điện hộ gia đình đó. Mỗi người mỗi tháng 5 kWh điện, dùng cho việc chiếu sáng cũng cơ bản là đủ, sở dĩ hạn chế dụng điện hẳn là do liên quan đến khả năng cung cấp điện của thành phố Tân Nam hiện thời, hơn nữa thị trường kinh tế còn chưa có khôi phục, ở trong 5 năm trước đó, tiền giấy ở các quốc gia đều đã bị mất giá đến rối tình rối mù, đối với công ty điện lực mà nói, tình huống hiện tại chính là bán được càng nhiều lỗ càng nhiều, việc miễn phí cũng không khó lý giải hiện tại các thành phố lớn ở trên toàn quốc đều đang tiến hành công tác trùng kiến sau thảm họa năm năm vừa qua chia đều mỗi thành thị đều tổn thất gần một nửa nhân khẩu thậm chí còn nhiều hơn một thành phố sở dĩ có thể phồn vinh vốn là dựa vào nhân khẩu nhân khẩu chính là của cải của thành phố đó hiện tại chế độ quản lý quân sự hóa đã kết thúc nhóm cư dân muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó thành phố tân nam nếu không đưa ra biện pháp an trí thật chu đáo bọn họ đi đến thành thì khác chắc hẳn cũng rất được hoan nghênh trước khi thảm họa giáng xuống tiểu khu này đã là địa phương thập phần hoàn thiện người vào sinh sống ở nơi này tỷ suất rất cao nhưng vào năm năm sau các hộ gia đình trong tiểu khu cũng đã ít đi phân nữa nghe nói sau khi đăng ký các bộ ngành sẽ căn cứ vào tư liệu của sở địa chính và hộ tịch tương quan xác định xem những phòng trống còn lại vốn là vô chủ hay là có người thừa kế nếu xác định được chủ nhà đã qua đời mà lại không có người thừa kế bọn họ sẽ an bại các cư dân khác vào ở mà đầu tiên bọn họ sẽ an bại một vài người nguyên bản là dân của vùng này hiện tại có phòng ốc đã bị phá hỏng vào hai bữa cơm giữa trưa cùng buổi chiều chống chọi lại hương vị mê người của món rau thập cẩm khưu thành ngậm ngùi gặm hai miếng bánh ngô tổng cộng ăn khoảng một nửa bánh ngô uống hai chén cháo bắp những thức ăn này coi như cũng rất tốt đây cũng là ngày đầu tiên cậu được ăn no nhất trong suốt thời gian qua đại khái là vì thảm họa đã chấm dứt trước mắt lại là mùa xuân, nhà nước lập tức có thể triển khai vụ xuân trong phạm vi toàn quốc, không thì vô luận là chính phủ hay là quân đội cũng sẽ không hào phóng như vậy. Chạng vạn, lúc nhóm của Khưu Thành tan tầm, thì vài cô gái ăn bận chế phục vừa nãy vẫn như trước cầm bản đăng ký ở trong hành lang chạy lên chạy xuống. Thời gian tan tầm của các cô còn chưa tới, thời điểm ban ngày sẽ có vài người đi ra ngoài công tác hoặc là nhặt móc hoặc là đào rau dại, buổi tối mới có thể trở về. Khưu Thành nghĩ nghĩ, lại đi về phía tiểu khu, cản lại một người đang lao xuống cầu thang dự định hội họp với nhóm của cô ở phía dưới anh có chuyện gì à đối phương dừng bước hơi hơi lui về phía sau một bước đáy mắt ẩn hiện sự đề phòng tôi muốn dùng bánh ngô đổi chút ngọc thạch chất lượng không cần quá tốt bị vỡ cũng được thời điểm cô làm công công tác đăng ký có thể thuận tiện giúp tôi hỏi một chút đến thời điểm mua bán thành tôi sẽ cho cô tiền hoa hồng khưu thành cũng không muốn gây ra hiểu lầm liền trực tiếp nói ra dụng ý của mình tiền hoa hồng là bao nhiêu cô gái này muốn có một con số chính xác đỡ phải đến lúc mình tân tân khổ khổ chạy một hồi lại bị người khác tùy tiện đuổi đi hai phần bất quá trước nói với cô ngọc thạch quá quý giá tôi mua không nổi cô giúp tôi tiền đại một thứ rẻ rẻ tỷ lệ không cần tốt mang theo vết trạng hay là bị vỡ cũng được dù sao cũng là dùng để bày trận khó coi hay dễ xem căn bản không trọng yếu anh có bao nhiêu bánh ngô đối phương trực tiếp hỏi cậu Trước mắt cũng chỉ có hai cái, bất quá tôi về sau mỗi ngày đều có thể dư ra một cái. Vì việc hợp tác thuận lợi, Khưu Thành cũng không giấu giếm đối phương năng lực trao đổi của mình. Có bằng ấy bánh ngô, còn muốn mua ngọc thạch? Cô gái cười bảo, vắc xin phòng virus ít đều đã có. Trước mắt thiên hạ thái bình, mấy thứ đồ cổ như ngọc thạch, giá khẳng định cũng tăng theo. Cô là giả ngu hay là khờ thật? Gặp vẻ mặt của đối phương lộ vẻ trào phúng, Khưu Thành cũng không khách khí cùng cô ta nữa lúc này vừa mới đến mùa xuân, muốn ăn no bụng, ít nhất cũng phải đợi đến khi vụ trồng ngô chín mùi, thời gian đói bụng còn kéo dài. Người có chút đầu óc đều biết hiện tại có thứ gì đều phải thừa dịp bán ra, đợi đến qua một hai tháng nữa, tới khi sắp đói chết mấy thứ đó còn đáng tiền nữa sao, tôi giúp anh hỏi một chút xem. Thần sắc trong đáy mắt của cô gái có chút thu liễm, nâng nâng cầm, không có tiếp tục phản bác khưu thành, bị người khác nói mình ngốc, trong lòng cô tự nhiên cũng khó chịu, thế nhưng người đàn ông trước mắt này rõ ràng không phải trái hồng mềm, cũng không phải loại tiên sinh sẽ lưu lại mặt mũi cho phụ nữ. Cùng hắn ta đối đáp, chính cô chỉ có chịu thiệt, hơn nữa những lời hắn ta nói quả thật cũng có chút đạo lý, chính mình nếu muốn dùng phương thức trập khuôn như cũ, nói không chừng thật sự có người sẽ nguyện ý bán ra ngọc thạch với giá thấp. Đến lúc ấy chính cô cũng có được hai phần tiền hoa hồng, sinh hoạt hiện tại của cô cũng không dễ dàng, đừng nhìn bộ chế phục trên người cô rất chỉnh tề, trên thực tế đãi ngộ của bọn họ còn không tốt bằng Khưu Thành, thời gian làm việc còn so với bọn hắn dài hơn rất nhiều, đây còn là trong tình huống có việc, sau này còn không biết sẽ thế nào đâu. Thấy đối phương đáp ứng, Khưu Thành gật gật đầu, liền xoay người ly khai. Có vài người chính là như vậy, nhìn qua như là quần thể yếu nhược, chỉ khi nào ngươi để cho bọn họ nhìn thấy bản thân yếu đuối, lập tức sẽ bị bọn họ đạp dưới chân. Nếu không muốn bị ức hiếp, ngươi liền phải bày ra tư thái trước tiên để cho người khác biết ngươi không dễ bị trêu chọc trên đường về nhà tốc độ di chuyển của khưu thành so với buổi sáng chậm hơn một ít cũng cẩn thận quan sát diện mạo hiện tại của thành phố lúc này mới có thời gian một ngày không ít các con đường đã được khai thông vài chiếc xe bị bỏ đi cũng không thấy bóng dáng một vài cửa sổ bị tổn hại các cửa hàng mặt tiền hai bên con đường cũng đã được dùng ván gỗ đóng lại có chút dáng dấp cao to rộng rãi như trước xuyên thấu qua những cửa sổ mọi thứ bên trong đã rỗng tuếch ngay cả bàn ghế cũng không chừa lại không biết mấy thứ này là bị nguyên chủ chuyển đến địa phương khác hay là bị kẻ khác khiêng đi rồi trên đỉnh đầu còn có một tấm quảng cáo không biết của cửa hàng nào đang rủ xuống bị gió thổi qua bay tới bay lui nơi con đường trống rỗng thì vẫn lưu lại vài cái hố to mà thời gian một ngày nay giống như càng khiến cho thành phố tân nam càng trở nên hiu quạng trước lúc về nhà khưu thành từ trong ruộng phụ cận chất đầy một đống bùn đất vào trong túi rồi khiêng trở về tiểu khu của bọn họ đã từng trải qua thời kỳ xanh hóa trước đó nhưng hiện tại thứ cậu nhìn thấy vốn dùng làm hàng rào trang trí trước đây đã bị sụp đổ hơn phân nữa đem đóng bùn đất khiêng về nhà chỉ chốc lát sau khưu thành lại mang theo một cái búa nhổ đinh lọ mọ đi ra dưới sự trợ giúp của bóng đêm đem vài cái hàng rào gỗ đã bị phá hủy chuyển về nhà phần lớn thời gian khưu thành đều là người rất quy củ cậu có ý thức về đạo đức cũng như pháp luật trọng yếu nhất là cậu biết bản thân tuyệt đối không phải thuộc phường trọng trước cậu nhát gan sợ gây chuyện, lại không thích cùng người khác kết bè kết đảng. Giống ngày hôm nay hoặc là buổi chiều ngày hôm qua, lúc mới từ căn cứ Lâm thời đi ra, hai bên đường có rất nhiều cửa hàng đều rộng mở cửa lớn, cũng không phải không có ai đi vào lấy này nọ, thế nhưng đơn thân độc mã như Khưu Thành, nếu đi vào lấy đồ rồi lại bị chủ nhân cửa hàng vừa vặn đụng mặt, thì cậu tuyệt đối không có hoa thơm quả ngọc gì để ăn rồi. Nếu nói đối phương nhiều người, đến thời điểm đó cậu lại tránh không được bị người ta đánh cho một trận hoặc là bị dắt đến đồn công an lại nói trải qua năm năm căn cứ lâm thời cũng không biết đã an bài mấy nhóm người đến nội thành thu nhập vật tư bên trong mấy cửa hàng kia hiện giờ còn có thể sót lại bao nhiêu thứ hồi báo rất thấp tính phiêu lưu lại cao còn là hành vi trái pháp luật xâm chiếm ích lợi của người khác khưu thành tự nhiên là mặc kệ đại đa số thời điểm chỉ cần không phải là cùng đường cậu đều nguyện ý thành thành thật thật trải qua những ngày an phận của mình thế nhưng loại tình huống như dời về vài cọc hàng rào gỗ bị phá sập trong tiểu khu, Khưu Thành lại tiến hành với không chút gánh nặng về tâm lý, qua lại mấy chuyến, cậu liền chất đóng vài bó củi trong phòng khách nhà mình. Đầu năm nay, mấy thứ như thùng xốp thau chậu linh tinh đều rất khó có được, Khưu Thành muốn ở ban công trồng cây, cũng chỉ có thể tự mình đóng giỏ gỗ mà thôi. Đương lúc Khưu Thành khiêng một bó củi cuối cùng bò từ lầu một lên tầng 14, thở phì phò từ trong túi áo lấy ra chìa khóa mở cửa, thì cậu lại đột nhiên cảm giác có chút không đúng khưu thành xoay người sang chỗ khác nhìn một mảnh tối như mực phía trước nhờ vào một vài tia sáng xuyên qua từ cửa sổ hành lang bên cạnh cậu mới có thể miễn cưỡng phân biệt ra cánh cửa ở đối diện hiện tại đang đóng chặt cậu nhớ rất rõ là tối hôm qua lúc cậu cầm vài tấm ván gỗ cùng sách sở đi ra từ trong phòng này chưa có đem cửa đóng lại mà hay là gió thổi sập vào tuy rằng rất muốn vào xem đến tốt cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng Khưu Thành cuối cùng vẫn không có vương tay đẩy cánh cửa kia ra. Bọn họ bên này còn chưa có mở điện, ban đêm quá tối, cậu một người đơn thân độc mã lại không có vũ khí, bất cứ hành vi mạo hiểm nào đều không hề sáng suốt. Khưu Thành vẫn tay, lặng yên không một tiếng động ở trong hành lang đứng một hồi lâu, sau khi xác định không có bất cứ tiếng gió thổi cỏ lay nào, lúc này cậu mới xoay người mở cửa trở vào nhà, hơn nữa còn nhanh chóng đóng kín cửa phòng, thẳng đến giờ khắc này. Khưu Thành mới rốt cuộc nghĩ tới, đóng tro tàn mà cậu nhìn thấy vào ngày hôm qua cũng không giống như là do người khác lưu lại từ rất lâu trước đây căn phòng đơn sơ không có cửa sổ thời điểm gió thổi mưa rơi bên trong liền sẽ trở nên rất ẩm ướt cũng sẽ có gió từ ngoài thổi vào nếu như phần tro tàn kia được người lưu lại từ nhiều năm trước đến bây giờ hẳn là bị phân tán đi hết không có khả năng lại khô ráo chỉnh tề như cậu nhìn thấy ngày hôm qua vào thời gian đầu khi virus ít bùng nổ có vài cư dân bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà không đuổi kịp đợt rút lui đầu tiên, bọn họ liền tụ lại trong nội thành, bị một lượng lớn những kẻ lây nhiễm vây quanh. Cuối cùng rất nhiều người không phải biến thành người bị lây nhiễm thì cũng sẽ vì thiếu ăn mà chết đói trong phòng. Vào những đợt lục soát cứu người cùng thu nhập vật tư sau này, quân đội cũng thường mang về một ít người sống sót đến căn cứ lâm thời. Thế nhưng trôi qua thời gian 5 năm, những người cứu được đã sớm được cứu thoát, nên chết cũng đã sớm chết đi mới đúng. Như vậy, người đã đốt lên đóng lửa trong căn phòng đối diện lúc trước rốt cục là loại người nào? Vô luận đối phương là ai? Khưu Thành thật sự rất để ý, tất cả cũng là vì quyển mộc tu bút ký kia nương theo chút ánh sáng mỏng manh, cậu có thể nhìn thấy mấy nhánh hành trên ban công đã cao dài hơn không ít. Tuy nói tốc độ lớn lên của loại hành này rất mau nhưng chúng nó thật sự phát triển quá nhanh rồi. Khưu Thành tin tưởng đây nhất định là công lao của cái tụ linh trận kia. Buổi tối ngày hôm đó, Khưu Thành không được ngủ an ổn cho lắm. Sáng sớm hôm sau, cậu liền từ trong ngăn kéo cầm ra giấy bút, ngồi ở trong nắng sớm chép lại quyển mộc tu bút ký. Tuy rằng từ phương thức chất đóng củi gỗ cùng sách vở của đối phương, xem ra hắn tự hồ chỉ đem mấy thứ này trở thành nhiên liệu. Thế nhưng vì để ngừa vạn nhất, Khưu Thành vẫn quyết định sớm làm chút chuẩn bị, lỡ như ngày nào đó đối phương tìm tới cửa hướng cậu đòi sách, Khưu Thành nhất định không nói hai lời liền trả cho hắn. Trước khi bắt đầu đi làm, Khưu Thành thật cẩn thận đẩy ra cánh cửa ở đối diện nhìn nhìn, không có người, cũng không có bất luận dấu vết gì, chẳng lẽ là do cậu suy nghĩ nhiều. Mang theo tâm tình nghi hoặc, Khưu Thành đi đến tiểu khu ngày hôm qua làm việc. Trải qua thời gian cố gắng một ngày của hai mươi mấy người bọn họ, tiểu khu này tối hôm qua cũng đã có một bộ phận hộ gia đình bắt đầu mở điện, số còn lại đêm nay hẳn là đều có thể câu thông. Cô gái cậu gặp ngày hôm qua cũng đã sớm đứng ở tiểu khu chờ sẵn. Trong thấy Khưu Thành bước đến, Cô liền ngoắc ngoắc ý bảo cậu qua đây, nhanh như vậy đã có tin tức rồi sao? Cách thời gian bắt đầu làm việc còn có 20 phút, Khưu Thành nhìn nhìn tổ trưởng bọn họ còn chưa đến, liền yên tâm đi qua, anh xem thế này có được chưa? Cô gái không nói hai lời, trực tiếp từ trong túi áo lấy ra một cái bọc vải, hai tay bưng lấy, đem ngọc thạch bị vỡ đặt vào lòng bàn tay cho Khưu Thành xem, tự cô thu hồi. Khưu Thành nhướng mày, xem ra so với việc lấy phí hoa hồng, người này càng thích kiếm trọn lợi ích hơn, ở nhà của tôi. Cô gái theo thói quen tính hất hất cầm, Khưu Thành không phủ nhận gì, nhìn kỹ càng từng mảnh ngọc thạch bị vỡ trong tay của cô, có chừng khoảng 20 khối, xem màu sắc hình dạng, ước chừng là vài cái vòng tay vỡ cùng một ít ngọc bội bị bể, tỷ lệ rất tốt. Thời điểm lúc trước nếu mua thứ này khẳng định sẽ không dễ dàng, ước chừng chính là vì điều này, nên cho dù đã bị vỡ nát chúng vẫn được người bảo lưu như trước, dựa theo lời nói trong một tu bút ký, tài liệu ngọc thạch như thế này mà dùng để bày trận thì rất tốt, hai cái bánh ngô. Ngọc vỡ mà thôi, ngay cả vào lúc thanh bình, cũng căn bản bán không được bao nhiêu tiền. Bốn, chất liệu ngọc thật sự rất tốt, nếu muốn gia công thành ngọc châu hoặc là mặt dây chuyền nhỏ, cũng sẽ không tiện nghi như vậy. Cô gái này hiển nhiên đã nghĩ xong lý do thoái thác co kè mặt cả cùng giá cả từ trước. Ba, tôi hiện tại đưa cô hai cái, thời điểm tan tầm buổi tối, cô lại tìm tôi lấy một cái, nhiều hơn cũng không có khưu thành đối với tính chất của mấy miếng ngọc nát này thực vừa lòng cho nên cũng nguyện ý tăng giá ba cái rưỡi tùy anh có muốn mua hay không cô gái thu lại bọc vải bày ra một tư thái không thương lượng nữa nâng mặt nhìn về phía khưu thành khưu thành nguyên bản còn định nói thêm vài câu thế nhưng khi nhìn đến nữ nhân trước mặt ngón tay nắm chặt đã tiết lộ sự khẩn trương trong lòng cô rõ ràng không giống với biểu hiện cường thế ở bên ngoài chợt cậu liền có chút mềm lòng vì thế vài lời được chuẩn bị còn chưa kịp xuất khẩu đã phải đánh vòng trở lại thời điểm mở miệng nói cũng chỉ còn lại hai chữ được rồi khưu thành nói tốt anh trước đưa tôi hai cái bánh ngô còn lại một cái rưỡi buổi tối tan tầm lại đưa cho tôi mà anh trước cho tôi xem thẻ căn cước của anh chút đã cô gái lục lọi sổ công tác của mình từ bên trong lôi ra một tờ giấy trắng ở mặt trên viết lên hai chữ giấy nợ ghi lại số thẻ căn cước của khưu thành lại để cho khưu thành ký tên ở bên dưới đúng rồi anh nếu như không đủ ăn chia ra hai ngày đưa cũng không sao giao dịch đạt thành hơn nữa còn phù hợp giá cả trong suy nghĩ cô nàng hiển nhiên thật cao hứng không có việc gì đêm nay lúc chúng ta tan tầm cô hãy đến cửa tiểu khu một chuyến khưu thành cũng không thích thiếu nợ người khác anh về sau còn muốn ngọc nát không thấy khưu thành nói như vậy cô gái cũng không từ chối nữa ngược lại còn nhớ đến việc gợi mở cho lần buôn bán kế tiếp, hiện tại không cần, về sau nếu có gì tôi sẽ liên hệ với cô. Hôm nay mua mấy mảnh ngọc nát này cũng đủ cho cậu dùng cho ban công nhà mình. Trong ngắn hạn, Khưu Thành không có tính toán mở rộng gieo trồng, cậu cũng chỉ muốn an ổn một chỗ thôi. Đây là số điện thoại trực ban của chị gái tôi, chị ấy công tác tại bệnh viện, tên của chị ấy là Thẩm Nguyệt, tôi gọi là Thẩm Tinh. Cô gái lưu loát vừa nói vừa viết ra phương thức liên hệ cho Khưu Thành rồi xé tờ giấy đưa cho cậu được vậy tôi bắt đầu làm việc trước khưu thành hướng cô gật gật đầu sau khi cho cô hai cái bánh ngô thì nhanh chóng rời đi thời gian làm việc rất nhanh đã bắt đầu cậu vừa mới nhìn thấy tổ trưởng nhóm kỹ thuật đến đây những đồng nghiệp khác trên cơ bản cũng đã vào vị trí của mình lúc này mới bắt đầu ngày làm việc thứ hai cậu cũng không muốn lưu lại ấn tượng không tốt cho đội trưởng của mình mà cả ngày hôm nay khưu thành cũng chỉ ăn nửa cái bánh ngô cùng hai chén cháo bột ngô suông đói đến mức ngực dán vào lưng, bất quá chút xíu đói khác này cậu vẫn có thể chịu được. Lúc trước lương thực ở căn cứ Lâm thời không đủ, việc chịu đói cũng là chuyện thường ngày. Vài năm trước vào lần đầu tiên nổi lên khủng hoảng lương thực, toàn bộ căn cứ đều tiếng oán than dậy đất, sau này thậm chí còn có người tụ tập gây chuyện. Cậu nhớ rõ lúc ấy, vì thủ trưởng kia chỉ nói một câu, liền triệt để bình ổn một hồi hỗn loạn. Nếu ai cảm thấy nơi này không tốt, tùy thời có thể đi, nếu còn gây chuyện liền bắt ném ra bên ngoài. Từ đó về sau, ngay cả những khi khó khăn nhất, cũng không có người dám nháo sự, thậm chí vào thời điểm sắp chết đói cũng không dám, bởi vì bọn họ thà bị đói chết cũng còn hơn việc bị quái vật cắn nuốt. Đến ban đêm, trước khi mở cửa vào phòng, Khưu Thành lại đứng ở trong hành lang vẫn tai lắng nghe hồi lâu, nhưng vẫn không nghe được bất kỳ động tĩnh gì. Liên tiếp vài ngày sau cũng đều như thế, cậu dần dần liền có điểm yên lòng. Quyển một tu bút ký bị Khưu Thành sao thêm một bản rồi giấu ở trong thùng máy tính để bàn tại nhà cậu bản chính thì để trên giá sách ngày nào đó nếu chủ nhân thật sự của nó đến cầm đi khưu thành còn có một quyển do tự mình sao chép trải qua vài ngày bận rộn khưu thành đã đóng được rất nhiều giỏ gỗ trên ban công có cái một tầng cũng có cái nhiều tầng mấy cái nhiều tầng thì để dựa vào tường và bốn phía ban công còn dư lại mấy cái đều là một tầng bên trong tất cả các sọc gỗ đều chèn vải lọt đều là những quần áo cũ cậu không cần dùng đến trong nhà ngoài ra Khưu Thành còn đi nhặt mấy miếng vải rách về, đợi đến khi đem tất cả giỏ gỗ đều lấp đầy đất, Khưu Thành nhịn ăn nhịn mặt lại tích cóp vài cái bánh ngô, dự tính hôm nào sẽ dành ra một chút thời gian đi một chuyến đến thôn trang ở gần trường đại học thành phố Tân Nam. Nghe nói vào thời điểm bọn họ đang khẩn cấp thực hiện công tác sửa chữa phục hồi sau thảm họa trong thành phố, đã có người đưa hạt giống cho nông dân trong thôn trang ở phụ cận. Lúc trước vào thời điểm virus ít bùng nổ, các thị trấn và làng quê ở ngoại ô cũng lui đến trụ sở tạm thời trú ngụ vì khoảng cách có chút xa sau này chính phủ cũng an bài đội ngũ đi nghỉ cách cứu viện lúc ấy lương thực trong nhà các hộ nông dân toàn bộ đều bị sung công mấy thứ lấy về đều do căn cứ lâm thời thống nhất phân phối đương nhiên những người ở cao tầng cũng chiếm được không ít chỗ tốt hiện tại toàn bộ thành phố tân nam đều thiếu lương thực ngoại ô phụ cận hẳn cũng sẽ không quá sung túc mới đúng khưu thành cảm giác cậu mang theo mấy cái bánh ngô này khẳng định có thể đổi lấy chút hạt giống hoặc là rau mầm trở về. Ngay lúc Khưu Thành mỗi ngày đi sớm về muộn chuyên tam làm nhân viên kỹ thuật tích cóp bánh ngô, thì ban công nhà cậu, mỗi ngày đều sẽ nên đón một vị khách không mời mà đến, kho khe. Vị khách không mời này vừa đến liền sẽ cuộn tròn trên ban công bày đầy những chiếc giỏ gỗ, liêm Dim ngủ gật. Vào thời điểm cực kỳ buồn ngủ, thân hình của vị khách kia vô ý vẹo một cái, làm cho cái trán thiếu chút nữa đã đập vào giỏ gỗ, chỉ thấy hắn lưu loát chống tay nghiêng người, liền vững vàng ngồi xổm trên lan can ban công, hô. Đợi đến khi cơn buồn ngủ thối lui, hắn liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại lần nữa nhảy xuống lan can, đi đến vị trí cũ, bất mãn đạp một cước vào cái giỏ gỗ. Hắn chán ghét mấy cái giỏ gỗ này, chúng nó dám chiếm mất chỗ ngủ của hắn. Khưu Thành làm việc ở tổ kỹ sư điện được một tuần, tổng cộng tiết kiệm bảy cái bánh ngô. Vào buổi chiều sau khi tan tầm hôm đó, cậu liền vội vàng đi đến thôn trang ở phía tây đại học tân nam hiện nay ban công nhà cậu đã đặt đầy giỏ gỗ lớn nhỏ bên trong từng cái đều đã chứa đầy đất rồi cậu lại dùng mấy miếng ngọc vỡ kia bay ra một tụ linh trận linh khí trong trận cũng đã đầy đủ còn nguyên bản mấy cọng hành lá lúc đầu kia cũng đã đâm nhánh thành mấy cây hành mới nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy thì qua không bao lâu liền có thể phát triển thành một cái giỏ lớn xanh ung tươi tốt chỉ tiếc mấy cọng hành này ăn không đủ no trong khoảng thời gian gần đây khưu thành mỗi ngày đều đi sớm về muộn bận rộn vô cùng cũng chưa kịp làm mấy thứ như bếp lò này nọ trong nhà còn chẳng có đủ điều kiện để nấu cơm đi dọc theo đường cái phía trước cổng trường đại học tân nam đến sông tân nam sau đó cậu lại đi xuống một con đường hướng đến một thôn trang ven sông đối với vùng này khưu thành vẫn tương đối quen thuộc từ trước lúc cậu ở đại học tân nam đọc sách liền thường thường đến bên này bơi lội vùng này có thôn trang có đồng ruộng không có nhà máy nước sông coi như không tệ, còn chảy từ hướng Thượng Du, cũng chính là nhà máy nước hiện tại của thành phố Tân Nam. Thời tiết đầu xuân, thời gian mặt trời xuống núi vẫn tương đối sớm như trước, thời điểm Khưu Thành đi đến bên này, sắc trời cũng đã có chút hôn ám, vùng này lại còn chưa có mở điện, Khưu Thành cân nhắc trong lòng, muốn sớm một chút đổi hạt giống rồi trở về mới được, mắt công lại gặp phải cướp bóc chặn đường thì khổ, lại đi trong chốc lát. Khưu Thành nhìn đến một loạt phòng ốc cách không xa ở phía trước, còn có vài người đang nổi lên một đống lửa trại vì thế cậu liền đi qua người này là ai khưu thành còn chưa tới kịp đến gần người ngồi bên đống lửa đã chú ý tới cậu trước không biết có phải là có ai trở lại không lúc trước thời điểm virus ít bùng nổ thật nhiều người trẻ tuổi trong thôn bọn họ đều đang ở các thành phố duyên hải làm công hiện tại chế độ quản lý quân sự hóa trên toàn quốc đều đã kết thúc mấy ngày này trong thôn cũng có không ít người trẻ tuổi quay về nhà cậu là ai có một phụ nhân rung giọng hỏi cháu là người trong thành phố của chúng ta khưu thành dừng lại cách đóng lửa vài bước đã trễ thế này cậu còn tới nơi này làm gì có một thôn dân lớn tuổi lập tức đề phòng bật dậy đã trễ thế này người này khẳng định không phải là nhân viên công tác được phái đến từ trong thành phố cháu muốn đổi một ít hạt giống của mọi người nghe nói mấy ngày trước có người trong thành phố xuống nông thôn đưa hạt giống thôn của mọi người chắc cũng đã đi lãnh rồi phải không khưu thành hỏi bọn họ cậu ở trong thành phố còn muốn hạt giống làm gì đối phương lại hỏi chỉ là muốn trồng một ít hoa màu ở trên nóc nhà thôi cháu hôm nay mang theo vài cái bánh ngô nhà mọi người ai có hạt mầm nhiều liền đổi cho cháu một chút đi khưu thành nói xong liền đem vài cái bánh ngô trong ngực lôi ra sân phơi diện tích quá nhỏ vì không để đối phương sinh ra hoài nghi không cần thiết khưu thành liền nói dối là muốn trồng hoa màu trên nóc nhà mấy hạt giống kia chính là vận mệnh của toàn bộ hộ nông gia chúng tôi một nông phụ khoảng 3, 40 tuổi nói: "Mọi người chắc chắn có rất nhiều, vậy hãy đổi cho cháu một ít đi. Nếu thật sự không có cũng chẳng sao, ngày mai cháu sẽ đi đến thôn trang khác hỏi thăm." Khưu Thành biết người phụ nữ này đang muốn bán hạt giống với giá cao nên mới cố ý nói như vậy. "Mấy ngày này, thôn chúng tôi cũng hiếm có người đến, người trẻ tuổi, cậu qua bên này nói cho tôi biết, tình huống hiện tại trong thành phố như thế nào rồi? Thôn của chúng tôi chừng nào mới có thể được nối điện?" một bà lão vẻ mặt vô cùng hiền lành vẫy vẫy tay về phía khưu thành khưu thành đi qua tìm lấy một chỗ trống ngồi xuống hơn nữa còn thời thời khắc khắc lưu ý động tác của thôn dân chung quanh bảo đảm không có ai dở trò cũng không có ai lén đến sau lưng cậu khưu thành cùng vài thôn dân nói chuyện trong chốc lát cùng bọn họ bàn về vài tình huống trong thành phố cuối cùng lại dùng bảy cái bánh ngô đổi lấy một ít hạt giống của bọn họ trong lúc đó còn có vài thôn dân đến nói với cậu nhà bọn họ có hạt giống bảo cậu cùng chính mình trở về lấy. Khưu Thành cũng không đáp ứng, nói chỉ giao dịch tại nơi này, để cho bọn họ đem hạt giống đến. Đổi được hạt giống, Khưu Thành rất nhanh liền đứng dậy ly khai, có người muốn kêu cậu lưu lại trong chốc lát, nhưng cậu đều uyển chuyển cự tuyệt. Cất bao hạt giống nho nhỏ vào trong lòng, Khưu Thành bước đi nhanh chóng bên bờ sông Tân Nam. Ngay thời điểm cậu sắp đến đường cái, đột nhiên từ bụi cỏ ven đường chui ra hai thân ảnh sách theo gậy gộc, ngăn cản đường đi của cậu thật sự là sợ cái gì thì đến cái đó khưu thành lui về phía sau hai bước lúc quay đầu nghiêng người liền phát hiện mặt sau còn có một người nữa đây xem như là đường lui cũng bị bọn họ chặt đứt rồi chỉ trong nháy mắt như vậy khưu thành rất muốn nhảy xuống sông đào tẩu thế nhưng trong thời gian năm năm này nước sông cỏ cây cũng không biết đã phát triển thành dạng gì đêm tối xuống nước lại rất nguy hiểm chỉ cần ở giữa sông xảy ra chút sai lầm thì đêm nay cậu nhất định phải chết hơn nữa ba người này hẳn là ở trong thôn phụ cận sinh tại bờ sông lớn lên tại bờ sông kỹ năng bơi lội chắc hẳn rất tốt cũng chẳng biết bọn họ có nhảy xuống nước theo không một chọi ba khưu thành căn bản không hề có phần thắng rất nhanh cậu liền bị một gậy đập cho nằm sấp trên mặt đất thế nào nó chết rồi sao thanh âm của một người tuổi còn trẻ hơi mang chút khẩn trương vang lên mau tìm hạt giống trên người nó mẹ kiếp không biết còn bánh ngô không nữa cả ngày ngoại trừ rau dại cũng chỉ có rau dại lão tử đều nhanh ăn đến ói ra một thanh âm hung tợn khác nói, động tác nhanh lên, lằn nhằn cái gì? Người nói chuyện là một nam nhân trung niên, cha, lát nữa chúng ta có cần đem chôn cậu ta không? Nếu như bị người khác phát hiện, tra được thì rất phiền toái. Thanh âm có chút nhát gan lại vang lên, thật con mẹ nó phiền toái. Người nọ một bên hùng hùng hổ hổ, một bên tiếp tục soát túi vải trên người khưu thành, tiểu tử này đến cùng đã đem đồ đạc cất chỗ nào, sờ túi vải bên trong người nó đi. Trung niên nam nhân nói, đúng lúc này, Khưu Thành nguyên bản vẫn không nhúc nhích đột nhiên mạnh mẽ xoay người một cái, ở trên đường lăn mấy vòng, rồi vọt vài bước tới bờ sông, buồn một tiếng nhảy vào trong nước, sau đó không còn động tĩnh. cậu nguyên bản không muốn nhảy sông, thế nhưng ba người này thoạt nhìn không muốn lưu cái mạng nhỏ của cậu, vậy không bằng nhảy vào trong lòng sông vật lộn một phen. Buổi tối đầu xuân, nước sông rất lạnh lẽo, Khưu Thành chịu đựng cảm giác ngực bị đè nén, yên lặng ẩn mình dưới dòng nước, không dám ngần đầu dù chỉ một chút phần ót của cậu dường như đã bị đập trúng một gậy lúc miệng vết thương tiếp xúc với nước sông lạnh lẽo lại càng thêm đau đớn thao cậu nghe được trên bờ sông có người nổi trận lôi đình mắng chửi sau đó lại là một loạt âm thanh sột soạt vang lên một chiếc gậy hạ xuống mặt nước ngay trước mặt cậu đuổi theo không trời đã tối đừng xuống nước trung niên nam nhân nói cứ như vậy để cho nó chạy sao tổng cộng cũng không lấy được bao nhiêu quên đi lão tử không cam lòng tao đi đến chỗ cầu chờ tao không tin nó không lộ đầu ra khưu thành vội vàng lặng về phía trụ cầu gần nhất đi vòng qua bên mặt trái lúc này mới lặng yên không một tiếng động nhô đầu ra để thở cậu từ một trụ cầu lẻn đến một cái trụ cầu khác rồi lẻn đến bờ sông bên kia lúc này mới chậm rãi từ trong nước đi ra trốn vào bụi cỏ ven sông đêm đã vào khuya nơi nơi đều tối như mực ngay cả ánh trăng trên trời cũng trốn vào sau tầng mây khưu thành không dám đi đường lớn mà đi theo đường nhỏ vòng quanh một vòng lớn mới rốt cuộc trở lại tiểu khu nhà cậu, chờ cậu thật vất vả trèo lên tầng 14, cả người đã mệt đến mức ngay cả một ngón tay cũng không động nổi. Khưu Thành cứng cỏi sốc lại tinh thần, tùy tiện từ trong tủ quần áo đào ra một cái áo ba lỗ, cuốn một vòng sau gáy, thắt nút, lại đem quần áo ướt sũng trên người cởi sạch sẽ, sốc chăn lên mò vào trong nằm, rồi mê mang đi. Trong bóng đêm, có người lần theo mùi máu tươi lại đây, đầu tiên là dùng hai tay treo lên bệ cửa sổ sau đó lại lặng lẽ lộ ra một cái đầu sau khi xác định khưu thành đã ngủ mê mệt người nọ nới nhảy lên chui vào trong phòng hắn nhẹ nhàng tới gần một đầu gối chống trên bệ cửa sổ hai cánh tay giống như chân trước của giả thú chậm rãi tới gần khưu thành sau đó hơi hơi gấp lại thân thể thon dài kéo giãn ra lại cúi thân mình xuống đem mặt tới gần dùng cái mũi ngửi ngửi ót của khưu thành tiếp đó hắn lại vương đầu lưỡi liếm vài cái mỹ vị cực hạn khiến cho đôi mắt bình thường đã giống như đêm tối lại ám trầm thêm vài phần hắn có chút không rõ người này rõ ràng đã bị thương nhưng cậu vì sao lại không ra ngoài ban công chữa thương nơi tốt như vậy mà lại dùng để chứa mấy cái giỏ vô dụng người này thật sự là kỳ quái mà hư sau khi bị thương xuất huyết lại rơi vào nước sông lạnh lẽo còn mặc quần áo ướt sũng để cho gió lạnh thổi một hồi khưu thành rốt cuộc đã bắt đầu phát sốt trên trán chảy ra mồ hôi tinh mịn môi khô đến sắp nứt ra Cả người cũng khó chịu đến nỗi rên rỉ, nhưng bản thân cậu thì vẫn đang trong cơn mơ màng chưa tỉnh lại. Bóng đen bên giường lại duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm mồ hôi trên trán cậu, mằn mặn, hương vị này hắn không thích cho lắm. Mùi máu tươi lại một lần nữa thổi đến, hắn nhăn cái mũi ngửi ngửi, cảm giác cái bụng giống như lại đói hơn, bèn nghĩ có nên ra ngoài kiếm chút đồ ăn cho mình không? Ngô. Lúc này, người đàn ông trên giường cau mày, khó chịu nhỏ giọng hừ hừ, bóng đen bên giường cũng nhíu mày theo. Ngô nam nhân trên giường lại phát ra tiếng hừ hừ khóe miệng của bóng đen bên giường liền khẽ hạ xuống vương tay đem khưu thành nóng sốt đến hôn mê bất tỉnh cùng cả tấm chăn vác lên trên vai đem cậu khiêng đến ban công để vào trong lối đi chật hẹp chính giữa hai hàng giỏ gỗ vừa đến ban công khưu thành liền cảm giác thoải mái hơn tuy cậu hiện tại đang nằm ở địa phương chật đến mức ngay cả xoay người còn không được hai chân còn phải cuộn tròn trong lúc đầu óc mê man cậu cảm giác được giống như có ai đang dùng đầu lưỡi ấm áp vừa mềm mại liếm láp miệng vết thương trên gáy của mình, tự như một chú mèo đang liếm cho con nhỏ của nó. Bóng đen kia ngồi sổng trên một cái giỏ gỗ bên người khưu thành, hai tay chống giữa hai chân, hít hà từng trận hương vị mê người. Rốt cuộc hắn vẫn nhìn không được cuối người liếm một ngụm, qua trong chốc lát, lại nhìn không được đi liếm một ngụm. Buổi sáng ngày hôm sau, khi Khưu Thành phát hiện chính mình tỉnh lại ở trên ban công, cả người cậu đều thần thanh khí sản, trên người cũng không có chút gì là không thích hợp, cởi bỏ chiếc áo ba lỗ cột trên đầu, rồi sờ sờ phần sau ót, miệng vết thương thế nhưng đã bắt đầu kết vẫy, lúc sờ tay lên còn cảm thấy cưng cứng, cũng không hề thấy đau, bất quá, cậu đã đến ban công bằng cách nào? Chẳng lẽ là chính cậu tự chạy tới vào nửa đêm hôm qua? Đại khái chắc là như vậy đi, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, con người thường thường sẽ làm ra một vài chuyện mà mình chẳng thể nào nhớ nổi vào ngày hôm sau. Khưu Thành lại sờ sờ cái ót của mình lần nữa, Cậu phát hiện tụ linh trận thế nhưng còn có tác dụng làm cho miệng vết thương khép lại nhanh chóng. Tuy rằng cậu đã tốn không ít thời gian sao chép lại quyển mộc tu bút ký trước đó, thế nhưng quyển sách này lại dùng cổ văn để viết nên có chút khó hiểu. Mấy ngày nay cậu lại không có chân chính bỏ công đi nghiên cứu, chỉ toàn tâm toàn ý lợi dụng tụ linh trận để trồng ra hoa màu, để cho bản thân tránh khỏi nỗi khổ đói khác. Mặt khác, đại bộ phận nội dung của quyển sách này cậu đều xem nửa hiểu nửa không chỉ biết là linh khí có thể sử dụng cho tu luyện không biết nó nguyên lai còn có thể dùng như vậy một khi đã thế khưu thành quyết định đêm nay phải dành thời gian đem tụ linh trận bố trí lại lần nữa đem toàn bộ căn phòng của cậu đều bao bọc trong nó khưu thành ông chăn trở lại phòng ngủ lại từ trong ngăn kéo đào ra một cái quần đùi đi đến phòng tắm từ thùng nước đổ một ít nước vào trong chậu rửa mặt rồi đơn giản tắm rửa qua cơ thể nghĩ tới chuyện tối hôm qua cậu đến bây giờ còn sợ hãi trong lòng Khưu Thành nhớ lúc trước khi cậu còn học tại Đại học Tân Nam, có thầy cô trong lúc nói chuyện phiếm với bọn họ đã từng kể qua, vài thôn làng ven bờ sông Tân Nam, thật ra trước kia từng là doanh trại hải quân, người dân ở đó vốn hung hãn. Khi đó Khưu Thành cùng các sinh viên khác đều không xem trọng chuyện này, còn thường chạy đến nơi đó bơi lội khi vừa tới hè, cũng không xảy ra chuyện gì. Thủy trại hay là hàng rào dùng để phòng vệ dưới nước cho doanh trại lính, theo Baidu, không nghĩ tới chính mình hôm qua kém chút nữa đã mất mạng tại chỗ đó xem ra về sau phải cách khu vực đó xa một chút mặc kệ việc này có liên quan đến trại hải quân gì đó hay không còn đối với ba tên ác ôn tối hôm qua khưu thành chỉ hận không thể lập tức kéo bọn chúng đi bắn chết loại người này lưu lại trên đời cũng chỉ gây thêm họa về sau không biết bọn chúng sẽ hại thêm bao nhiêu người nữa nhưng lấy điều kiện của cậu hiện tại căn bản không thể địch lại bọn chúng tối hôm qua lúc phát sinh sự tình hiện trường cũng chỉ có bốn người bọn họ, không có nhân chứng phục kích, cái gậy dùng để đập cậu cũng đã bị ném vào sông Tân Nam, vật chứng cũng không có, thêm vào miệng vết thương ở sau ót cậu lại nhanh khỏi như vậy, lúc này nếu chạy tới báo công an, ai sẽ tin tưởng cậu chứ? Khưu Thành trà lau người, rồi lại đem túi hạt giống hôm qua lấy ra nhìn nhìn. Hạt giống đã bị ngâm nước, không thể lại kéo dài thêm được nữa, cậu phải nhanh một chút thúc mầm cây. Tối hôm qua, Khưu Thành đã đổi được từ trong thôn tổng cộng hai củ khoai tây mầm, hơn 10 hạt bắp, mấy hạt ớt mầm cùng vài mầm cây cà chua. Theo lý thuyết mà nói, hạt giống trước tiên phải thúc mầm, sau lại ươm giống, cuối cùng mới trồng vào trong đất. Thế nhưng bộ dạng của cây trồng trong tụ linh trận thật sự phát triển quá nhanh, Khưu Thành đang lo lắng thời điểm mình không có ở nhà. Mấy hạt giống trong lúc thúc mầm sẽ mọc qua cả đầu, trong nước lại không có độ màu mỡ như đất, nếu như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hậu kỳ sinh trưởng của cây trồng nhìn mấy cộng hành xanh biết mọc đầy cả giỏ khưu thành rất có niềm tin vào mấy cái tụ linh trận còn chưa hoàn thành thế là cậu quyết định trực tiếp đem mấy hạt giống vùi vào trong bùn đất nơi giỏ gỗ hai mầm khoai tây kia thật sự quá nhỏ sau khi cắt ra không biết về sau còn có thể sinh trưởng bình thường hay không khưu thành không muốn mạo hiểm liền trực tiếp đem chúng nó vùi vào trong hai cái giỏ gỗ sau khi chôn xong hạt giống khưu thành liền đem phần nước mà mình vừa dùng để tắm rửa trong bồn sang đây lại cầm muỗng nhỏ từng thì từng thì rót nước vào từng giỏ gỗ chứa hạt giống để ổn định gốc rễ làm xong hết thảy mọi chuyện khưu thành nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm để đến giờ bắt đầu đi làm trải qua một phen dậy vào tối hôm qua lại tổn thất một lượng máu tươi nhưng sau khi ở trong tụ linh trận ngủ một giấc thân thể cậu ngược lại chẳng hề cảm thấy có điều gì không thích hợp chính là trong bụng lại nổi lên cảm giác đói đến khó nhìn ọt ọt cái bụng phát ra một chuỗi thanh âm thật dài như đang đánh trống kháng nghị đáng tiếc khưu thành hiện tại ngay cả một chút đồ ăn đều không có cậu chỉ có thể chịu đựng cơn đói khác đi ra cửa bắt đầu làm việc vì không để người khác nhìn thấy vết thương sau gáy của mình khưu thành đã tìm một cái mũ lưỡi trai đội lên mấy ngày nay nhóm khưu thành đã sửa xong mạng lưới điện cho vài tiểu khu hơn nữa còn thành công mở điện hiện tại bọn họ đang được phân công thành từng nhóm nhỏ làm việc dọc theo đường dẫn dần dần hướng đến vùng ngoại thành mà càng tới gần vùng ngoại thành phòng trống càng nhiều người ở lại càng thưa thớt xem xem khu hoa uyển ven sông này lúc trước rất náo nhiệt một mét vuông đất bán đến cả vạn hiện tại đã biến thành khu phố ma rồi hơn mười giờ sáng hôm nay khưu thành cùng người cộng sự đang phụ trách sửa chữa một hộp biến áp người này họ lý mọi người đều kêu hắn là lão lý hắn lúc trước có mở một cửa hàng kim khí thân cường thể tráng lại thích loay hoay với mấy thứ dây điện vòi nước ở căn cứ lâm thời coi như cũng là sức lao động chất lượng cao hắn cùng với vợ mình hai người giống như bính mệnh tam lan, không chỉ nuôi lớn một đứa nhỏ, mặt khác còn nuôi thêm hai lão nhân, nguyên bản là ba người, một người trong đó đã qua đời vào một hai năm trước. Bính mệnh tam lan, còn gọi là liều mạng tam lan, biệt hiệu của nhân vật thạch tú trong lương sơn bạc, dùng để chỉ người dũng cảm gan dạ, không sợ chết, nhà lầu cao như vậy, không có thang máy thì làm sao ở được hả trời. Về điểm này, Khưu Thành mấy ngày nay đã được lĩnh hội một cách vô cùng thấu đáo cậu chắc còn chưa hiểu ra đâu mấy người bọn họ không có ở nơi này không thông thang mấy cũng chả sao lão lý một bên kiểm tra đường dẫn một bên nói với khưu thành cậu biết mấy người mua phòng ở nơi này lúc trước là loại người gì không người chân chính đập nồi bán sắt cũng muốn đến nơi này ở trong đám dân đen chúng ta thì có được mấy người kẻ mua được phòng ở nơi này đều là người có tiền mà mấy kẻ có tiền ở thành phố tân nam này có mấy tên là không có gốc có rễ có lẽ bọn họ còn có nhà ở trung tâm thành phố hoặc là lúc này cũng đã sớm nhờ vào quan hệ để người ta an trí một nơi cho bọn họ trong trung tâm thành phố rồi vậy mai mốt cả chỗ này đều bỏ không à khưu thành nhìn từng dãy nhà cao tầng xa hoa lộng lẫy trước mắt cảm giác thật sự có chút lãng phí cũng không phải đều để trống mà vậy cũng chẳng có thể làm gì khác đành phải tiếp tục ở vùng bên cạnh thôi lão lý nói hướng khưu thành cười hì hì hai tiếng rồi nói với cậu mấy ngày trước ở trong bệnh viện của vợ tôi làm bác sĩ lưu ấy anh ta không phải còn có một đại gia đình cần nuôi sao? Chỉ dựa vào mỗi tiền lương của hắn, cả nhà già trẻ luôn không được ăn no. Sau khi trở về từ căn cứ lâm thời, anh ta liền đem một trong hai căn nhà của mình bán đi, cậu biết anh ta bán bao nhiêu không? Bao nhiêu? Khưu Thành hỏi. 50 cân bột ngô. Lão Lý lắc đầu, nói, không ít đâu. Bột ngô chính là đồ ăn cứu mạng à, đầu năm nay nơi nơi đều là phòng trống một căn phòng chẳng lẽ còn có thể đáng so sánh với một mạng người sao, cậu chắc không biết, căn nhà kia của bọn họ kề sát bên tòa thị chính thành phố à, có tin tức gì bên kia đều là nơi biết đến đầu tiên, có chỗ tốt gì bọn họ cũng là những người được hưởng lợi nhanh nhất. Nếu có cái gì gió thổi cỏ lây, người sống ở khu kia cũng là kẻ chạy nhanh nhất, lão Lý chỉ hận nhà mình không có 50 cân bột ngô, không thì hắn xác định cũng muốn mua một căn phòng ở chỗ đó, vaccine phòng bệnh đều đã được phân phát còn có thể có cái gì gió thổi cỏ lây. Khưu Thành Trấn An hắn nói, chú tiểu tử này xem ra là một chút phong thanh cũng không có nghe đến rồi, lão Lý lắc đầu, còn nói, hiện tại mọi người đều truyền miệng nhau, việc virus Ikea xuất hiện, không thoát được quan hệ với việc biến đổi gen, chỉ cần mầm mống tai họa này còn tồn tại, ai biết về sau còn có thể xuất hiện bệnh độc gì nữa. Tiểu tử cậu ngược lại rất tốt nha, độc thân một mình, không có gì vướng bận, nếu giống như tôi còn phải dắt theo cả gia đình, trải qua biết bao cực khổ, tin tin. Lúc này từ phía cửa tiểu khu lại truyền đến tiếng còi ô tô, ai, đến giờ ăn cơm rồi, nhanh lên, đưa thẻ căn cước cho tôi, cậu ở chỗ này coi đồ đi, tôi đi lấy cơm. Lão Lý nói với Khưu Thành, nếu đem đồ đặt trực tiếp để lại chỗ này, không có người trông giữ khẳng định là không được. Mấy ngày nay, trong thành phố Tân Nam nơi nơi đều là nhân viên nhặt mót, vạn nhất bị người mượn gió bẻ măng, hai người bọn họ làm không tốt liền phải mất đi bát cơm khưu thành đem thẻ căn cước đưa cho hắn rồi lại đem chút nước còn thừa lại trong bình đổ ra đưa cho đối phương luôn mấy ngày qua cậu đều dùng bình để đựng cháo bột ngô chờ tới khi ăn xong trưa cơm cậu lại đến cửa tiểu khu rót đầy nước là được trừ hai ngày đầu tiên khi bọn họ mới trở về từ căn cứ lâm thời mấy ngày sau đó việc lấy nước đều rất tiện lợi đặc biệt là đối với các tiểu đội tham dự công tác tái thiết sau thảm họa những người làm công tác hậu cần sẽ thiết lập những điểm cung cấp nước ở từng địa phương mà các tiểu đội đang công tác. Chỉ chốc lát sau, lão Lý đã lĩnh phần cơm của hai người trở về, hai người bọn họ an vị ở bên cạnh hộp biến áp, uống cháo bột ngô cắn bánh ngô. Khưu Thành đã đói bụng suốt một ngày nay, một cái bánh ngô cùng với chén cháo bột ngô đều bị cậu ăn đến mức không thừa lại dù chỉ một mẫu, bánh ngô cứng rắn cũng bị cậu ăn đến vô cùng thơm ngọt. Tiểu tử cậu ăn rất được đó nha, cái bánh này cũng tới nửa cân à. Lão Lý uống mấy ngụm cháo bột ngô, lại ăn ướt chừng nửa cái bánh, liền dừng lại, hi hi. Khưu Thành cười cười, không nhiều lời. Cậu biết con trai của lão Lý năm nay đã 10 tuổi, cũng đương vào thời điểm phát triển thân thể, tiểu tử choai choai cũng không thể tìm được việc gì nên hồn, mỗi ngày nhóc đều cùng ông ngoại bà ngoại đi ra bên ngoài nhặt rác, mấy thứ giống như xác vỏ đạn hay điện thoại di động, còn có mấy thứ kim loại linh tinh khác. Nếu đem chúng đến trạm thu mua, bọn họ cũng có thể đổi lấy chút đồ ăn vợ của lão là một hộ lý cả ngày cũng kiếm không được bao nhiêu đồ ăn hai người muốn nuôi sống cả một gia đình cũng không dễ dàng có cái để ăn cũng không dám bỏ vào bụng những năm vừa rồi mọi người đều trải qua không dễ dàng muốn nuôi sống ngươi nhà qua ngày luôn đặc biệt gian khổ vô cùng thế nhưng mỗi khi lão lý nói đến vợ con của mình còn có lão gia tử lão thái thái nhà bọn họ hắn đều đặc biệt lên tinh thần kỳ thật điều này cũng khiến khưu thành rất hâm mộ bận rộn một ngày, buổi chiều khoảng 5 giờ, mọi người liền tụ tập ở cửa tiểu khu vừa ăn cơm vừa hướng tổ trưởng báo cáo tình huống công tác hiện tại, sau đó sẽ để cho tổ trưởng phân công nhiệm vụ cho ngày mai. Lúc trước tuy rằng từng nói qua thời gian ăn cơm chiều là khoảng 4 giờ rưỡi, bất quá trễ hơn một mươi phút đều là chuyện thực bình thường. Tất cả mọi người lĩnh xong cơm chiều, vừa ăn một bên lại họp hội trò chuyện, xong xuôi thì ai về nhà nấy, cái này cho con trai của anh. Khưu Thành xé nửa cái bánh ngô đưa cho lão Lý, con trai của lão Lý cậu cũng đã gặp qua, mấy ngày trước vào thời điểm ăn cơm trưa nhóc có tạt qua một hồi. Thằng nhỏ gầy chẳng kém gì cây củi, người cũng rất thấp bé, lão Lý đầu tiên là giật mình, sau đó liền cao hứng tiếp nhận nửa cái bánh ngô bỏ vào trong ngực, rồi dùng đại lực vỗ vỗ bả vai Khưu Thành nói, cảm tạ người anh em, ngày sau nếu có đau đầu nhức óc cứ đến tìm anh, chị dâu của cậu rất thân với mấy vị bác sĩ kia có thể lấy được một chút thuốc giá đặc biệt. Cuộc họp của tổ kỹ thuật rất đơn giản, tổng cộng liền chừng 20 người. Mỗi người chỉ nói một hai câu, tổ trưởng sẽ lấy giấy viết viết chép chép, ngẫu nhiên sẽ hỏi một hai vấn đề, lại phân phối công tác ngày mai. Hơn 20 phút liền có thể giải quyết xong. Sau khi tan họp, Khưu Thành không có trực tiếp về nhà, mà là đi đến Đại học Tân Nam. Cậu nhớ rõ bộ môn chăn nuôi của trường cậu hồi trước hình như có nuôi bò và dê, cậu muốn đi đến chỗ đó nhìn xem, coi có thể đem một ít phân bò dê trở về trồng hoa màu thì phải bón phân Khưu Thành mấy năm nay đã trải qua việc nhà nông tại căn cứ lâm thời cũng biết việc bón phân đối với thu hoạch là thập phần trọng yếu Cử trường đại học Tân Nam lúc này đang mở rộng thủy tinh ở phòng an ninh vỡ đầy đất trên mặt đất còn có không ít vết máu trong trường học thì trống rỗng cỏ dại mọc đầy khắp nơi cây lồng não ven đường cũng đã phát triển hơn rất nhiều Khưu Thành một mình đi lại trên sân trường vắng vẻ bốn phía yên tĩnh đến mức ngay cả cậu cũng đều có thể nghe được tiếng bước chân của mình một cách rõ ràng. Cây lông não, hay còn gọi là rã hương cinnamon camphora là một loại cây thân gỗ, lớn chắc khỏe với vỏ cây hơi thô và có các đốm nhạt màu, bị nứt nẻ theo chiều dọc, cậu đi đến trước tòa nhà dành cho khoa chăn nuôi thì dừng lại. Đây là một dãy phòng học cũ, kết cấu bốn mặt, bên trong còn có một khoảng sân, bắt ánh sáng không quá tốt. Nơi đây còn có vài chỗ râm mát, là để cho sinh viên khoa chăn nuôi sử dụng lúc trước khi khưu thành học tại nơi này thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết của động vật nghe nói đó là vì các sinh viên ngành bác sĩ thú y đang làm giải phẫu ngày trước dù cho là vào thời gian gần lúc thi cuối kỳ cũng hiếm có học sinh đến nơi này tự học khưu thành đi vào dãy phòng học trong lối đi nhỏ vắng vẻ vang vọng quanh tiếng bước chân của cậu sắc trời bên ngoài đã có chút hôn ám cậu nghĩ sinh viên khoa chăn nuôi hẳn là sẽ không đem bò dê nuôi ở trên lầu mới đúng nhất định là nằm ở khu lầu dưới không có phòng học hơn nữa còn phải nằm kề với sân trường như vậy mới tiện lợi cậu cứ thế đi dọc theo hành lang ở bốn phía rồi đẩy từng gian từng gian phòng học ra rất nhanh liền tìm đến đúng căn phòng từng là nơi dùng để nuôi dê trong phòng không có bàn ghế trên mặt đất đội lên chút trơm thoạt nhìn còn có không ít phân dê đủ cho khưu thành dùng thật lâu khưu thành từ trong ba lô cầm ra cái túi nhựa rồi lại ở trong phòng học tìm tìm định kiếm một cái chổi hoặc xẻng này nọ dùng tạm be 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 lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến vài tiếng dê kêu bên trong dãy phòng học trống rỗng không có lấy một tia nhân khí này có vẻ càng thêm phá lệ quỷ dị đến dọa người toàn thân khưu thành dựng đứng hết tóc gáy cậu lao ra khỏi phòng học nhìn trái nhìn phải nhưng cái gì cũng chẳng thấy chờ đến khi trở lại bên trong cậu đã không còn tâm tư quản việc dơ hay chẳng dơ trực tiếp lấy tay gạt túi nhựa nhét đầy phân cùng rợm rồi khiên lên rời đi khưu thành khiêng một túi phân dê dọc theo con đường rợp bóng cây đi thẳng đến cửa hông trường học ra khỏi cửa hông chính là phố sinh viên. Căn hộ hiện tại của cậu ở tiểu khu nằm ngay ở mặt sau phố sinh viên. Nhớ trước đây trên con phố nhỏ này có mở ra rất nhiều cửa hàng ăn uống, Khưu Thành vẫn thường đến nơi này giải quyết vấn đề thức ăn. Cậu một hơi trèo lên tầng 14, thở hồng hộc đóng lại cửa phòng, đem cái túi chứa phân dê khiêng đến trên ban công. Nương theo ánh trăng, Khưu Thành có thể nhìn thấy trong từng cái giỏ gỗ đã có vài gốc mầm cây mọc nhô ra. Lúc này mới chỉ trôi qua thời gian một ngày thế nhưng những hạt mầm cậu chôn xuống đều đã nảy mầm thoáng nghĩ tạm một lát khưu thành liền tính toán lấy chút phân dê bỏ vào trong giỏ cậu một bên xoay người mở túi một bên ở trong lòng cân nhắc đống phân dê này đã nằm trong căn phòng kia trọn năm năm hẳn là không cần phải lên men mới đúng nghĩ đến đây động tác trên tay khưu thành đột nhiên dừng lại túi nhựa đã mở ra mà cái cục phân dê to đụng bên trong rõ ràng là còn tươi liên tiếp đụng phải tình huống như vậy cho dù khưu thành có thần kinh thô đến đâu Lúc này cũng chẳng có biện pháp thuyết phục chính mình, có khi những thứ này là do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi, hoặc chính là cậu đã gặp quỷ, hoặc là bên trong đại học Tân Nam hiện tại khẳng định còn có một hay vài em sơn dương đáng yêu đang tràn đầy sinh lực, nhưng việc căn bản không thuyết phục, lúc trước toàn bộ thành phố Tân Nam đã bị người lây nhiễm chiếm cứ, người sống đều bị chúng ăn vô số, nếu có dê lớn như vậy làm sao có thể tránh được một kiếp không bị cắn chết chứ, vậy sơn dương này khẳng định là có chủ mà chủ nhân của nó tất nhiên không phải giống như nhóm người khưu thành vừa mới trở về từ căn cứ lâm thời tên kia chắc chắn đã sinh hoạt ở bên ngoài rất lâu chẳng lẽ hắn chính là chủ nhân của một tu bút ký thật sự nếu là như vậy điều này cũng rất có khả năng lúc trước điều kiện sinh tồn ở tân nam tuy rằng ác liệt nhưng đối phương nếu là cao nhân dĩ nhiên không thể so với đám phàm phu tục tử bọn cậu vậy chuyện tối hôm qua có liên hệ với hắn hay không tự khưu thành căn bản không biết linh khí còn có tác dụng làm cho miệng vết thương khép lại nhanh hơn vậy thì cậu làm sao biết mà chạy đến ban công để chữa thương chẳng lẽ cũng là do tên kia đem cậu ra ban công chỉ cần vừa nghĩ đến lúc mình đang ngủ thế nhưng vẫn còn có người qua lại tự nhiên trong nhà khưu thành đêm nay liền không thể ngủ được an ổn cho dù đối phương thoạt nhìn tựa hồ không có ác ý lúc nửa đêm khưu thành cảm giác cửa sổ bên kia dường như có động tĩnh cậu đột nhiên mở to mắt vừa vặn nhìn thấy một bóng đen đang định chui vào trong phòng cậu. Ai? Khưu Thành hét lớn một tiếng, bóng đen kia liền rụt trở về một chút, đi ra đây. Khưu Thành lại quát, cửa sổ bên kia một điểm động tĩnh cũng không có, người đi ra đây một chút, chúng ta cùng tán gẫu. Một lát sau khi Khưu Thành đã bình ổn tâm tình, cậu liền tận lực thả chậm ngữ điệu. Một khoảng lâu sau, từ phía bên ngoài cửa sổ mới rốt cuộc chậm rãi chậm rãi lộ ra non nửa cái đầu, lại qua một hồi lâu nữa, Khưu Thành mới rốt cuộc thấy được toàn bộ cái đầu của đối phương. Nương theo ánh trăng, cậu chỉ có thể ước chừng phân biệt ra người này có một mái tóc ngắn giống như bị chó gặm, ngũ quan thấy không rõ lắm, ước chừng là gương mặt của người trưởng thành, anh là ai? Thấy đối phương vừa để ý vừa cẩn thận như vậy, Khưu Thành liền mạc danh cảm giác chính mình giống như có chút lo lắng, ô! Bóng đen kia phát ra một tiếng kêu trầm thấp giống như động vật nhỏ, Khưu Thành nhíu nhíu mày, xê dịch vị trí trên giường. Đối phương nhìn thấy cậu vừa động, lập tức lại đem đầu rụt trở về. Khưu Thành mở ra ngăn kéo tủ đầu giường, từ bên trong lôi ra một khúc nến, lại cầm bật lửa, ba một tiếng châm ngọn lửa. Bóng đen ngoài cửa sổ không biết lúc nào lại nhô đầu ra, yên lặng nhìn chăm chú vào tất cả mọi hành động của cậu. Anh lại đây. Khưu Thành hướng hắn ngoắt ngoắt, bóng đen kia giống như thập phần do dự, cái đầu đã lùi về ngoài cửa sổ lại nhô trở ra. Lại đây. Khưu Thành lại hướng hắn vẫy tay, ô. Sau khi bóng đen kia lên tiếng, rốt cuộc cũng động đậy, Khưu Thành nhìn hắn dùng hai tay chống cửa sổ, đầu tiên là lộ ra một nửa người trên, sau đó là chân trái, rồi đùi phải. Hắn hiện giờ tự như một con ếch bự ngồi sổng bên bệ cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy xuống, rồi đắp lên mặt sàn trong phòng. Nương theo ánh sáng của ngọn nến, Khưu Thành rốt cuộc đã có thể thấy rõ ràng diện mạo của hắn. Đây là một người nam nhân tuổi còn trẻ, niên kỷ ước chừng không đến 30, có hình dáng ngũ quan rõ ràng, sườn mặt tương đối thông dài, với mái tóc xoăn không dài cũng không ngắn, nửa người trên không mặc áo, phía dưới ngược lại chỉ mặc một chiếc quần bò rách rưới, mà quần bò bó sát người đã góp phần phát họa nên bờ mông công nảy rắn chắc của hắn, ô. Hắn phát ra thanh âm ô ô hữu nghĩ yếu ớt, rồi chậm rãi tới gần khưu thành, càng dựa lại càng gần, thẳng đến khi hai người má dán vào má, sau đó lại nhẹ nhàng cò cọ. cọ tiếp xúc thân mật như vậy khiến cho khưu thành cảm giác có chút không được tự nhiên vì thế cậu rất nhanh liền tránh đi ô ô hắn rên rỉ như đã phải chịu một nỗi ủy khuất rất lớn rồi lại sáp về trước cọ 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 xong còn vương đầu lưỡi ra liếm liếm phần ót của khưu thành lúc này chàng ta mới cảm thấy mỹ mãn tìm một chỗ nằm trên giường uống người đi ngủ khưu thành lau một đống nước miếng trên cổ lại nhìn nhìn cái tên gia hỏa đã chiếm mất cái giường lò xo so của mình nhìn không được gãi đầu người này có ý tứ gì đây định tới đây ở ké kho 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 đối phương thấy khưu thành vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ liền một bên ngáy kho kho một bên lại đến gần dúi dúi người thúc giục cậu mau đi ngủ thực lực song phương cách xa khưu thành không dám hướng tên này tuyên bố cái giường này là thuộc về sở hữu tư nhân của cậu chỉ đành phải ngoan ngoãn thổi ngọn nến ngủ dù sao nếu tên này thật sự có ác ý với cậu khưu thành hiện tại đã không biết chết tới mấy trăm lần lại nói tới cái thời điểm rơi vào mộng đẹp ấy cậu dù ngủ hay tỉnh cũng chẳng có phân biệt gì mấy, dù sau đây chính là tên quái thai ngay cả cửa sổ tầng 14 đều có thể ra vào tự nhiên mà. Một lần nữa bước vào tụ linh trận, đem toàn bộ phòng ở của cậu đặt trong đó, linh khí trong phòng sung túc, nằm ở trên giường, khưu thành cảm giác chính mình như đang ngủ ở quanh sơn cốc trong núi rừng xanh thẳm. Bên người còn có một tên mèo bự thỉnh thoảng lại vương đầu lưỡi liếm liếm cậu, Khưu Thành lúc này đây rốt cuộc đã có thể an tâm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Khưu Thành đánh cái ngáp từ trên giường ngồi dậy, bên người lập tức có một cái đầu sáp tới, muốn dùng đầu lưỡi giúp cậu rửa mặt, những đã bị Khưu Thành một chưởng đẩy trở về. Ô, ô. Thời điểm Khưu Thành ở trong buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt, tên kia liền canh ở một bên ô ô lên án, hình như là đang thầm oán vi cậu cự tuyệt thân cận của hắn. Xuyên thấu qua gương nhìn cái tên to con bên người, Khưu Thành nhìn không được hơi hơi gợi lên khóe miệng. Mấy năm nay, cậu tuy rằng cũng khát vọng có được một gia đình ấm áp, nhưng trong lòng lại đối với cái thứ gọi là gia đình này thực không tin tưởng mà cậu cũng chẳng có niềm tin vào chính mình từ trung học đến bây giờ cậu đều tự trải qua mọi thứ một mình ngay cả chó mèo cũng chưa từng nuôi hiện tại trong nhà rốt cuộc đã có thêm một vật sống khưu thành cảm giác có chút cao hứng tuy rằng đó là một tên gia hỏa quái đảng đầu óc rõ ràng không dùng được lại có thể ở trên nhà cao tầng qua lại tự nhiên sau khi vệ sinh cá nhân xong khưu thành đi đến ban công nhìn nhìn phát hiện mấy cái cây non trải qua một buổi tối liền đã cao thêm một khúc đặc biệt là mấy cây ngô thế nhưng đã cao đến đầu gối của cậu cùng với sự sinh trưởng nhanh chóng của chúng hơi nước trong giỏ giống như cũng tiêu hao đặc biệt mau sau khi khưu thành tưới nước qua cho chúng một lần thì phát hiện nước trữ trong nhà cũng không còn nhiều xem xem thời gian còn sớm cậu liền quyết định đến bờ sông lấy nước so với các thành phố lớn nhỏ khác trên cả nước công tác bảo vệ môi trường của tân nam vẫn tương đối tốt nước sông ở tân nam tuy rằng không thể trực tiếp dùng để uống nhưng nếu dùng để làm vệ sinh thì hoàn toàn không có vấn đề nếu đã đi đến bờ sông khưu thành liền thuận tiện đem theo quần áo bẩn của mấy hôm trước luôn lúc khưu thành đi ra ngoài tên kia cũng cùng cậu ra khỏi cửa khưu thành xuống lầu hắn cũng đi theo phía sau đợi khưu thành rời khỏi chung cư hắn đã không còn thấy bóng dáng cứ thế khưu thành đi đến bờ sông cách nhà gần nhất giặt quần áo mấy năm trước lúc thành phố tân nam được xây dựng bờ đê ven sông phụ cận vùng này đều được xây dựng lại, dọc theo bờ sông có lan can được đúc bằng xi măng, có nơi không có lan can, thì lại từ trên đê sông nối liền từng bậc thang kéo dài đến trong nước, cũng dễ dàng cho cư dân phụ cận giặt quần áo hay rửa rau. Trong bụi có cách đó không xa, có một thân ảnh đang thò cái đầu của mình ra quan sát, thật ra hắn rất muốn chạy qua cùng người kia, nhưng lại sợ hãi khung cảnh chung quanh không chút che chắn thế này. Những địa phương như vậy luôn khiến cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, từ trước đó, lúc hắn cùng sinh hoạt với lão miêu cũng chưa từng đi ra nơi như vậy bao giờ khưu thành rửa xong quần áo một tay xách quần áo ướt sũng một tay xách một thùng nước trở về nhà cậu đem thùng nước đổ vào trong bồn tắm phơi quần áo ướt lên sau đó xách lên hai thùng nước lại đi ra ngoài một chuyến này cậu liền đổ đầy hai thùng nước rồi mới quay về đến khi cậu xách thùng nước vào phòng khưu thành phát hiện người nọ đã chờ sẵn ở trong làm như hiến vật quý mà cầm một bình nước khoáng cũ không nhãn mát dâng cho cậu đây là loại bình lớn cỡ 5 lít, trong chai còn chứa hơn phân nửa bình nước, bên trong thế nhưng còn có không ít tôm nước ngọt. Thời điểm căn cứ lâm thời thiếu lương thực lúc trước, cũng không thiếu những người tụ tập thành tổ đến sông Tân Nam mò cá vớt tôm. Khi ấy ngay cả ốc đồng cũng đều nhanh bị bọn họ vớt đến tuyệt chủng, không nghĩ tới người này thế nhưng còn có thể trảo đến nhiều tôm như vậy, cho tôi hả? Khưu Thành hỏi hắn, tên kia nhếch miệng hướng cậu tươi cười, mang theo một chút ngốc nghếch, trước giữ lại buổi tối chúng ta nấu lên ăn. Khưu Thành cao hứng tiếp nhận cái chai, tâm tình của cậu hiện tại rất tốt, không chỉ là vì đóng tôm này, còn bởi vì vừa nãy lúc cậu ở bờ sông giặt quần áo, người này liền ở phụ cận bờ sông mò tôm cho cậu, tới giờ, Khưu Thành vẫn như cũ bắt đầu đi làm. Khi thấy trên mặt tên kia lộ ra vẻ mặt thất lạc, tâm tình của cậu lại tốt thêm vài phần, vươn tay sờ sờ cái đầu lông xù của ai kia xong, cậu liền vác ba lô trên lưng đi ra ngoài, vừa vào thành phố. Khưu Thành rất nhanh liền phát hiện không khí có chút không đúng. Không chỉ những người trong tổ kỹ thuật của cậu mà những người khác ai nấy đều mặc co mày cáo, phát sinh chuyện gì à? Khưu Thành hỏi cộng sự lão lý, nghe nói phương Bắc nổi loạn, có người đập phá công ty cây trồng, nói thứ bọn họ bán là cái loại tân sinh gì đó. Lão lý trầm giọng nói, khống chế được chưa? Lúc này nếu vì chuyện mầm mống mà nháo loạn, đối với cư dân thành phố bọn họ mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt gì tạm thời khống chế được bất quá nghe nói hiện nay mấy khoa học gia ở nước ngoài đều đem mọi chuyện đổ lên đầu tân sinh còn có những người trong nhà không còn thân nhân đều đi tìm cái công ty đó tính sổ cậu nói chuyện này còn thể đè ép được bao lâu lão lý lắc đầu chuyện khác không nói đối với việc những đứa trẻ đã mất đi trong quá trình virus ít bùng nổ cũng đủ để khiến cho những người làm cha mẹ thống khổ hiện tại lại có người nói hết thảy mầm mống tội ác đều do công ty này tạo nghiệt bọn họ còn có thể nhẫn nhịn được sao Trừ phi hiện tại có người có thể chứng minh virus ít cùng tân sinh không có bất cứ quan hệ gì, không thì việc này tuyệt không có khả năng bị bỏ qua dễ dàng như vậy. Tân sinh chính là một loại kỹ thuật cải tạo sinh trưởng ra đời ước chừng 10 năm trước. Nghe nói khả năng lớn nhất của nó chính là giải phóng những trói buộc về gen di truyền. Những cây trồng đã trải qua kỹ thuật cải tạo tăng trưởng, không cây nào là không tràn ngập sinh mệnh lực bừng bừng. Loại kỹ thuật này giúp cho các nông dân tăng sản lượng, cũng khiến cho công ty cây trồng kiếm tiền đầy cả túi. Thế nhưng dựa theo công ước quốc tế, kỹ thuật này không thể dùng ở trên động vật, càng không thể tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người. Chuyện này cũng là vì phòng ngừa kỹ thuật này sẽ tạo nên nguy hại cho nhân loại. Khưu Thanh trầm mặt, cho dù thiên hạ đã thái bình, bọn họ muốn ăn no bụng, cũng còn phải chờ đến lúc cây bắp trưởng thành. Nay nếu thật sự loạn lên, nông dân hiện nay đều ý lại hết vào công ty cây trồng, nhưng họ lại không thể cung cấp hạt giống. Nông dân không thể gieo trồng như bình thường, vậy thì hậu quả chắc chắn sẽ không thể lường được con người khi đã đắm chìm trong cừu hận cùng bi thương đều sẽ không quản đến những chuyện khác bọn họ chỉ cần sự công bằng mà thôi ngay cả khưu thành giờ phút này cậu cũng rất muốn vì mẹ mình đòi lại công lý bà thật sự là vì tân sinh mới chết đi sao khưu thành cũng không oán hận mẹ của cậu người phụ nữ ấy trước khi tái hôn đã đem thứ duy nhất đáng giá chính là căn phòng bán đi còn đem tất cả tiền bạc để lại cho cậu chính bà cũng tương đương với việc tay trắng ra khỏi cửa chỉ dựa vào điểm này liền không phải ai cũng có thể làm được như bà từ trung học đến đại học trong vài năm đó mặc dù khưu thành phải sống trong tình trạng lấp lửng nhưng cậu ít nhất cũng cơm áo vô lo cũng không cần phải đi đến một nơi xa lạ nhìn sắc mặt của một người đàn ông xa lạ lại càng không phải thật cẩn thận cố gắng dung nhập vào cái gia đình vốn không thuộc về cậu lúc trước khi khưu thành không hiểu chuyện còn từng thầm oán qua mẹ mình nhưng hiện tại mỗi ngày một trưởng thành, cậu lại càng cảm kích người phụ nữ ấy, cảm kích mẹ đã vì mình mà chuẩn bị hết thảy mọi chuyện. Nếu khu Bắc nơi chủ yếu sản xuất ra lượng thực cho toàn quốc mà xảy ra bạo loạn, thì những khu vực khác cũng sẽ thần hồn nát thần tính theo. Dưới tình huống như vậy, đến lúc được tính là vụ thu hoạch lương thực thuận lợi đầu tiên, sợ là cũng không có bao nhiêu hộ nông dân nguyện ý bán ra. Trong thành cũng sẽ có người tích trữ lương thực, đến thời điểm ấy, những cư dân phổ thông như bọn họ muốn ăn no bụng lại càng thêm khó khăn. Khưu Thành lại nghĩ đến vài cây mạ non trên ban công nhà mình, xem ra chính mình chỉ có thể trông cậy vào chúng nó. Túi phân dê mới khiêng về ngày hôm qua vẫn còn tươi, cậu còn phải ủ chúng một thời gian mới có thể dùng được. Nếu trực tiếp ủ phân thì tốc độ quá chậm, cậu phải nghĩ biện pháp làm ra khuẩn enzyme hoặc là khuẩn HM này nọ để ủ phân mới được. Thứ này lúc nhóm người bọn họ còn ở tại căn cứ lâm thời rất thường xuyên dùng đến, cũng chẳng phải thứ hiếm là gì, chẳng qua là trong nhất thời cậu không biết phải đi đâu đào ra thứ kia lão lý anh có biết nơi nào lấy được chất lên men dùng để ủ phân không buổi chiều sau khi tan làm khưu thành liền hỏi lão lý ở bên cạnh cậu muốn lấy thứ đó làm gì lão lý lúc trước cũng từng làm qua việc trồng trọt ở căn cứ lâm thời nên cũng biết tác dụng của chất lên men dùng để ủ phân em định trồng một chút rau ở trên ban công khưu thành trả lời như vậy à trong bệnh viện của vợ anh hiện tại cũng có mấy thứ này hiện giờ trong vườn hoa trên mái nhà chỉ cần có đất trống liền đều được dùng để trồng cây hết nghe nói hiện tại rất nhiều nơi đều làm như vậy cả buổi tối trở về anh sẽ nói với vợ anh xem có thể hỏi người ta được không lão lý không chút do dự liền đáp ứng chuyện này cũng không thể trắng trợn lấy của người khác như vậy được anh nói với chị dâu dùng bánh này đổi đi có thể đổi bao nhiêu đổi bấy nhiêu đầu năm nay cũng chẳng có người nào nguyện ý cho không người khác lão lý tám phần là vì chuyện cái bánh ngày hôm qua mới có thể nói như vậy không cần nhiều vậy đâu lão lý vội vàng chối từ cầm đi cũng không thể để cho chị dâu vì em mà thiếu ân tình người ta được anh biết rõ em chỉ có một mình cũng không có bạn bè độc thân độc mã về sau nếu trong thành phố có phong thanh gì anh chỉ cần nói với em là được khưu thành ở trong căn cứ lâm thời năm năm tuy rằng bởi vì thân là đàn ông nên rất có sức lực lại không có điều gì phiền lũy mỗi ngày trôi qua đều tương đối đơn giản nhưng cậu cũng không phải chưa nhận qua sự giúp đỡ của người khác vào thời điểm càng gian nan khốn khổ được nhận sự giúp đỡ của người khác lại càng thêm ấm áp trần quý biết bao cho nên nếu trong phạm vi khả năng cho phép khưu thành cũng nguyện ý thoáng biểu hiện một ít khẳng khái của mình hơn nữa cậu cảm thấy lão lý là người cũng rất tốt khưu thành không tin người đàn ông mỗi bữa chỉ uống mấy miếng cháo bột ngô ăn mấy khẩu bánh dù chịu đói khác cũng phải đem thức ăn về cho gia đình sẽ là một kẻ xấu xa tối hôm nay lúc trở về khưu thành đã nhặt vài cục gạch ở ven đường bỏ vào trong ba lô rồi khiêng về nhà cậu dùng mấy cục gạch vụn này xếp thành một chiếc bếp lò đơn giản trong căn phòng bỏ không đối diện rồi lại dùng mấy khối gỗ còn dư lại lúc đóng giỏ gỗ vài hôm trước để châm lửa phía trên đặt lên một cái chảo sâu lòng ngắt thêm mấy cọng hành lá nấu cùng với tôm nước ngọt không có muối ăn cậu đành phải dùng nước súc sạch bình đựng muối trong phòng bếp vào thời điểm rút lui lúc trước vì để giảm bớt gánh nặng mấy chai lọ này nọ cậu không có mang theo một nồi tôm này nấu lên vừa thiếu dầu vừa thiếu muối, nhưng hai người bọn họ đều ăn tới vô cùng thơm ngọt, đến cuối cùng ngay cả một mảnh hành thái, một giọt nước canh cũng chẳng chừa lại. Ăn xong tôm, Khưu Thành lại đi đến ban công tưới nước cho hoa màu. Lúc hái hành lá vừa nãy cậu cũng đã thấy được, trải qua thời gian một ngày, tất cả cây hoa màu đều đã cao dài lên không ít, phần đất trong giỏ cũng trở nên khô ráo. Xem ra cho dù có sự trợ giúp của tụ linh trận, việc thu hoạch cùng phát triển của cây cũng tuyệt đối không thể tách rời nước cùng phân bón. Mà tốc độ phát triển của những cây hoa màu trên ban công nhà cậu lại càng nhanh hơn bình thường, như vậy chúng nó cũng đòi hỏi một lượng nước cùng phân bón nhiều hơn nữa. Thời gian đầu còn không sao, bởi vì lúc trước khi đi lấy đất, Khưu Thành đều chọn loại đất mùn đen về, loại đất này bản thân nó đã có một độ màu mỡ nhất định. Vào thời gian sau, đến khi hoa quả trổ bông kết quả, chỉ sợ độ phì nhiều của đất sẽ không thể cân bằng nếu muốn có được phân bón một cách mau lẹ thuận tiện khưu thành ngược lại cũng biết một cách đó là dùng nước tiểu của người pha loãng ở một mức độ vừa phải sau đó tưới vào trong ruộng chỉ cần pha loãng nước tiểu với tỷ lệ phù hợp cho dù không có quá trình ủ phân lên men cây trồng bình thường cũng sẽ không phát sinh hiện tượng héo úa nghĩ đến đây khưu thành liền dừng lại động tác trong tay vào phòng lục lọi nửa ngày cuối cùng lại đem mấy thứ trong thùng rác đổ ra hết xách vào buồng vệ sinh xả một bãi nước tiểu vào kế tiếp cậu lại xách ra ban công đổ vào mấy gáo nước rồi mới thật cẩn thận tưới vào chỗ đất cách xa bộ rễ của cây trồng một khoảng được rồi ngủ đi thôi làm xong này nọ khưu thành mới nói với tên gia hỏa vẫn luôn theo trước theo sau bên người hiện tại nơi ở của bọn họ còn chưa có mở điện khưu thành mỗi ngày đều ngủ thật sớm sau đó vào sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau khi trời vừa mới tờ mờ sáng cậu liền rời giường trước khi đi làm công cậu vẫn còn một hai giờ rảnh để làm những chuyện khác nào là nấu nước giặt quần áo còn có chăm sóc hoa màu nơi ban công một khi linh khí sung túc không chỉ hoa màu phát triển nhanh mà ngay cả cỏ dại cũng dài rất nhanh nếu không kịp nhổ bỏ chúng sẽ dành hết chất dinh dưỡng của hoa màu trong giỏ khưu thành thay áo ngủ leo lên giường tên kia cũng tự giác tìm một vị trí trên giường cho mình căn phòng hiện tại luôn đầy đủ linh khí cái giường này cũng trở nên vô cùng thoải mái làm cho cậu thật thích nơi này người kia không chịu nói lời nào Khưu Thành cũng không có cách nào biết được tên của hắn, có khả năng ngay cả tên của chính mình, người này cũng chẳng nhớ rõ, nhưng dù sao cũng phải có một cái xưng hô, không thì về sau, Khưu Thành phải kêu hắn bằng gì bây giờ, đặt tên người thật sự là một chuyện tiêu hao rất nhiều tế bào não, Khưu Thành suy nghĩ nửa ngày, mới rốt cuộc có được một gợi ý, về sau, tôi sẽ gọi anh là A Thường nhé, thường của giảng dị bình lặng ấy. Khưu Thành nói, ư ư. Trong bóng đêm, từ giường bên kia lại truyền đến một tiếng hừ nhẹ mang theo vẻ buồn ngủ, đồng ý không? Khưu Thành hỏi hắn, ô, bên kia đáp trả lại một tiếng, thế là cái tên A thường liền được quyết định như vậy, bất quá người trước mắt sẽ kêu tên này cũng chỉ có Khưu Thành mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Khưu Thành liền thức dậy làm việc, cậu đầu tiên là đi đến đại học Tân Nam hốt một túi phân dê, sau đó lại đi ra bờ sông Tân Nam lấy nước, cũng thuận tiện tắm rửa một cái trong những gian phòng học ở đại học tân nam quả nhiên còn có dê sống tổng cộng có ba con hai con dê lớn một con dê nhỏ mấy con dê này vừa thấy a thường đến liền be be kêu to sau đó a thường liền dắt chúng nó ra bên ngoài ăn cỏ người kia không nói lời nào khưu thành cũng không thể hỏi hắn mấy con dê này đến tột cùng là sao bất quá có thịt để ăn là tốt lắm rồi người này hiện tại mỗi ngày đều ở chỗ cậu cò giường còn cò cả linh khí đến lúc làm thịt dê chắc cũng không đến nỗi ăn mảnh đi có tức chỉ xài ké, ăn ké hưởng ké, ăn mảnh là ăn một mình. Sau khi Khưu Thành từ bờ sông Tân Nam vác hai thùng nước trở về, thì cũng là lúc bắt đầu một ngày làm việc mới. Trước khi mấy cây hoa màu trên ban công trưởng thành, cậu còn phải dựa vào phần công tác này để nuôi sống chính mình, cho nên cậu một chút cũng không dám lười biếng. So với những tổ công tác khác ở khu vực này, tổ kỹ sư điện của bọn họ là nhóm có nhân số ít nhất, nhưng cũng là nhóm có tốc độ nhanh nhất. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng còn chưa đến một tuần bọn họ liền có thể tiến đến khu vực chung quanh đại học tân nam buổi chiều con trai lão lý lại tới đây một chuyến mang đến cho khưu thành một bao khuẩn hm nho nhỏ, nhỏ. khưu thành thật rất cao hứng có chất lên men đóng phân dê được phơi ở ban công nhà cậu rất nhanh đã có thể lên men ủ phân nói không chừng trước khi cây ngô trổ bông cậu còn có thể bón phân cho chúng thêm một lần còn a thường bên này hắn cả ngày nay đều trôi qua chẳng chút thoải mái buổi sáng lúc hắn đang ở trường học chăn dê trên bãi cỏ thì nghe thấy có một đám người đang hướng tới gần chỗ của bọn họ a à, thường thực cảnh giác lập tức ông dê con lên rồi vội vàng đem hai con dê bự trở về chuồng dê sau khi đem dê đưa vào chuồng xong hắn lại trở ra bên ngoài lần nữa cẩn thận quan sát hướng đi của những người đó loại sự tình này từ trước hắn cũng đụng phải vài lần hồi đó là người của căn cứ lâm thời đến bên này thu nhập vật tư cho đến sau khi căn cứ lâm thời giải tán cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người đến nơi này nhặt mót cậu cũng quá vô ý việc như thế sao đến bây giờ mới báo cáo lên cậu không biết trường đại học này đối với thành phố tân nam của chúng ta rất quan trọng sao a à, thường trốn sau một lùm cây xuyên qua khe hở nhìn người đàn ông trung niên cao to đang nói chuyện tôi cũng mới nghe được có người đập phá cửa ký túc xá hôm qua thiết bị dạy học cũng bị trộm đi không ít một người khác nói nghe nói việc này cậu còn phải nghe nói khu vực này có phải do cầu quản hay không vậy loại sự tình này dùng gót chân suy nghĩ cũng biết rõ còn phải nghe người ta nói lại người nọ tức mắng đến thở hổn hển anh cũng biết trong tay tôi chỉ còn vài quân lính nếu tập trung lại thì còn có thể miễn cưỡng bảo vệ trị an trong nội thành nếu phân tán ra thì còn là lực lượng gì nữa nếu tuyển thêm người thì lại tăng thêm miệng ăn ngài cũng biết tình huống hiện tại của chúng ta thế nào rồi đấy nếu phía trên không cấp lương thực bản thân chúng ta còn có cách nào khác nữa người bị mắng kia cũng là khổ đến không nói nổi nhiệm vụ này thật khó khăn nhưng dù khó hắn cũng phải làm rời bỏ công tác này hắn lấy cái gì nuôi gia đình sống tạm qua ngày đây ừ người đàn ông cao to cắn răng trầm ngâm một tiếng nói tôi giúp cậu nói một tiếng đại khái còn có thể tăng thêm năm danh ngạch cậu rút ra năm người cần phải đem trường đại học này bảo vệ thật tốt lần tới nếu lại phát sinh loại sự tình này thì để cho toàn bộ bọn họ về nhà hít không khí đi, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy thêm lần nào nữa." Người nọ liên tục cam đoan, cậu chắc cũng đã nghe nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tháng 6 năm nay liền sẽ khôi phục trường đại học. Trước mắt các thành phố lớn trên toàn quốc đều thiếu người, thành phố Tân Nam chúng ta cái gì cũng không, chỉ có mỗi đại học Tân Nam này là còn thể chống đỡ được thể diện. A à, thường thấy hai người nọ đi xa, liền vội vàng chạy đi tìm mấy con dê của mình về sau chỗ này sẽ được người khác canh giữ, mấy con dê của hắn mà đặt ở đây thì rất không an toàn, phải ngay lập tức dời đi mới được. Mấy con dê này tuy được gọi đúng là dê núi, nhưng trên thực tế chúng nó chưa leo núi bao giờ cả. Lúc A thường xua chúng nó đến chỗ của Khưu Thành, để bò đến được độ cao tầng 14 thì cũng thật quá sức của chúng nó rồi. A thường đem mấy con dê an trí trong căn phòng bỏ không đối diện nhà Khưu Thành, sau đó lại lũi lên tầng cao nhất. Từ tầng cao nhất, hắn lộn mình đến ban công tầng 15, rồi lại chồng người đến ban công nhà Khưu Thành ở tầng 14 đẩy cửa đi vào, chạy đến phòng bếp, mở ra ngăn tủ tiền vài cái túi nhựa, hắn dùng mấy cái túi đem toàn bộ phân dê trong trường học đều đổ vào trong, sau đó khiêng từng túi từng túi chất đóng ở cửa nhà Khưu Thành. Trải qua những bài học trong thời gian sống cùng lão Miêu, hắn phải che giấu tung tích của tất cả những hoạt động của mình, ngay cả phân cùng nước tiểu cũng phải che giấu hết. Nếu hắn muốn giấu kỹ mấy con dê của mình thì phải thủ tiêu cả phân của chúng nó bất quá nếu khưu thành thấy phân và nước tiểu này hữu dụng hắn liền dứt khoát giúp khưu thành đem chúng vác đến đây hết chuyển xong phân dê công việc của hắn vẫn còn chưa có chấm dứt nếu nói thỏ không có ba hang thì lão miêu lúc trước cũng là như thế lão miêu khi ấy có tới mấy chỗ ở có thể luân phiên đến cư ngụ nếu có chỗ nào bị người phá hư hoặc là xuất hiện uy hiếp lão miêu sẽ buông bỏ chỗ đó một lần nữa tạo nên một chỗ ẩn thân mới a à thường lại càng thập phần ham thích chuyện này hắn có vài cứ điểm ở Đại học Tân Nam, mỗi một chỗ đều cất giấu rất là nhiều kho tàng. So với mấy chỗ đó mà nói, cái phòng đối diện nhà Khưu Thành, chẳng qua chỉ là địa phương dừng chân khi hắn ngẫu nhiên đi tuần tra thôi, căn bản không tính là cứ điểm chính thức. Hiện tại Đại học Tân Nam đã sắp bị người trong giữ cẩn thận, mấy cứ điểm bên trường đại học tất yếu phải bị hủy bỏ. Mấy thứ được giấu trong cứ điểm cũng phải được lập tức chuyển dời đến nơi khác, vào thời điểm khuân vác mấy thứ này, nhìn nhìn thật nhiều của cải mà mình đã tích cóp, a thường quyết định hắn phải đưa cho bạn đời của mình một vài thứ mới được không sai trong nhận thức của a thường khưu thành chính là bạn lữ của hắn lúc trước lão miêu cũng có bạn lữ thời điểm đi dạo ở bên ngoài lão miêu đã phát hiện một con mèo khác thế là nó liền tha con mèo kia về hang ổ chúng nó sinh hoạt cùng nhau một đoạn thời gian lão miêu có đôi khi còn có thể khẳng khái đưa cho đối phương một con chuột bự béo đô đô chúng nó đều rất thích ăn cái kia à a thường lại không quá thích hắn cảm thấy khưu thành hẳn cũng sẽ không thích đâu đưa cái gì mới tốt đây a à, thường ra sức chọn lựa đồ trong một căn nhà trệt bên ngoài đại học tân nam hắn cầm lấy một hạt châu thủy tinh đang tỏa sáng dưới dương quang bên cửa sổ cảm giác có điểm luyến tiếc lại thả trở về tiếp đến hắn lại cầm lên một cái dao gọt trái cây sắc bén vẫn là luyến tiếc cái dao này rất hữu dụng với hắn à chọn cái khác chọn đến chọn đi thẳng đến khi thái dương đều đã sắp khuất núi Hắn vẫn không thể đưa ra được kết quả. Lúc này, bụng của hắn đã rất đói, hắn quyết định trước đi ra sông trảo con cá, đợi ăn no rồi chậm rãi suy nghĩ tiếp. Điều bất đồng với lão Miêu là kỹ năng bơi lội của A Thường phi thường tốt. Chỉ cần cho hắn vài công cụ, hắn liền có thể bắt được cá trong nước, dụng cụ dùng để trảo cá chính bảo bối của hắn. A Thường ở trong phòng lật trồi lật, lôi ra một cái lưới, cái lưới này là hắn đã tìm được ở một cái thôn ven sông, mấy năm nay nó thật sự đã giúp hắn không ít việc. Tuy rằng hiện tại bên mặt tấm lưới đã bị rách ra vài cái lỗ, nhưng như thế cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Từ bờ sông phụ cận nhà bọn họ, dọc theo sông Tân Nam hướng đến phía đông có một đập nước nhỏ, A Thường đang lội xuống chỗ nước ở gần cái đập, còn mang theo cái lưới để bắt cá. Mỗi lần như vậy, hắn đều sẽ có thu hoạch, lúc này đây cũng không ngoại lệ, hắn còn tóm được một con cá trắm cân nặng khoảng 5-6 cân. Hắn đem cá trắm đánh sạch vẫy rồi lại loại bỏ mấy thứ trong bụng cá ở ngay bờ sông, sau đó lại đưa vào trong nước rửa rửa dựa theo thói quen của hắn từ trước hiện tại đã có thể đem thịt cá ăn sống nhưng mà vào lúc này a thường lại đột nhiên nhớ tới nội tôm tối hôm qua hắn liền đổi ý quyết định đem con cá trắm này về cho khưu thành giúp hắn chế biến một chút căn cứ kinh nghiệm tối hôm qua trong quá trình chế biến còn phải bỏ thêm chút nguyên liệu nhưng mà phòng bếp trong nhà khưu thành chỉ còn lại mấy cái bình không ngược lại hắn lại có rất nhiều mấy thứ kia đường nâu cùng đường trắng đều là thứ hắn thích ăn xì dầu cùng với giấm dùng để trét lên cá ăn cũng rất được, còn muối ăn thì tùy tiện trét lên cái gì đều có thể ăn. Hắn còn có một ít đồ gia vị hương vị là lạ, hắn không thích cho lắm, nhưng lại không nỡ vứt bỏ, cho nên vào tối hôm đó lúc Khưu Thành về tới nhà, liền nhìn thấy A Thường xách một con cá trắm trở lại, còn có rất nhiều đồ gia vị, thật sự là làm cho cậu cao hứng đến hỏng mất, cậu đương nhiên sẽ không biết. Cái tên quỷ keo kiệt này kỳ thật còn giấu không ít đồ tốt ở bên ngoài à ăn thịt cá nóng hầm hập vừa thơm ngào ngạt khưu thành cảm khái vận khí của mình quả thực quá tốt tùy tiện thu lưu một gia hỏa hành vi quái dị vậy mà lại là một cao thủ bắt cá mò tôm xem ra cậu về sau sẽ không phải đói bụng nữa mỗi ngày không chừng sẽ được ăn uống no đủ đáng tiếc những ngày tháng được ăn uống no đủ này khưu thành chỉ có thể được trải nghiệm mấy hôm mà thôi vào một sớm vài ngày sau khưu thành theo thường lệ đi đến bờ sông tân nam lấy nước vừa đến bờ sông cậu liền nhìn thấy trên đê sông phía Hạ Du có vài chiếc xe cảnh dụng, cậu cảm thấy nghi hoặc, vừa định đi qua hỏi thăm một chút tình hình, bên kia liền có hai cảnh viên hướng cậu đi tới, cậu sống ở phụ cân nơi này sao? Trong đó có một viên cảnh sát hơn 40 tuổi hỏi Khưu Thành, tôi sống ở tiểu khu gia viên. Khưu Thành nói xong lại hỏi bọn họ, bên này xảy ra chuyện gì à? Tối hôm qua có một nhóm người đánh bắt cá bằng điện áp trên sông, cậu có nghe thấy âm thanh gì khác lạ không? đối phương lại hỏi, không nghe thấy, từ tiểu khu gia viên đi đến chỗ này cũng mất tới 20 phút. Khưu Thành lắc đầu, vậy cậu gần nhất có nghe thấy phong thanh gì không? Có nghe hàng xóm hoặc là ai nói qua, gần nhất muốn tới sóng kích điện bắt cá, không có, chung cư kia của chúng tôi cũng không có được mấy hộ nhân khẩu. Tôi mỗi ngày đều làm việc ở trong thành phố, đi sớm về muộn, rất ít cùng bọn họ giao tiếp, vậy được rồi, cậu về sau nếu có manh mối gì, thì phiền cậu gọi theo số này liên lạc với tôi đối phương nói rồi đưa cho khưu thành tấm danh thiếp khưu thành tiếp nhận danh thiếp cứ cảm thấy có chút gì đó kỳ quái vì thế cậu lại nhìn không được hỏi việc kích điện bắt cá này rất nghiêm trọng sao từ trước thành phố tân nam của bọn họ cũng chưa từng xảy ra việc dùng điện bắt cá cũng không thấy ai có chủ ý như vậy nếu bắt được cá thì khỏi nói nếu bắt không được còn bị lôi đi nhiều nhất thì bị phê phán mấy câu trên tin tức thời sự lại hô hào vài tiếng sự tình liền được bỏ qua nhưng xem tư thái làm việc hiện tại của bọn họ giống như là muốn liều mạng với mấy cái tên kích điện bắt cá kia vậy cậu chắc không biết một viên cảnh sát trẻ tuổi khác lắc đầu nói quy mô lần này rất lớn cũng không phải loại tiểu đánh tiểu nháo từ nhà máy nước ở hạ du mãi cho đến đập nước phía dưới cá tôm cơ hồ đều bị bọn họ kích điện chết hết quy mô lớn như vậy cậu nói xem khẳng định là có tổ chức mà tổ chức như vậy đối với thành phố Tân Nam chúng ta tuyệt đối là một nhân tố đe dọa. Lại nói bọn họ hiện tại dám lộng hành như vậy, phá hoại hệ sinh thái ở sông vô cùng nghiêm trọng, nếu không áp dụng biện pháp can thiệp của con người, chỉ dựa vào sức khôi phục của tự nhiên, cũng phải đợi từ 3 đến 5 năm, mà đoạn sông này sợ cũng không câu được cá. Cả. Cảnh viên vừa nãy cũng nói chêm vào, các anh đi đến thôn Tú Thủy hỏi qua chưa? Thôn Khưu Thành đi đổi hạt mầm lần trước, chính là thôn Tú Thủy, thôn Tú Thủy hai viên cảnh sát đều đồng thời nhìn về phía Khưu Thành. À, tôi cũng là lúc còn học ở Đại học Tân Nam nghe thầy cô nói qua một chút, bảo nơi đó lúc trước từng là trại lính thủy quân. Khưu Thành cũng không sợ chọc thêm phiền toái cho người của thôn Tú Thủy. Khưu Thành nhớ rõ lúc mình đổi hạt giống ở thôn Tú Thủy, đã từng cùng các thôn dân ngồi bên đóng lửa một hồi lâu. Một thôn trang tổng cộng cũng chỉ có bằng ấy người, bọn họ khẳng định rất quen thuộc lẫn nhau. Ba cha con kia làm ra chuyện như vậy, Khưu Thành không tin trong mấy thôn dân kia lại không có ai phán đoán được gì, mà vào lúc ấy, trong đám người bọn họ cũng chẳng có ai nhắc nhở gì cậu, thậm chí ngay cả một chút ám chỉ đều chưa từng có. "Chúng tôi lát nữa sẽ qua đó xem." Viên cảnh sát lớn tuổi nói, "Khu vực này của mọi người cách trung tâm thành phố khá xa, lực lượng phòng vệ cũng yếu nhược, về sau ra ngoài phải chú ý một chút." Một viên cảnh sát khác vỗ vỗ bả vai Khưu Thành nói, Khưu Thành gật đầu đáp ứng sau đó liền gánh một thùng nước trở về. Đòn gánh này là cậu vừa làm ra trong mấy ngày qua, chẻ một nửa đoạn tre, lấy một phần hai, hai đầu hơi vót nhọn, cuối cùng làm thành hình dạng mũi tên. Sau đó buộc dây thường lên đầu hai mũi tên, cũng không cần lo bị trượt xuống. Khi Khưu Thành về nhà, phát hiện A Thường còn chưa rời giường. Vừa nãy lúc cậu đi ra ngoài, người này cũng yếu xìu như vậy qua trên giường, vốn cho rằng tên này chắc là đang cuốn giường, xem ra sự thật cũng không phải như vậy trên sông có phải là không có cá không? Khưu Thành ngồi ở bên giường, vỗ vỗ phía sau lưng của A Thường, ô ô. A Thường quay đầu qua, đầy mặt ủy khuất nhìn về phía Khưu Thành, tối hôm qua hắn liền trốn ở trong bụi cỏ ven bờ sông, trơ mắt nhìn đám người kia đem cá lớn cá bé trong sông đều kích điện sạch sẽ, ngay cả tôm cũng chẳng chừa lại cho hắn, bắp ngô trên ban công cũng sắp chín rồi, qua hai ngày nữa tôi sẽ nấu cho ăn một nồi bắp thật mềm thật ngon. Nhìn biểu tình kia của hắn, khưu thành còn có cái gì không rõ nữa trong sông không có cá cậu cũng rất khổ sở cậu lúc này mới chỉ qua được vài ngày no bụng thôi a à, thường cảm giác có bạn lữ thật sự rất là tốt được nghe giọng nói dịu dàng của cậu giống như ngay cả việc trong sông không có cá cũng chẳng phải là chuyện khó có thể tiếp nhận được hắn từ trên giường quỳ đứng lên rướn cổ đem mặt đến gần khưu thành cò cọ lên mặt cậu lại duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm cổ cậu còn dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn vài cái tự như lão miêu đã từng làm với bạn lữ của nó hồi trước mau đứng lên đi khưu thành không thích ứng được loại hành động quá mức thân mật này cậu vương tay vỗ vỗ bả vai a thường sau đó liền thẳng thừng đứng lên ly khai a thường còn chưa thỏa mãn liếm móng vuốt hắn hiện tại rốt cuộc đã có thể hiểu rõ lão miêu kia vì cái gì lại thích liếm bạn đời của nó như vậy chúng nó sẽ ở cùng một chỗ với nhau thân thể dán thân thể móng vuốt kề bên móng vuốt đi rửa tay Khưu Thành cậu cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, thế nhưng dùng đầu lưỡi liếm bàn tay mình như vậy, thật sự là quá bẩn rồi. Ô! A thường bỗng chốc nhảy dựng khỏi giường, bay nhanh lẻn vào toilet, dưới sự trợ giúp của quận HM, Khưu Thành rốt cuộc đã thành công lên men đóng phân dê của mình. Mà vào sáng sớm ngày hôm nay, cậu đã có thể bón phân cho mấy cái cây trên ban công. Trước tiên, cậu đào một cái hố cạn ở chung quanh bốn gốc cây, sau đó lấy chút phân rắc vào bên trong hố lại dùng bùn đất che lên sau khi bón phân cho tất cả các cây hoa cậu lại tiếp tục tưới nước cho từng cây mấy ngày nay khưu thành đã đóng một cái giá nhỏ ở ban công trên cái giá bày đủ các loại chai mà trong mỗi cái chai đều chứa một chất lỏng màu vàng không sai cái thứ vàng vàng này chính là nước tiểu khưu thành cùng a thường đi tiểu vào trong chai sau đó ấn theo trình tự xếp lên cái giá phơi nắng vài ngày mỗi ngày đều sẽ lấy cái chai đầu tiên tưới vào hoa màu cứ như vậy bình thường đều sẽ không có mùi gì khác lạ nếu dùng nước tiểu trực tiếp thay nước tưới vào trong đất mùi này nọ sẽ hơi nhiều một chút nhờ có linh khí đầy đủ cùng chất đất vì nhiêu sung túc mà hoa màu trên ban công đều phát triển tương đối nhanh cây bắp cũng đã sắp trổ bông khoai tây bởi vì mọc trong đất không thể nào quan sát được cà chua cùng ớt thì mọc mau hơn chút có chút cây đều đã nở hoa thậm chí vài cây đã mọc đầy những trái nhỏ xanh biếc trước khi ra ngoài bắt đầu làm việc khưu thành lại dặn a thường chú ý an toàn trong vòng hai ngày, nhóm kỹ thuật của cậu rất nhanh sẽ đến tiểu khu sửa lưới điện, theo sát sau đó, mấy tổ khác cũng sẽ đến nơi này. Địa điểm làm việc của Khưu Thành hiện tại cũng gần hơn, từ cổng lớn tiểu khu của bọn họ đi ra ngoài, qua một con đường lớn, lại hướng về phía nội thành đi hơn 10 phút là tới. Chuyện sông Tân Nam bị điên cuồng kích điện bắt cá rất nhanh đã truyền đi khắp nơi. Trong nhóm người tổ kỹ thuật của cậu cũng có người đàm luận chuyện này bất quá so với trước đây mỗi khi có chuyện gì xảy đến ai nấy đều rất hưng phấn thì tình huống lần này lại bất đồng thần tình mọi người thực ngưng trọng chuyện trùng kiến sau thảm họa vốn đã không dễ dàng đã thế còn xuất hiện vài tên xấu xa như vậy cuộc sống bọn họ lúc nào mới có thể khởi sắc đây việc này cũng như chuyện kẹt xe vậy tất cả mọi người đều có thể xếp hàng chờ đợi vấn đề khả năng cũng không phải quá nghiêm trọng nhưng nếu lại có mấy tên xuất hiện vừa thấy tường liền tông qua trên đường cái rất nhanh sẽ chật như nêm cối tiểu Khâu à, bên đó loạn như vậy, anh thấy chú vẫn nên vào trong thành phố ở đi, đánh tiếng lên trên xin một chút, để cho bọn họ giúp chú đổi phòng ở, nghe nói hiện tại cũng có người làm như vậy rồi. Thời điểm làm việc, lão Lý đã nói với Khưu Thành như vậy, đó là những chỗ thực sự hoang vu kìa, chỗ của em kế bên đại học Tân Nam, nếu đổi phòng ở cũng không nhất định tốt hơn hiện tại. Khưu Thành nguyện ý sống ở chỗ này, trong khu vực của bọn họ, khuôn nhà của cậu là cao nhất từ dưới đất cũng rất khó nhìn thấy tình huống trên ban công nhà cậu ai thiệt là vậy cậu phải chú ý một chút mai mốt nếu có chuyện gì cậu cứ đến bệnh viện nhân dân tìm chị dâu của cậu còn nhớ tên của chị dâu cậu không hả đợi làm xong việc ở mấy tiểu khu phụ cận đại học tân nam nhóm kỹ thuật của bọn họ không biết đã đi lòng vòng chỗ này được bao lâu có lẽ cũng đã đến lúc giải tán rồi khu vực phía dưới còn có một đội ngũ khác phụ trách không cần đến bọn họ nhớ rõ khưu thành gật gật đầu cả nhà lão lý đều rất tốt chỉ tiếc thiên hạ không có buổi tiệc nào là không tàn đối phần lớn người mà nói tụ tán ly hợp cũng không phải vấn đề bọn họ quan tâm nhất thứ mọi người quan tâm nhất hiện giờ là về sau còn có thể kiếm được lương thực hay không không có việc làm thì không có thu nhập đến thời điểm đó bọn họ phải lấy thứ gì lấp đầy bụng cơ chứ hôm nay trước lúc tan học vào buổi chiều có người còn hỏi tổ trưởng rằng lần này sau khi công việc chấm dứt nhóm kỹ sự điện bọn họ còn được phân công chuyện gì nữa không phía trên vừa đưa xuống một văn kiện, có lẽ mọi người bây giờ còn chưa có nghe nói đến, tổ trưởng của bọn họ là lính kỹ thuật do quân đội phái đến, cho nên tin tức của hắn so với thị dân bình thường luôn linh động hơn nhiều, văn kiện gì? Sau khi có người hỏi một câu như vậy, đám người bọn họ lập tức trở nên thập phần im lặng, mọi người đều vẫn tai đợi tổ trưởng nói nội dung phía sau, sợ bỏ qua dù chỉ một chữ. Mọi người cũng đều biết, tại thời điểm virus ít bùng nổ, Quân đội ở các nơi đều được an bài nhiệm vụ sơ tán dân chúng tập trung tại những khu vực thành thị với mức độ cao rút lui, đầu tiên, tiếp đó mới nghĩ cách tổ chức cứu viện ở các vùng nông thôn, không ít các thôn làng đều bị người lây nhiễm công kích, thậm chí có vài thôn ngay cả một người sống cũng không có, điều này đã dẫn đến việc sau khi thảm họa qua đi, nhân khẩu ở vùng nông thôn đã giảm đi một lượng cực lớn. Lúc còn ở tại căn cứ lâm thời, tất cả mọi người đều đã được học qua cách trồng trọt, hiện tại phía trên đã đưa văn kiện tới ý là muốn an bài một bộ phận cư dân thành phố đến nông thôn làm công tác gieo trồng lên núi xuống nông thôn vậy về sau có phải sẽ trở thành nông dân không còn hỏi được nữa sao ông nội của tôi lúc trước đây là thanh niên tri thức tham gia cuộc cách mạng xanh ở nông thôn không dễ dàng gì mới trở lại được trong thành phố nguyên văn là tri thanh việc này tổ trưởng vừa nói xong phía dưới lập tức liền ồn ào lên lúc này so với vùng nông thôn trước đây đã bất động rất nhiều tổ trưởng ý bảo mọi người cứ an tâm chớ nóng vội người đi nhưng hộ tịch không đi chỗ ở của mọi người trong thành phố vẫn sẽ giữ lại cho mọi người người rời đi chỉ cần ký một phần hợp đồng chính phủ địa phương sẽ sắp xếp nơi ở cùng với ruộng đồng sẵn sàng cho mọi người còn cung cấp một số thức ăn nhất định đợi đến sau khi thu hoạch chỉ cần nộp lại một lượng lương thực vừa đủ là được lúc bình thường vào thời điểm nông nhàn mọi người đều có thể tùy thời trở về thành phố sau khi một năm hợp đồng chấm dứt mọi người có muốn ký tiếp hợp đồng năm thứ hai hay không, cũng đều phụ thuộc vào ý nguyện cá nhân của mọi người. Nghe những lời này, mọi người đều có chút động tâm. Bọn họ đều lo sợ sau khi rời đến nông thôn liền không thể trở về, này nếu có thể được quay lại, vào thời điểm hiện tại. Nông thôn khẳng định càng dễ sống hơn so với thành phố, chỉ là vùng thôn núi hoang dại hơn nơi này rất nhiều. Ngay cả lão Lý cũng bẻ khớp xoa tay, nóng lòng muốn thử, chẳng qua suy xét đến công tác tại bệnh viện của vợ, hắn lại có chút do dự hộ lý tuy rằng không phải là công việc quá khá khẩm nhưng ít nhất còn có thể kiếm được miếng cơm ăn đi nông thôn còn chưa biết thế nào hắn có nên dứt khoát đi một mình thôi không khưu thành ngược lại chẳng hề muốn đi nông thôn thời điểm cậu học trung học có một lần đã đáp ứng lời mời của một đứa bạn vào thời điểm nghỉ hè cùng cậu ta đi một chuyến về quê của mình kết quả còn chưa đến hai ngày toàn bộ người trong thôn đều biết chuyện cậu là một đứa nhỏ đáng thương cha chết còn mẹ thì tái giá nói một cách tương đối khưu thành càng thích ở lại thành phố cũng muốn cùng người khác bảo trì một khoảng cách nhất định mọi người đều tự trải qua cuộc sống hàng ngày dù chạm mặt cũng không cần giả vờ thân thiết chào hỏi hoàn cảnh sinh hoạt như vậy khiến cho cậu cảm thấy rất tự tại sau khi tan tầm khưu thành đem mấy cái bánh mình vừa để dành được trong vài ngày qua lấy ra nghỉ nghỉ một hồi cậu lại lôi luôn cái bánh mới tin vừa tiết kiệm được hôm nay cậu đem mấy cái bánh còn lại giao cho lão lý để hắn giúp mình đổi lấy tất cả hạt giống trước đó lúc lão lý nói ở bệnh viện của vợ hắn có mấy thứ hạt giống này nọ khưu thành liền để bụng chuyện này các đơn vị trong thành phố đều có vài phương pháp của riêng mình để có được hạt giống đại khái cũng không phải chuyện quá khó thông qua bọn họ dù sao so với việc chính mình chạy đến mấy thôn làng tìm người đổi đồ thì càng an toàn hơn túi đang ở trên người anh mày đây lão lý không biết khưu thành đã tự mình kiếm được một ít hạt giống Hắn chỉ biết là Khưu Thành dùng khuẩn HM lên men một ít phân, phân bón đều đã có, hiện tại cần mua hạt giống cũng là chuyện rất bình thường, cảm tạ. Khưu Thành hướng hắn cười nói cảm ơn, bên lão lý có chút quan hệ, cũng sẽ không cắt xén đồ của cậu quá nhiều, nhờ hắn hỗ trợ là lựa chọn thích hợp nhất, mà chỗ A Thường bên kia, hắn đều trải qua ngày hôm nay chẳng dễ dàng chút nào, sau khi cắt về một bó cỏ xanh cho ba con dê, hắn liền đến sườn núi phụ cận để đào ổ chim đào ổ chim so với việc bắt cá mò tôm phiền toái hơn nhiều, thu hoạch cũng ít, cả ngày nay hắn chỉ đào được vài cái trứng chim, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể no bụng. Màn đêm buông xuống, A Thường ủ rủ trở lại nhà Khưu Thành, khó có được một ngày hắn trở về nhà còn trễ hơn cả Khưu Thành. Trở lại rồi à? Khưu Thành lúc này đang ngồi ở trên sofa nghiên cứu quyển Mộc Tu bút ký, cậu muốn tìm hiểu xem Mộc Tu là gì, nếu có thể, cậu cũng hy vọng chính mình có thể nhanh chóng bắt đầu tu hành càng tốt cho thân thể càng dài thọ mệnh cậu đương nhiên cũng muốn được như vậy mèo ô a thường gãi gãi lỗ tai gật gật đầu trả lời rồi ngồi xuống bên người khưu thành không bắt được cá a khưu thành hỏi hắn ân a thường ngẩng đầu nhìn khưu thành một cái sau đó lại xấu hổ đem đầu vùi càng thấp hắn thật sự là một bạn lữ vô dụng cầm lấy khưu thành đưa cho hắn một cái bánh ngô a thường giật mình quay đầu nhìn về phía khưu thành hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có thể gặp được loại chuyện tốt như vậy phải biết rằng con mèo mẹ kia lúc trước chưa từng mang về cho lão miêu dù chỉ là một con chuột vận khí của hắn thật sự là quá tốt ăn đi khưu thành cười cười cậu không biết rằng bản thân mình vừa bị người ta đem so sánh với một con mèo cái dưới sự truy xét toàn lực của đơn vị cảnh sát thành phố tân nam vụ án kích điện bắt cá rất nhanh đã được sáng tỏ suy cho cùng những người liên quan đều là các cư dân bình thường dưới sự thẩm tra của các nhân viên cảnh sát bọn họ rất khó lòng che giấu được chân tướng nghe nói những người khởi xướng vụ kích điện bắt cá này đều là những thanh niên trẻ tuổi sống trong nội thành trong đó có hai người quê ở ngay thôn làng ven sông tân nam đám người bọn họ đã bắt đầu bày ra kế hoạch này từ lúc còn chưa rời khỏi căn cứ lâm thời sau khi trở về thành phố tân nam bọn họ liền thông qua tay nhiều người lấy được công cụ kích điện rồi lên kế hoạch hành động những người này biết chuyện kích điện bắt cá ở trên sông của bọn họ khẳng định là không thể gạt được những người ở thôn làng gần bờ sông nhất, vì thế bọn họ lại kéo luôn thôn dân của hai thôn kia nhập bọn, trong đó có cả thôn Tú Thủy. Sự tình phát sinh đêm đó, một ít người ở tại bờ sông Tân Nam cũng nghe được động tĩnh, có vài người nhát gan đều trốn ở trong nhà không dám đi ra ngoài, lá gan lớn hơn chút cũng đi theo họ phân một chén canh. Hôm sau khi mọi chuyện đã xảy ra, nhân viên cảnh sát nhận được lời báo án. Trời chưa sáng liền chạy tới bờ sông Tân Nam, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Bọn họ dọc theo bờ sông tra hỏi, căn cứ vào tin tức được cư dân ven sông cung cấp, biết được số lượng những người gây án khá đông, thế nhưng cụ thể là có ai tham dự, cư dân đều nói không biết. Trời đêm quá tối, những người đó cũng chẳng mở mồm nói chuyện, bọn họ phân biệt không được. Khi vài viên cảnh sát đi đến thôn Tú Thủy, thứ nhận được vẫn là những lý do thoái thác chẳng mấy khác biệt của những người đó nếu tốt hơn chút sẽ có thôn dân nói rằng đều nghe được một chút động tĩnh suy đoán có thể là có ai đó đang kích điện bắt cá thế nhưng bọn họ không dám đi ra ngoài xem không biết đến tột cùng là ai làm hoặc là có người dứt khoát nói không biết ban đêm ngủ quá trầm bọn họ không nghe được bất kỳ thanh âm gì nhóm cảnh sát qua lại trong thôn vài vòng cũng không phát hiện điều gì dị thường đành phải từ bỏ sau này các nhân viên cảnh sát đã tìm được một manh mối đột phá từ một thôn làng khác lúc vài viên cảnh sát nhân dân vừa vào cái thôn đó liền nhìn thấy một người đàn ông đang chôn vật gì đó dưới đất bên cạnh còn đặt một cái bát to đồng hương anh đang chôn gì vậy một viên cảnh sát hỏi không không có gì thần sắc của người đàn ông lập tức bối rối ánh mắt dao động mấy cảnh sát nhân dân vừa thấy chuyện này liền biết có vấn đề bọn họ đi qua cầm lấy một nhánh cây trên đất đào ra thứ mà người đàn ông vừa mới chôn không phải thứ gì khác mà chính là một đống xương cá nguyên bản chỉ bằng từng này xương cá còn chưa có thể định tội hắn người ở gần bờ sông chỉ bắt một hai con cá ăn cũng là chuyện bình thường nhưng tên này lại nhát gan bị hù dọa vài câu liền cái gì cũng khai hết chỗ hỏng một khi đã mở ra công tác ở mặt sau liền trở nên vô cùng thông thuận căn cứ vào manh mối do người đàn ông cung cấp các nhân viên cảnh sát rất nhanh đã tróc nã mấy tên thanh niên trong thành phố về thẩm vấn lại giam giữ một vài thôn dân liên can những người này lại cắn ngược lại nhau, rất nhanh đều khai ra những kẻ còn lại. Sau khi bắt người về, việc xử lý như thế nào lại là một vấn đề khác, một vụ án như thế lại có quá nhiều người liên can. Chỉ tính những người trực tiếp tham dự kích điện bắt cá đã có hơn 30 người, mặt khác còn có không ít người bao che bọn họ để đạt được ít lợi. Từ trước nếu bắt những kẻ chích điện bắt cá, bình thường cũng chỉ thu công cụ gây án của bọn họ là xong việc, tình huống nghiêm trọng hơn thì phạt chút tiền. Mà lúc này đây, Tuy rằng quy mô gây án khá lớn, thế nhưng nói đến cùng, những người này sở dĩ phải bắt cá bằng điện áp, bất quá cũng là vì muốn điền đầy bụng mà thôi. Nếu cân nhắc mức hình phạt quá nặng chỉ sợ sẽ khiến cho dân than oán, nhưng nếu cân nhắc mức hình phạt quá nhẹ, lại rất khó tạo ra tác dụng uy hiếp. Không lâu sau, nhóm người Khưu Thành liền nghe nói, những người tham gia chích điện bắt cá mỗi người bị phạt 10.000 khối, trong đó mấy kẻ là thủ phạm chính thì mỗi người 30.000 mặt khác những kẻ bao che đồng lõa tạm thời không truy cứu nhưng nếu có tái phạm sẽ nghiêm trị không tha mấy năm nay lúc bọn họ sinh hoạt tại căn cứ lâm thời bởi vì vật tư thiếu thốn cho nên giá hàng tăng cao sức mua của tiền giấy càng ngày càng thấp nhưng cũng không thể biểu thị số tiền phạt này đối với bọn họ là không nhiều trên thực tế hiện tại trong tay mọi người cũng không có bao nhiêu tiền lúc trước khi vừa đến căn cứ lâm thời tiền giấy còn có một sức mua nhất định đại đa số mọi người đều thuộc trạng thái miệng ăn núi lỡ làm tiêu hao không ít tiền tiết kiệm, 10.000 hay 30.000 tiền phạt, đối dân chúng bình thường mà nói đều không phải là con số nhỏ, chỉ phạt tiền như vậy, thật sự là tiện nghi cho đám tôn tử kia. Mọi người trong nhóm của Khưu Thành đều nói như vậy, bằng không thì làm sao đây? Chẳng lẽ đem bọn họ bắt lại? Nếu nhốt vào nhà giam còn phải lo cơm nước cho bọn chúng nữa, lúc này còn chưa đến 4 giờ rưỡi, đã không hề thiếu người trong tổ kỹ thuật tụ lại trước cửa tiểu khu chờ ăn cơm. Qua tiếp 3 đến 5 ngày, công việc của tổ bọn họ cũng hoàn tất, sau khi xong việc về sau lại không có sắp xếp khác, hoặc là lưu lại thành phố tìm công việc khác, hoặc là phải xuống nông thôn làm ruộng. Nên lúc này, mọi người cũng đều có chút hời hợt hơn, cũng không giống như trước, sợ tổ trưởng xem không vừa mắt liền kêu bọn họ trở về nhà cạp đất mà ăn. Nếu có chuyện tốt như vậy, lão tử cũng đi chích điện bắt cá anh tưởng việc này ai cũng làm được hết hả thế đạo trước mắt nếu không có vài người quen anh thử đến phụ cận làng người ta chích điện thử xem còn chưa được gì đã bị người ta ăn sống nuốt tươi rồi chích điện bắt cá cái rắm ấy đến tôm cũng không còn trên thực tế người đánh chủ ý vào sông tân nam không ít tuy rằng đại đa số mọi người đều không thật sự chuẩn bị đi chích điện bắt cá thế nhưng chuyện mang mấy đứa nhỏ trong nhà đi bờ sông câu cá này nọ cũng không ít người nghĩ đến hiện tại hơn phân nửa cá tôm trong đoạn thủy vực lân cận đều bị chích điện chết sạch mọi người đều oán niệm đến dậy trời đợi việc bên này kết thúc cả nhà anh tính toán cùng đi về nông thôn tiểu khâu chú có đi không có muốn đi cùng cả nhà anh không lão lý hỏi khưu thành em không đi đâu khưu thành lắc đầu cậu hạ quyết tâm lưu lại trong thành phố có tụ linh trận giúp đỡ dù cho có ở lại đây cậu cũng có thể gieo trồng ra đủ số lương thực nuôi sống chính mình nếu đi đến nông thôn ngược lại sẽ có rất nhiều bất tiện. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mấy ngày nay, đám ớt cùng cà chua trên ban công nhà bọn họ đều đã bắt đầu chín không ít, mà cà chua được trồng trong tụ linh trận lại càng ngọt càng nhiều nước, cậu cùng A thường đều thích ăn vô cùng. Bất quá cậu lúc này lại trồng tổng cộng đến vài cây cà chua, nếu để chính mình ăn, khẳng định là ăn không hết, đến lúc thích hợp có thể lấy một ít vào thành phố để đổi những thứ khác, còn có mấy trái ớt cậu trồng ra, Trái nào cũng vừa cây vừa có sức sống. Nơi của bọn họ sống là khu vực nội địa, dân bản xứ đều thích ăn cây. Ngay cả khi điều kiện sống trước mắt rất gian khổ, chỉ cần là những gia đình hơi có chút điều kiện, cũng đều muốn làm một chút tương ớt, ớt bằm ở nhà ăn cho đỡ thèm. Khưu Thành là người địa phương sinh trưởng ở nơi này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mấy trái ớt chín đều đã bị cậu hái xuống phơi nắng, tính đợi tới khi phơi khô thì xây ra làm ớt bột tới lúc đó vô luận là xào rau hay là nấu canh đều có thể bỏ vào một ít. Khoảng 4 giờ 50, xe đưa cơm rốt cuộc đến nơi, mọi người đều đi qua xếp hàng lĩnh thức ăn, cái bánh ngô này hình như nhỏ hơn thì phải. Rất nhanh, từ đội ngũ phía trước liền truyền đến thanh âm bất mãn, đây hoàn toàn là tiêu chuẩn thống nhất mới của thành phố, mấy anh đừng có oán giận với tôi, có oán cũng vô dụng, người phụ trách đưa cơm nói, chúng ta nơi này còn tốt chán, mấy anh có biết hiện tại đã có mấy thành phố bắt đầu đói lên đói xuống rồi chưa? Tôi bây giờ còn chưa tính là khó khăn nữa hả? Phía sau lại có người gân cổ gào lên, đã đói kém suốt 5 năm qua, từ lúc mấy con cẩu kia nuôi dưỡng virus ít đến nay, lão tử liền chưa được nến qua mấy bữa no bụng. Một hán tử cao to dùng thanh âm trầm thấp của mình lớn tiếng oán giận, bộ chỉ có mình anh là ăn không no à. Loài người trên toàn thế giới này đều không có no bụng kìa người phụ trách đưa cơm hiển nhiên đã nhìn quen loại trường hợp này chỉ cần một câu liền đem nhóm người bọn họ chọc cho cười ha hả sau đó ai nấy đều tự lĩnh phần đồ ăn của mình đi qua một bên ngồi ăn bánh ngô quả thật là nhỏ hơn một cái bánh lúc trước có thể gần nửa cân trọng lượng lúc này phỏng chừng cũng chỉ có bốn lạng đầu năm nay trong bụng mọi người chưa từng có chất dầu mỡ vừa mới ăn cơm xong xoay mặt liền đói bụng trở lại đã vậy hiện giờ chỉ có một cái bánh ngô chưa tới hai lạng thật không đủ cho bất kỳ ai ăn nó, huống chi tuyệt đại đa số đàn ông bọn họ đều có người nhà phải nuôi sống. Khưu Thành hiện tại cũng phải nuôi người nhà à, A thường không bắt được cá trên sông, nên không thể quy no chính mình, thường thường cần phải có Khưu Thành tiếp tế. Mà đối với chuyện tiếp tế này của bạn Lữ, A thường hiện tại đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, nhưng hắn cũng thấy bản thân có chút thất bại, một ngày qua hắn vẫn như trước không thể tìm được đủ thức ăn cho mình. Xem xem sắc trời đã không còn sớm, thoáng do dự một lát, A Thường lại đi vào một khu đất hoang vu ven đường, lúc khu thành tan tầm hôm nay có nhặt một ít cây khô ở phụ cận, về sau nếu không có việc làm, bọn họ sẽ không có sẵn bánh ngô để ăn. Tới lúc tất cả hoa màu trên ban công đều chín cả, bọn họ liền có thể nổi lửa ngay tại nhà, hiện giờ chuẩn bị trước chút củi khô cũng rất thích đáng. Chiếc Chiếc. Ngay vào lúc cậu Lưng vác theo bó củi đi vào gian phòng bỏ trống đối diện nhà mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của một con chuột. A Thường Khưu Thành thử kêu một tiếng, A Thường nhăn mặt từ chỗ tối đi ra, trong tay còn mang theo hai con chuột đồng béo mập đang ra sức giãy dụa. Hai con chuột hiện giờ đang bị A Thường xách đuôi trút ngược xuống, lúc chúng nó lại dùng sức muốn xoay người lên cắn một ngụm, thì bị A Thường nhẹ nhàng lắc lắc, thế là lại trượt xuống như cũ. A Thường không thích ăn chuột, hắn cũng không muốn cho Khưu Thành biết bản thân hiện tại bắt không được cá chỉ có thể ăn chuột thay thế, bởi vì Khưu Thành thoạt nhìn không phải là người sẽ thích ăn thịt chuột à cho nên hắn vừa nãy mới trốn đi, không nghĩ tới Khưu Thành lại không có chút biểu hiện chán ghét cùng bài xích hai con chuột đồng. Cậu trước đem củi khô đặt qua một bên, sau đó liền đi tới tiếp nhận hai con chuột bự béo mục trong tay mình, nhấc lên xem xem, sau đó liền sáng tay áo bắt đầu xử lý. Khưu Thành lúc trước chưa ăn qua chuột đồng bao giờ, thế nhưng cậu đã từng nghe một bạn học đến từ phía nam kể qua, cậu đem hai con chuột bỏ đầu, lại đem mấy thứ không sạch sẽ trong bụng chúng đào ra hết, dùng nước rửa qua một lần, sau đó nhóm bếp, ở trong nồi đổ vào chút nước, lại đặt lên giá, phía dưới đốt lửa, cậu lúc này mới đem hai con chuột đồng bỏ vào nồi chưng. Hình thể của hai con này rất lớn, cân nặng cũng rất được, chuột đồng sau khi được chưng qua thì đến giai đoạn loại bỏ lông, loại bỏ lông, chân cùng đuôi của chúng xong, lại rửa sạch sẽ, đem giá inox trực tiếp đặt ở trên bếp lò giản dị được đắp thành bởi những khối gạch, phía dưới là lửa nóng, chuột đồng được đặt trên giá nướng, bôi lên gia vị, lại rắc lên một ít bột thì là nướng chưa được bao lâu hương vị đã sọc thẳng vào mũi, nhìn thịt nước thơm ngào ngạt trước mặt, ý định không ăn lão thử này nọ đều đã bị hai người ném đến tận chân trời. Khưu Thành không nhớ rõ chính mình đến cùng đã có bao lâu chưa ăn qua thịt, thân thể cậu hiện giờ đang có nhu cầu cấp bách muốn bổ sung một lượng lớn albumin cùng mỡ. Hai người bọn họ một người ăn một con chuột nướng, A thường ăn xong phần của mình, cảm giác còn chưa đã nghiền, liền lắc mình định xông ra ngoài. Albumin là protein quan trọng nhất của huyết thanh, đóng vai trò thiết yếu trong duy trì áp lực keo và tham gia vận chuyển nhiều chất trong cơ thể đợi đá khưu thành kêu hắn a thường không rõ lắm dừng lại cước bộ nghiêng đầu nhìn về phía khưu thành đầy mặt nghi hoặc mang theo cái này đi bắt được chuột thì bỏ ở bên trong bắt nhiều chút trở về khưu thành đưa cho hắn một cái túi nhựa a thường nở nụ cười cầm cái túi cao hứng chạy ra ngoài bắt chuột ban đêm đồng không mong quạng vô cùng yên tĩnh a thường càng cảm thấy tự tại hơn bao giờ hết rốt cuộc hắn đã không phải nhìn thấy con người ở khắp nơi, cũng không cần trốn trốn tránh tránh, kỳ thật hắn cũng không biết vì sao bản thân mình phải trốn tránh như vậy. Tuy rằng bề ngoài của hắn cùng bọn họ rất giống, thế nhưng ở trong lòng, hắn cứ cảm thấy có điều gì đó bất đồng. Đêm nay, A thường tổng cộng bắt hơn 10 con chuột đồng mang về, ăn không hết, đại bộ phận đều bị khưu thành làm thành chuột đồng khô, mặt khác còn đặc biệt lưu lại ba con. Cậu tính toán ngày mai sẽ mang theo chúng nó đi vào trong thành phố thử thời vận cho dù tình huống trước mắt có gian nan cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ có vài người không cần lo chuyện cơm nước. Một khi có thể ăn no, bọn họ tự nhiên liền muốn ăn được đồ ngon, nghe lão Lý nói, tại ngôi chợ cũ bán thức ăn trên quốc lộ trước đây, vào buổi sáng mỗi ngày đều có người bày sạp tiến hành giao dịch, thế là vào hôm sau lúc trời vừa tờ mờ sáng, A Thường còn đang qua trên giường vụ vụ ngủ say, Khưu Thành liền rón rén tay chân rời phòng ngủ, đem mấy trái cà chua tích góp ở nhà mấy ngày nay đều cất vào trong ba lô sau đó lại từ trong giỏ gỗ trên ban công nhổ vài cộng hành dùng một mảnh vải bao lại cũng đặt ở trong ba lô ba lô của cậu vốn lớn không cần lo lắng hành lá sẽ bị gãy bộ dạng giỏ hành trên ban công nhà cậu thực sự quá mức tươi tốt may là lúc trước đã nhổ đi một ít không thì rất nhanh cái sọc này đều sẽ bị chúng nó mọc đầy hết mặt khác ba con chuột đồng đặc biệt lưu lại tối hôm qua cũng được mang theo cậu sở dĩ không chế biến qua là vì sau khi sơ chế sẽ rất khó phân biệt được chúng nó đến cùng là chuột nhà hay chuột đồng người địa phương bọn họ đối với chuyện ăn chuột vốn còn tương đối khó chấp nhận nếu là chuột nhà rất có khả năng sẽ không ai thèm mua khưu thành mang theo mấy thứ này đi vào nội thành mới vừa tới khu phố trước chợ từ xa cậu đã thấy một loạt quầy hàng trong này có đồ dùng sinh hoạt cũng có các loại quần áo giày dép thậm chí còn có người bày bán bột ngô bột ngô này bán thế nào lúc khưu thành lướt qua sạp hàng này liền nhịn không được dừng lại cước bộ bán anh bạn cậu nói đùa à chủ quán cười cười nói bột ngô của tôi không bán nếu cậu có gì tốt có thể lấy ra trao đổi vàng bạc đồ đồng là tốt nhất những vật khác cũng được tôi sẽ định giá ngay đây luôn cà chua muốn không khưu thành đưa tay vào trong ba lô cầm ra một quả cà chua đỏ rực ôi anh bạn này cà chua của cậu quả thật rất được à là chỗ nào đưa đến người nọ cũng không nói muốn hay không ngược lại còn hướng khưu thành hỏi thăm cà chua của cậu là từ đâu ra tôi tự nhiên có cách của mình khưu thành hiển nhiên sẽ không nói cho hắn biết cà chua này là do chính mình trồng ra này trong nhà cậu có người lái xe đi chủ quán kia lại bày ra một bộ ta đây đều biết rõ tôi cũng có nghe nói có vài tài xế sẽ liên hệ với bên ngoài buôn lậu này nọ chuyện này cũng không có gì mọi người đều sống bằng bản lĩnh của mình mà nói đến đây khưu thành đại khái đã biết đối phương sẽ không cho mình được cái giá vừa lòng Cậu cũng không nói thêm gì, xách đồ lên liền rời đi. Chủ quán kia quả nhiên không hề giữ cậu lại, khách hàng chủ yếu của hắn cũng không giống như Khưu Thành còn có thể lôi ra quả cà chua tươi mới như vậy ngay lúc này. Không đến thời điểm cùng đường, những người này căn bản sẽ không đem thứ tốt lấy ra, mà bột ngô này của hắn chính là thứ dùng để cứu mạng a. À. Ngồi ở ven lối đi bộ, Khưu Thành có vẻ trông rất bình thường, cậu mặc một bộ quần áo cũ đã giặt đến bạc màu mà bộ y phục rộng lớn này lại càng khiến cho cậu thoạt nhìn so với thực tế càng thêm nhỏ gầy, cà chua đỏ rực cùng hành lá xanh mượt quả thật rất hấp dẫn mọi người. Trong mấy năm qua, còn có thứ gì có thể thu hút mọi người hơn so với thứ có thể ăn được chứ, bất quá cho dù có vài người sẽ ngẫu nhiên dừng chân ghé lại, thì phần lớn mọi người cũng chỉ đến xem qua cho đỡ nghiền mà thôi, nhóm dân cư bình thường đều không dễ dàng sống qua ngày, bọn họ tình nguyện tích trữ bột ngô thêm bữa cũng không muốn mấy thứ rau dưa thoạt nhìn thập phần ngon miệng, nhưng trên thực tế lại không thể điền đầy bụng này. Cà chua của cậu bán thế nào? Sau một lát, rốt cuộc có một người phụ nữ trung niên biểu hiện có ý muốn mua hàng của cậu. Người phụ nữ này khoảng chừng 50 tuổi, dáng người hơi gầy ở tầm trung, bộ dạng ngũ quan thập phần thanh tú. Mái tóc được bà búi cao chỉnh tề, ăn mặc quần áo sạch sẽ tương tất, thoạt nhìn là một người rất sĩ diện. Bác có thứ gì để đổi? Khưu Thành hỏi bà tôi có tiền đây, cà chua của cậu bao nhiêu tiền một cân? Người phụ nhân kia cười đến thông dong dịu dàng, cháu không cần tiền. Khưu Thành nhíu mày, thần sắc cũng trở nên chẳng ôn hòa, vì lúc này cậu đã phát hiện mấy chủ sạp hàng ở chung quanh đều hướng bên này quẳng đến ánh mắt xem náo nhiệt, không cần tiền thì cậu muốn gì? Người phụ nhân kia phản phất như không thấy được sắc mặt Khưu Thành, thản nhiên vén tóc qua tai, hạ thấp người, vươn tay chọn cà chua. Một bên chọn một bên còn ngẩng đầu hỏi Khưu Thành, bao nhiêu tiền một cân cậu cứ nói đi tôi đều mua được khưu thành biết chính mình nếu không đụng phải người điên thì chính là gặp phải lưu manh đối phương biểu hiện ra là một phụ nữ trung niên đúng mực lại còn ôn tồn nói chuyện với cậu như vậy cậu cũng không tiện động thủ đuổi người đi được nhưng nếu không đem người đuổi đi cậu sợ là cả buổi sáng hôm nay cũng chẳng bán buôn được từ trước lúc còn ở căn cứ cậu cũng từng nghe nói qua chuyện như vậy nói trắng ra mấy kẻ này đều là lũ vô lại còn nếu như cãi nhau âm ỉ đối phương không chừng còn có kẻ đứng sau đến lúc đó cậu chỉ có thể chịu thiệt một trăm đồng tiền một trái tôi nhiều nhất chỉ bán cho bác hai trái hơn cũng không có không biết đối phương là điên thật hay là giả điên khưu thành cũng không muốn tiết kiệm hai quả cà chua quyết định chuyện lớn hỏa nhỏ là xong về chính sách tiền tệ hiện tại trên thị trường cũng có nhiều cách nói rất phức tạp có người nói chính phủ muốn phát hành tiền tệ mới tiền cũ sẽ trở thành phế thải cũng có người nói không có khả năng tiền cũ khẳng định còn dùng được, thiên hạ còn chưa loạn đâu, chính phủ còn chưa suy sụp, bọn họ phát hành tiền giấy như thế chẳng lẽ nói trở thành phế thải liền sẽ trở thành phế thải sao? Bất quá dựa vào tình hình trước mắt mà nói, trên thị trường cơ bản là không lưu thông tiền giấy, ít nhất là ở trên con phố này, dù chỉ một sạp nguyện ý thu tiền giấy cũng không có, ai nha, vậy thật sự là quá tốt. Người phụ nhân nghe Khưu Thành nguyện ý bán cà chua cho bà, có vẻ rất cao hứng, bà ngồi sống trước sạp, chọn chọn cái này xem xem cái kia, giống như là mỗi một quả cà chua đều khiến cho bà yêu thích không buông tay. Cuối cùng rốt cuộc vẫn chọn lấy hai trái thoạt nhìn lớn nhất, chọn cà chua xong, bà lại từ trong túi mua sắm đeo trên vai cầm ra ví tiền, rút lấy hai tờ tiền mặt mệnh giá 100 nguyên đưa cho Khưu Thành, lại đem cà chua cất vào túi mua sắm, cuối cùng còn nói với Khưu Thành một câu, nhóc con, cậu thật đúng là thiện tâm. Sau đó bà ta liền vô cùng cao hứng rời đi. Khưu Thành có chút bất đắc dĩ đem hai tờ tiền giấy không biết là hữu dụng hay vô dụng này nhét vào trong túi áo, ngồi ở bên đường cái tiếp tục trong sạp. Người anh em, cậu có phải đã nghe được phong thanh gì không? Người đàn ông trung niên bán hài trẻ con tại sạp bên cạnh nhỏ giọng hỏi Khưu Thành. Hắn thấy Khưu Thành làm như vậy, liền đoán người trẻ tuổi này có phải đã biết được tin tức nội bộ gì hay không? Chung quy cậu ta có thể đưa ra cà chua, nói không chừng là thật có được một con đường lấy tin tức của mình trước mắt chính sách tiền tệ còn không rõ ràng, mọi người cũng đều không phải ngốc tử, phàm là nhà nào còn có thể sống qua được, đều biết lưu chút tài vật cho mình, hiện tại tiền giấy chẳng đáng bao nhiêu, có thể lưu đều lưu trữ lại, nói không chừng về sau còn có chỗ dùng được. Nếu thật có tin tức truyền ra, tiền giấy về sau sẽ đáng giá, bọn họ hiện tại khẳng định sẽ muốn kiếm một chân, làm đủ chuẩn bị cho mình, không có. Khưu thành nào biết cái chính sách gì ở phía trên? nói xong cậu lại nhìn không được hướng đối phương hỏi thăm sự tình của người phụ nữ kia, người vừa nãy là ai vậy, bác có biết không, cậu nói người đàn bà vừa nãy à? Thẩm định quân biết không? Nói đến đây, chủ quán kia liền trở nên hăng hái, nghe nói qua. Tại thành phố Tân Nam của bọn họ, đại danh của thẩm định quân ai mà chẳng biết, đó chính là vợ của thẩm định quân đấy. Có người hắc hắc cười nói, vợ. Khưu Thành ngạc nhiên, ô, xem ra cậu chắc là không biết thẩm định quân lúc trước chính là vì cưới được tôn nữ của lão thị trưởng mới chậm rãi phát tài hắn nguyên bản là người nông thôn lúc thi đại học đạt được thành tích tốt sau này được phân đến thành phố chúng ta làm việc không làm được vài năm thì lại bỏ ra làm ăn có tầng quan hệ của cha vợ cậu nói hắn buôn bán có thể lỗ sao cha mẹ của thẩm định quân đều là người nông thôn chết sống đều muốn một đứa cháu trai mà cố tình con dâu nhà họ lại sinh toàn con gái trước đó đã sinh hai đứa con gái đứa thứ ba cũng vậy cái này còn chưa tính đứa thứ ba còn là ngốc tử thẩm định quân kia vài năm ở bên ngoài cũng nuôi mấy người phụ nữ người đàn bà kia vận khí tốt chỉ một lần liền sinh cho hắn con trai cái đuôi của cô ta cũng vểnh lên trên trời vên váo còn lợi hại hơn cả vợ cả mọi người sau lưng đều bất kể gọi cô ta là vợ hai của thẩm định quân vậy còn giờ thì sao Thẩm Định Quân là người sở hữu số bất động sản lớn nhất tại thành phố Tân Nam bọn họ. Người phụ nữ kia nếu thật là phu nhân của hắn, có nhiều phòng ở như vậy, tùy tiện bán mấy gian cũng đủ cho chi phí sinh hoạt, sao còn phải dùng đến thủ đoạn như hiện tại để có được thức ăn mà nơi nơi gây hiềm khích với mọi người? Thẩm Định Quân tên kia không phải người mà, lúc trước vừa loạn lên không bao lâu, liền bỏ lại mấy mẹ con họ, mang theo con trai cùng vợ bé bên ngoài, lên máy bay bay về phía Nam. Bất động sản của cái này nọ đều nằm dưới danh nghĩa của hắn, vợ của hắn căn bản còn động được gì đây? Người đàn ông bán giày kia nói đến đây, cũng nhịn không được thở dài lắc đầu, vậy còn cha mẹ của hắn đâu? Khưu Thành lại hỏi, đều cùng nhau đi, tôi nghe người khác nói. Việc này chính là do cha mẹ của hắn ra chủ ý, cũng không biết thật hay giả, lòng dạ thật hiểm độc, cho dù sinh hoạt có gian khổ thế nào, một kẻ vô tình vô nghĩa như tên này luôn bị người khác phỉ nhổ, huống chi một nhà thẩm định quân có tiền của như vậy cũng đâu đến nỗi phải bỏ rơi vợ con một cái bánh ngô lấy hai quả cà chua đổi hay không lúc này lại có một người đàn ông xách túi công văn tới trước sạp hàng của khưu thành đổi khưu thành không chút do dự đáp ứng cái giá đối phương đưa ra cũng vừa phải chung quy bánh ngô có thể lấp bụng vừa có thể chống đói cà chua thì không thể người này dùng hai cái bánh ngô đổi bốn cà chua lại nhận lấy hai cộng hành khưu thành tặng sau đó liền mở ra túi công văn bên đường cái thật cẩn thận đem đồ cất vào bên trong chuột đồng muốn đổi hay không khưu thành lúc này lại hỏi hắn chuột đồng người nọ nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn khưu thành ở trong này khưu thành chỉ chỉ cái túi bên cạnh mở ra cho tôi xem thử đối phương hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú khưu thành đem túi mở ra để cho hắn xem ba con chuột đồng to bự lông bóng loáng bên trong người nọ thăm dò hướng đầu vào trong túi nhìn 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 không được liền nuốt nuốt nước miếng đầu năm nay mọi người đều giống như vậy cho dù bề ngoài của hắn thoạt nhìn vừa ngăn nắp vừa thể diện nhưng vừa nhìn thấy thịt liền thèm đến chảy nước miếng như thường bán thế nào hắn hỏi một con chuột đồng ba cái bánh ngô nếu muốn lấy hết tôi chỉ lấy tám cái trò chuyện trong chốc lát khưu thành coi như đã minh bạch phần nào người trong thành phố có khả năng quả thật không cần lo chuyện cơm ăn bất quá muốn trong thời gian ngắn gặp được một người như vậy thật đúng là rất không dễ dàng tôi hiện tại không có nhiều như vậy cậu chờ chút, tôi đi kêu người đến. Người này hiển nhiên rất vừa ý mấy con chuột đồng này, vậy nhanh lên chút, tôi chốc nữa còn phải đi làm. Khưu Thành nói, chỉ cần vài phút, rất gần. Đối phương vừa nói xong, liền nhấc lên túi công văn chạy chậm một đường, vào lúc người nọ rời khỏi khoảng 10 phút, Khưu Thành lại tiếp tục bán hàng cho một người khác, bị vây trong trạng thái sinh hoạt túng quẩn luôn khiến cho mọi người trở nên thập phần chi ly tính toán, cũng vì vậy mà một đại lão gia cao lớn khí thế chỉ vì muốn nhiều hơn hai cây hành, liền cùng Khưu Thành tranh luận một hồi, ở chỗ này ở chỗ này. Rất nhanh, người vừa nãy liền mang theo hai đồng sự trở lại, chuột đồng đâu, lấy ra cho chúng tôi nhìn thử. Một người trong đó thúc giục Khưu Thành, Khưu Thành cũng không nói gì, đem túi mở ra cho bọn họ nhìn cẩn thận, khổ hình không nhỏ, thế nhưng muốn đổi ba cái bánh ngô có phải hơi đắt quá không? Những người này còn định trả giá thêm, sau khi sơ chế, còn có thể nặng đến bốn năm phần. Khưu Thành đối với bọn họ nói, thứ này phải chế biến thế nào? Người địa phương tuyệt đại đa số đều chưa từng ăn qua chuột đồng, so với nấu gà vịt cũng không khác lắm. Khưu Thành nói, đem quá trình xử lý chuột đồng tinh tế nói lại một lần cho bọn họ, không biết thịt chuột đồng này ăn ngon không? Một người có vẻ không nắm được phương pháp trong đó lên tiếng, tôi đã nếm qua, hương vị rất được. Khưu Thành thuận thế lại bỏ thêm một phen mồi lửa, chẹp, đồ của anh còn có thể nói ăn không ngon sao? Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng người nọ hiển nhiên đã rất muốn mua rồi. Nếu không thì tôi mua, vừa nãy cậu ta nói ba cái đổi một, lấy hết thì chỉ cần tám cái bánh. Cậu thấy thế nào? Mua, tôi thấy chuột đồng của cậu ta coi như sạch sẽ. Sau đó, hai người bọn họ phân biệt cầm ra ba cái bánh ngô, người ban đầu mua hàng ở chỗ Khưu Thành cũng cầm ra ba cái. Hắn trước đem hai cái bánh ngô đưa cho Khưu Thành, lại đem cái còn lại chia thành ba khối, trong đó hai khối đưa cho hai đồng sự giữ lại một miếng đưa bánh ngô xong lại nhận mấy cộng hành từ tay khưu thành ba người bọn họ liền vô cùng cao hứng xách túi rời đi khưu thành nhìn bóng dáng rời đi của bọn họ có chút tiếc nuối cái túi nhựa của mình sau khi nhận lấy giáo huấn lần tới cậu sẽ không dùng túi đựng đồ nữa bán xong đợt thức ăn này khưu thành nhìn nhìn thời gian cũng không sớm vì thế liền lưu loát thu thập năm sáu trái cà chua cùng vài cộng hành còn lại trên sạp hàng rồi vội trở về bắt đầu làm việc dù chạy nhanh hết sức, Khưu Thành cuối cùng vẫn đến muộn hơn 10 phút. Khi cậu chạy tới nơi, nhóm kỹ thuật đều đang ở trước cửa tiểu khu tiến hành thi công. Mọi người đều đã phần mình làm việc mình. Chỉ có tổ trưởng bọn họ còn đang cầm cuốn vỡ ngồi ở bồn hoa trước tiểu khu viết chữ vẽ vẽ gì đó, cậu đến muộn. Đối phương nghe được tiếng bước chân Khưu Thành, liền ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt vẫn là biểu tình nghiêm túc trước sau như một, buổi sáng đi vào thành phố một chuyến, không nắm được thời gian. Khưu Thành nói xong, Nghĩ nghĩ, lại từ trong ba lô cầm ra một trái cà chua đưa qua, cà chua này rất được, anh nếm thử đi. Tổ trưởng không nói lời nào, hắn chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm Khưu Thành hồi lâu, đầy mặt mưa gió cùng trào. Khưu Thành bị hắn nhìn đến da đầu có chút căng lên luôn, nhưng cậu rất nhanh liền nghĩ thoáng đi, chỉ là một quả cà chua mà thôi, hắn cũng không thể tố cáo mình tội đút lót được, tình huống xấu nhất là mất đi công tác là cùng. Vị tổ trưởng nội nhìn Khưu Thành một hồi lâu, cuối cùng vẫn thò tay nhận trái cà chua. Sau đó hắn liền đứng lên khỏi bồn hoa, xoay người ly khai, chỉ một lần này thôi." Hắn nói như vậy. Trừ chính hắn, người khác tuyệt đối sẽ không minh bạch được, hắn không muốn tiếp nhận quả cà chua này cỡ nào. Hơn 10 năm trước, vào lúc hắn vẫn là học sinh trung học, từng cùng cha mình đi đến phía Nam làm công nhân xây dựng, lúc ấy, tên đốc công kia chính là như vậy, thực thích ham món lợi nhỏ, người nếu cho hắn chỗ tốt, hắn liền cho ngươi rất nhiều điều lợi nhưng nếu ngươi không cho hắn lợi lộc gì hắn liền làm khó dễ người đủ điều lúc ấy cha của hắn chính là bởi vì luyến tiếc tiêu tiền mua mấy bao thuốc tốt nên đã làm cho cha con bọn họ trải qua không ít sỉ nhục trong vòng hai tháng đó sau khi thời gian hai tháng chấm dứt hắn lại về trường học tiếp tục đọc sách còn cha tiếp tục lưu lại công trường chịu đựng bị ức hiếp hiện tại cha của hắn đã không còn ở nhân thế chính hắn lại trở thành đốc công vì vậy hắn một chút cũng không muốn mình có bất kỳ chồng chéo nào với cái tên bất nhân trong trí nhớ, chỉ là, con gái của hắn năm nay mới một tuổi rưỡi, vật nhỏ đáng yêu khả ái như vậy, một sự tồn tại tuyệt vời như vậy, đáng lẽ bé con phải được nhận lấy những thứ tốt nhất trên thế giới này, nhưng chỉ vì người cha vô dụng này, bé con dù đến thế giới đã một đoạn thời gian, thậm chí còn không biết đến hương vị cà chua là cái gì, lúc bầu trời sáng tỏ, Người nào đó còn đang liêm diêm tỉnh ngủ thì Khưu Thành đã sớm đi ra ngoài. A thường từ trên giường ngồi dậy, gãi gãi mái tóc rối bời, trong lòng có chút mất mát. Trước khi Khưu Thành rời đi, cậu đã tưới qua nước cho mấy cây hoa màu, quả cà chua cùng ớt chín cũng đều bị hái xuống. Đánh cái ngáp rồi đi đến ban công, A thường đảo hai vòng dọc theo lối đi hẹp, sau đó lại hạ thấp người xuống bên một giỏ gỗ đang trồng ớt. Hắn trước đem mũi lại gần hít ngửi, sau đó vươn hai ngón tay ra, nhẹ nhàng kéo một cành, đem trái ớt chín đỏ ẩn nút phía sau cành lá hái xuống, phóng tới bệ cửa cách đó không xa khưu thành mỗi lần hái ớt chín đều đem bọn nó đặt ở nơi này sau khi ngắt xong ớt a thường không có lập tức ra ngoài hắn ngồi ở trên ban công suy tư một hồi lâu tuy rằng khưu thành đã đem toàn bộ căn phòng bao bọc ở trong tụ linh trận thế nhưng hắn vẫn cảm giác ban công này luôn đặc biệt khiến hắn cảm thấy thoải mái nhất a thường không có ký ức về cuộc sống sinh hoạt của xã hội loài người hắn cũng không có quan niệm về thời gian lúc trước khi ở cùng lão miêu bọn họ vẫn thường thường tìm một chỗ thanh tĩnh nằm bẹp ra phơi nắng có khi còn phơi cả một ngày. Trừ khi phải đi săn mồi cùng tuần tra cứ điểm của mình thì đại đa số thời gian, bọn Huệ không có việc gì làm. A à, thường không rõ Khưu Thành vì cái gì mỗi ngày đều phải bận rộn như vậy, tại sao không thể cùng hắn phơi nắng chứ? Hắn đi đến buồng vệ sinh, cầm lấy một cái bàn chải màu xanh biếc, ấn theo những gì Khưu Thành dạy hắn, thông thạo chải chải răng nanh của mình. Loại đồ vật tên bàn chải này hắn lúc trước cũng tìm được không ít, cùng với bàn chải hắn còn đồng thời tìm được một đồ vật có thể bóp ra được thứ mềm mềm, hương vị của nó lúc ăn vào có hơi kỳ lạ hắn không thích lắm mấy thứ nọ hắn đều giấu ở trong một chung cư nằm phía bắc trường học hắn mỗi lần đều sẽ ra vào bằng cửa sổ lầu 2, nên cửa của chung cư không bị phá hư hôm nào hắn phải đến đó tìm một chút nói không chừng lúc khưu thành nhìn thấy chúng nó sẽ rất vui vẻ mà cả ngày hôm nay ngoại trừ đi cắt bó cỏ về cho ba con dê nhà mình a à thường chuyện gì cũng không làm chỉ nằm một chỗ phơi nắng một bên gật gà gật gù một bên vẫn không quên chú ý đến động tỉnh dưới lầu. Trong khoảng thời gian này, số lượng người hoạt động ở vùng phụ cận càng ngày càng nhiều, điều này đã làm cho hắn cảm thấy rất bất an. Nếu không phải vì Khưu Thành, nói không chừng hắn đã sớm chuyển đến một xó núi nào đó không có bóng người, khi trời đã chạng vạn, Khưu Thành liền trở lại. Cậu mang về hơn 10 cái bánh ngô cùng với mấy quả cà chua và hành lá bán còn dư lại, cậu lấy xuống hai khối thịt chuột treo ở cửa sổ phòng bếp xuống, nấu chung cùng hành lá, còn lại chút hành thì rắc lên canh cà chua. Hai người mỗi người một miếng thịt một chén canh còn cắn thêm bánh ngô, ăn no đến cái bụng tròn xoe, lấp đầy bụng xong, sắc trời cũng dần dần trở tối, A Thường cũng đến lúc ra ngoài bắt chuột đồng. Ban ngày chuột đồng rất ít đi ra khỏi hang, mà chỗ nào cũng sáng trưng như thế lại không tiện cho việc ẩn nút, bình thường rất khó bắt được chuột đồng, nhưng ban đêm thì ngược lại. Lúc trước A Thường đã học được kỹ năng bắt chuột từ lão miêu, tất cả đều dựa vào kinh nghiệm phong phú cảm quan sâu sắc cùng với kỹ thuật ẩn nút cao siêu còn có thân thủ nhanh nhẹn đại khái là vì a thường từ trước không thích ăn thịt chuột cho nên lão miêu cũng không hề che giấu hắn phương pháp bí mật để có thể dễ dàng bắt được chuột mà lão miêu đối với từng con chuột trên địa bàn của mình đều nắm rõ như lòng bàn tay mỗi khi đói bụng nó chỉ cần tùy tiện chọn một chỗ cắm chốt kết quả đều luôn có thu hoạch thời điểm a thường đi ra ngoài khưu thành cũng không nhàn rỗi thái độ của tổ trưởng ngày hôm nay đã rất rõ ràng lần tới nếu cậu còn đến muộn sợ là không thể dễ dàng qua cửa như vậy nữa điều này không chỉ liên can đến việc cậu có thể giữ được công việc mai sau hay không mà còn quan hệ đến việc đánh giá công tác của cậu trong khoảng thời gian này chỉ cần một lời đánh giá không tốt rất có khả năng sẽ khiến cho con đường tìm việc của cậu trở nên nhấp nhô vì thế cậu đã đưa ra quyết định mấy ngày nay sẽ không đi vào nội thành bán chuột đồng số chuột bắt được trong thời gian tới trước hết sẽ nuôi ở nhà đợi công việc trước mắt kết thúc rồi tính sao. Lúc trước, gỗ dùng để đóng giỏ vẫn còn dư một ít, Khưu Thành liền dùng chúng đóng thành thùng gỗ, cao ước chừng nửa mét rộng một mét, lại làm thêm cái nắp đậy cho nó. Thùng gỗ được cậu đặt sát bên cái tủ để tivi, dựa vào sát tường. Loài chuột đồng này cũng không thể so bì với mấy con dê thành thật nhà mình, nếu để chúng ở căn phòng đối diện cậu không yên lòng chút nào, sợ chúng nó sẽ nửa đêm cắn lòng sắt chạy mất. Đợi A thường bắt chuột đồng trở về, đã là nửa đêm về sáng, mọi thứ chung quanh đều tối om cây nến trong nhà cũng không còn lại bao nhiêu cho nên khưu thành cũng không có lập tức bắt tay vào xử lý chuột đồng cậu dời nắp đậy thùng gỗ qua một bên để a thường đem chuột đồng đổ vào sau đó đậy thật kỹ nghĩ nghĩ cậu lại chèn thêm một đống sách chuyên ngành thật dày ở phía trên sáng sớm hôm sau khưu thành bắt vài con chuột đồng to bự từ trong thùng gỗ ra xử lý mấy con chuột đồng béo này ăn nhiều mà lớn chậm dưỡng không có lời nên cậu dứt khoát làm thành chuột khô phơi lên còn lại vài con chuột đồng nhỏ hơn chút thì trước hết đặt ở trong thùng nuôi lớn thêm tí thời điểm ban ngày lúc a thường đi ra ngoài cắt cỏ cho dê cũng có thể thuận tiện lấy một chút rễ cỏ hay hạt cỏ về cho chúng nó chuột đồng cũng là loại rất dễ nuôi chỉ cần cho chúng ăn đủ mấy thứ như rễ cỏ bông cỏ này nọ thì dáng dấp chúng nó phát triển cũng không tệ mà vào mùa này rơm rạ hay bông cỏ đều có thể tùy ý tìm thấy ở những đồng ruộng bỏ hoang quanh vùng phụ cận sau khi kết thúc công việc chiều nào khưu thành cũng dạo mấy vòng chung quanh nhà, nhổ được không ít bông cỏ mang về. vì tận lực tránh cho vi khuẩn nảy sinh, khưu thành còn bỏ không ít cỏ khô vào trong thùng. còn về phần mấy bạn chuột đồng, chúng nó đều sẽ biết tự làm tổ cho mình. bởi vì có thức ăn sung túc, lại không phát sinh xung đột gì, ngẫu nhiên sẽ có vài con chuột đồng bị giam trong thùng làm ầm làm ỉ. khưu thành cũng chỉ có thể bắt chúng đem đi xử lý, làm thành chuột đồng phơi khô. lúc xử lý chuột đồng sẽ dư lại mấy thứ như lông, đầu, nội tạng móng vuốt, đuôi linh tinh, khưu thành cũng đều không ném chúng đi, mà nhét vào trong một cái bình dầu, bỏ nước cùng với khuẩn em phơi ở dưới nắng để lên men, đợi qua một hai tháng, những thứ này sẽ trở thành phân bón vô cùng tốt. Bình dầu này cũng không biết A thường cầm từ nơi nào đến, lúc đầu trong bình còn có một ít dầu, nhưng đã bị khưu thành dùng để nấu chuột đồng. Kết quả vừa ăn xong không bao lâu, hai người liền mặt mày xanh mét lao thẳng xuống dưới lầu. Sau khi giải quyết xong, hai người nguyên bản định quay về nhà, nhưng còn chưa bò được đến tầng 14, liền phải lộn trở lại, kế đến bọn họ liền lắc lư hơn nửa buổi trời bên ngoài, chỉ tới khi cái bụng hoàn toàn yên tĩnh thì bọn họ mới dám trở lên. Nhờ công tác sửa chữa và phục hồi đều được tiến hành đâu vào đấy, rất nhanh, tổ kỹ thuật điện của bọn họ liền tiến đến tiểu khu gia viên thực hiện công tác trùng tu. Hai ngày trước, Khưu Thành đã tốn vài cái bánh ngô nhờ lão Lý giúp cậu đổi một cái ổ khóa. Sau đó cậu lại đem ổ khóa ở căn phòng đối diện phá bỏ, lắp vào một ổ khóa mới đến thời điểm nhân viên công tác lại đây gõ cửa phát hiện không có ai liền sẽ đem tư liệu tập hợp lại xác nhận căn phòng này có chủ hay không mà trừ phi đã xác định được căn phòng này vô chủ hay đã sắp xếp những người khác vào ở bằng không bọn họ bình thường sẽ không mở cửa đi vào mà công việc của tổ kỹ thuật bọn họ cũng chỉ phụ trách mấy đường dây điện chính có thể truyền dẫn điện ở trong tiểu khu mặt khác lại đảm bảo các hộ có người ở vẫn dùng điện bình thường là được theo chỉ thị bọn họ không cần phí công với những phòng trống còn đối với các hộ gia đình bọn họ cũng chỉ tiến hành sửa chữa công tơ điện ngoài ra còn phải đảm bảo chắc ăn ba con dê kia sẽ không kêu bậy kêu bạ vào thời khắc mấu chốt mà việc này khưu thành không có biện pháp nào chỉ có thể giao cho a thường xử lý trong hai ngày qua khưu thành vẫn thật khẩn trương mỗi ngày lúc đi ra ngoài cùng về nhà cậu đều nhìn không được ngẩng đầu lên từ mặt đất quan sát ban công nhà mình còn khi có thời gian cậu đều đem mấy cái cây trên ban công xê tới xê lui vài lần. Mấy cây cao cao thì cậu bê vào bên trong, bên ngoài chỉ để mấy cây thấp bé, làm xong mọi thứ, cậu còn xác nhận thêm nhiều lần rằng không thấy được bất cứ gì thường gì từ bên dưới. Cuối cùng vì không yên lòng, cậu liền dùng một ít rèm cửa cùng ráp giường phủ lên lan can quanh ban công. Độ cao lan can nhà cậu chừng 1 m năm. sau khi phủ lên mặt trên đệm trải giường cùng rèm cửa bằng vải, nếu nhìn từ bên dưới, căn bản không thể biết được tình hình trên ban công nhà bọn họ. Thời điểm phân chia công việc, sau khi biết được Khưu Thành sống ở nơi này, tổ trưởng nhóm kỹ thuật điện liền thực tự nhiên đem công tác kiểm tra cùng tu sửa khu chung cư này giao cho cậu cùng lão Lý. Sau đó Khưu Thành cùng lão Lý lại phân chia việc cho nhau, lầu 1 đến lầu 7 do lão Lý phụ trách, còn từ tầng 8 đến 15 sẽ do Khưu Thành phụ trách. Đây chỉ là công tác kiểm tra bình thường, căn bản không cần đến hai người chia nhau ra hành động mới thật sự hiệu quả nhất lão lý biết khưu thành sống ở tầng thứ mười bốn trong chung cư này lại thấy cậu chủ động đưa ra đề nghị muốn phụ trách những tầng cao nên hắn cũng vui vẻ bò ít đi mấy tầng chung quy chân tay của hắn cũng đã già cỗi không ít không thể so bì với người trẻ tuổi khưu thành mỗi ngày đều lên lên xuống xuống tầng mười bốn cậu biết rõ cả tầng lầu này chỉ có mình cậu ở còn lại đều là phòng trống sau khi kiểm tra thiết bị chiếu sáng nhà mình cùng đường dẫn điện của khu vực công cộng xong cậu liền lên tầng mười lăm kiểm tra thiết bị chiếu sáng của đường dẫn điện chung, cậu đi qua hành lang tầng 15, toàn thấy những cánh cửa giống nhau như đúc. Loại cửa này là lúc ban đầu khi chung cư vừa được xây dựng đã thống nhất gắn đồng bộ cho mỗi hộ gia đình, ván đóng cửa thì mỏng muốn chết, khóa cửa cũng lỏng lẻo, hãy nhà nào đã tiến hành trùng tu, liền không thể không đổi cửa mới. Nhưng tầng 15 trống rỗng này vẫn đồng bộ như cũ, khi Khưu Thành gõ cửa từng phòng, cũng không có một chút động tĩnh. Sau đó cậu lại đi xuống tầng 13, vẫn im lặng như vậy, sau đó là tầng 12. Trời ạ, à, tớ không leo nổi nữa rồi, cậu nói xem sao bọn họ không sửa thang máy trước đi, lại để cho tụi mình. Lúc Khưu Thành đang xuống cầu thang thì nghe được phía dưới truyền đến thanh âm nói chuyện của một người phụ nữ, cậu nghĩ bọn họ có thể ôm đồm cả chuyện này nổi sao? Một thanh âm cười nhạo khác vang lên, Khưu Thành vừa nghe khẩu khí của người kia, lập tức liền nhận ra, đây chính là người đã bán ngọc vỡ cho cậu mấy hôm trước, tên Thẩm Tinh. Ai kiếm miếng ăn thật không dễ dàng à người phụ nữ vừa lên tiếng đầu tiên than thở hay ngồi chỗ này nghỉ chút đi còn có vài tầng nữa thôi thẩm tinh nói người còn lại vừa định mở miệng liền nghe thấy tiếng bước chân đát đát vọng lại từ cầu thang hai người liếc nhau đều có chút khẩn trương nghe nói càng tới gần vùng ngoại thành trị an lại càng không tốt đặc biệt là mấy tòa chung cư trống rỗng thế này lại càng đặc biệt khiến người khác sợ hãi hơn trên lầu cũng không có ai các cô không cần lên nữa. Một thoáng sau, Khưu Thành liền vác theo thùng dụng cụ xuất hiện ở trước mặt hai người, là anh à. Vừa thấy là Khưu Thành, thẩm tin nhất thời liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu biết anh ta. Người phụ nữ còn lại hỏi, tổ kỹ thuật, lúc trước trong thành phố chỉ gặp sơ qua. Thẩm tin không cùng cô nhiều lời, à. Cô gái kia gật gật đầu, lại hỏi Khưu Thành, trên lầu đều còn trống sao. Không có người ở, tầng khác tôi không biết, các cô tốt nhất là đợi đến khi mở điện rồi hãy xác nhận lần nữa. Tầng 14 chỉ có mỗi nhà tôi, tầng 15 không có người ở. Khưu Thành giảng lược kể sơ qua tình huống nơi này cho các cô, anh sống ở nơi này. Vậy anh xem phần tài liệu này chút đi, nếu không thành vấn đề thì ký tên vào, còn có giấy tờ sở hữu nhà ở này, anh cũng điền vào luôn đi. Thẩm tin lưu loát đem đóng hồ sơ trong tay đưa cho Khưu Thành. Trong khoảng thời gian Khưu Thành làm việc ở các tiểu khu, cũng thường xuyên đụng phải nhóm người các cô trong khi đang làm công tác tuyên truyền cùng công tác thống kê dân số cậu biết theo chính sách dùng điện hiện tại chính phủ sẽ ấn theo số người ở mỗi nhà mỗi hộ mà đưa ra mức định mức đèn chiếu sáng trong khu vực công cộng thì không có hạn chế thang máy thì có dựa vào nhân số mà đưa ra mức hạn ngạch mỗi tháng sau khi đã dùng xong số điện quy định thang máy của chung cư sẽ không thể hoạt động khưu thành điền vào tư liệu nhà ở của mình lại ký tên lên một phần văn kiện khác rồi đem tất cả giấy tờ đưa lại cho các cô. Sau đó Khưu Thành cũng không nhiều lời mà đi xuống lầu dưới, thẩm tin các cô cũng vội vội vàng vàng đuổi kịp. Tòa chung cư trống rỗng này thật sự rất đáng sợ, bên cạnh có một người đàn ông, ít nhiều sẽ khiến cho các cô cảm giác càng thêm an toàn. Ba người cùng nhau xuống lầu, lúc Khưu Thành tiến hành kiểm tra và sửa chữa đường dây điện, thẩm tin cùng đồng sự của cô liền đi xuống tầng từng gõ cửa từng nhà. Khi gõ đến tầng thứ 8, bọn họ tìm được một hộ có người sống trong phòng là một đứa nhỏ cách một tấm ván cửa nói chuyện cùng các cô đứa nhỏ nói cha mẹ của nó không có ở nhà cửa khóa trái bé mở không được khưu thành xuống lầu tìm lão lý tình huống của hắn so với bọn khưu thành bên này thì tốt hơn một chút nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu không biết có phải do hiện tại là ban ngày hay không các hộ gia đình đều đi ra ngoài đợi đến buổi tối nhóm người của thẩm tin còn phải xác nhận lại một lần nữa chung cư này hiện tại vẫn còn mới chủ yếu là do công trình kiến trúc không bị phá hủy quá nghiêm trọng nên mới không có vấn đề gì lớn tổng thể kiểm tra qua một lần sau khi giải quyết vài vấn đề nhỏ lại để cho tổ trưởng báo cáo tiến độ công tác lên trên nếu thuận lợi đêm nay liền có thể mở điện hôm đó sau khi khưu thành tan tầm thẩm tin lại tìm tới cậu anh còn cần ngọc vỡ không cô hỏi thẳng vào vấn đề nếu thích hợp thì sẽ mua một ít việc này dù cho thẩm tin không đề cập tới Khưu Thành cũng sẽ đi tìm cô hỏi thử, cậu gần nhất có dành thời gian nghiên cứu qua một tu bút ký, tuy rằng vẫn không thể hiểu nổi rốt cục phải tu hành thế nào, vì mỗi khi đọc mấy cái khẩu quyết tâm pháp cậu đều như lọt vào trong sương mù, thế nhưng đối với linh khí cùng tụ linh trận, cậu đã tiến thêm một bước lý giải. Khi cậu bày ra tụ linh trận tụ tập linh khí thiên địa, cũng giống như việc múc lên một gáo nước từ sông lớn. Với cậu mà nói chuyện này có lợi rất nhiều, nhưng đối với thiên địa rộng lớn lại là chuyện bé nhỏ không đáng kể trong tụ linh trận linh khí cũng không phải là yên lặng bất động trận pháp này do ngọc thạch ẩn chứa linh lực bên trong thôi động khiến cho linh khí trong trận pháp dựa theo quy luật nhất định vận chuyển mà động tác vận chuyển này lại khiến cho linh khí tụ lại chứ không tiêu tan đây chính là nguyên lý vận hành của tụ linh trận mà muốn duy trì việc vận chuyển linh khí thì tất nhiên phải có sự tiêu hao đợi đến khi máy mảnh ngọc dùng để bày trận hao hết linh lực trận pháp liền sẽ mất đi hiệu lực đàm xong chuyện ngọc thạch khưu thành lại hỏi thẩm tinh cô có thể tìm một chút tư liệu về tòa chung cư này không tôi chỉ cần tầng mười bốn cùng tầng mười lăm anh cụ thể muốn căn hộ nào tôi có thể nhờ người giúp anh kiểm tra xem bất quá cô sẽ không làm không công căn hộ ở trên tầng nhà tôi một nghìn năm trăm sáu khưu thành đưa cho cô một cái bánh ngô sau đó còn nói thêm nếu có thể cô hãy làm trung gian giúp tôi mua căn phòng kia đến lúc mua được tôi sẽ cho cô năm cái bánh. Khưu Thành gần nhất càng ngày càng cảm thấy diện tích ban công nhà cậu quá nhỏ không đủ dùng. Tuy căn phòng đối diện nhà họ cũng rất được, nhưng phương hướng không tốt lắm, đối diện hướng Bắc, lại thiếu sáng. Phương hướng nhà bọn họ thì tốt hơn, vị trí ban công nằm ngay góc Tây Nam, phía Tây cùng phía Nam đều không có vách tường che, ánh mặt trời rất sung túc. Mà số phòng nhà cậu là 1406, còn phía trên chính là 1506, cũng trong hai ngày nay, tổ kỹ thuật của họ rất nhanh sẽ phải giải tán, đến thời điểm đó Khưu Thành không cần phải đi làm, có thời rảnh cả ngày, cậu có thể đem chuột đồng khô, suốt cà chua mà bọn họ tích cóp được trong thời gian qua, đem đi bán. Hơn nữa, khoai tây cùng bắp sẽ rất nhanh chín, cậu tin tưởng lấy giá thị trường hiện tại, nếu muốn mua căn hộ ở phía trên cũng không thể không có khả năng. Mà cụ thể có thông suốt hay không, cậu dù sao cũng phải thử một lần mới biết được. Dù sao phòng ở hiện tại cũng rất dễ mua, đợi qua thêm ba năm tháng nữa, sợ sẽ rất khó khăn. Chạng vạn, Khưu Thành ngồi sổng trên ban công đào khoai tây. Dựa theo thời gian và chu kỳ sinh trưởng của cà chua cùng ớt để tính, mấy củ khoai tẩy cũng có thể đào được rồi. Lúc mới đầu, Khưu Thành còn có hơi thấp thỏm, bất quá cậu vừa đào vài cái, liền đào trúng ngay vỏ ngoài vàng nhạt của khoai tây. Nhờ vậy mà trong lòng cậu càng thêm kiên định, còn kêu A Thường đến làm cùng cậu nữa hai người đem từng khung khoai tây từ ban công chật kín chuyển đến phòng khách tương đối rộng rãi lại đem từng đám khoai tây đào ra khỏi đất ngay lúc bọn họ đang đào đến vô cùng hăng say thì ngọn đèn treo trên đỉnh đầu đột nhiên vô thanh vô tức sáng lên phòng khách nguyên bản mờ tối nhất thời trở nên sáng trưng ngọn đèn sáng ngời đem mỗi một vật trong phòng khách đều chiếu rọi nhất thanh nhị sở từ bóng tối biến thành ánh sáng cho dù là ai cũng đều nhìn không được cảm khái đèn điện thật sự là một tồn tại thần kỳ đến cỡ nào có điện rồi khưu thành ngừng động tác trong tay thẳng đến giờ khắc này cậu mới rõ ràng cảm nhận được thảm họa đã qua đi bọn họ đã về đến thế giới lúc trước sau khi đem hai giỏ khoai tây đào sạch khưu thành và a thường lại cùng nhau tỉ mỉ vung xới cho lớp đất đã hơi có chút cằn cõi trộn vào một ít phân dê đã được ủ lên men lại trồng vào một ít gừng tỏi và rau hẹ ở hai giỏ gỗ gừng tỏi thì trồng cùng một giỏ rau hẹ một giỏ vài hôm trước Khưu Thành đã thông qua lão lý đổi được một ít hạt giống, trong đó có tỏi, gừng, dây mướt, khổ qua, bí đỏ, rau hẹ, cải trắng, bên cạnh đó còn có khoai tây cùng ớt, hai thứ này Khưu Thành đều đã đổi được từ trước nhưng lão lý lại không biết, còn hai đám khoai tây bọn họ vừa thu hoạch lúc nãy, ước chừng có thể nặng đến 16-17 cân, lại xem xem mấy cây bắp trên ban công, ở mỗi gốc cũng chỉ kết có một hai trái, Khưu Thành cảm thấy trồng chủng khoai tây này thật sự là có lời hơn cây bắp rất nhiều hơn nữa căn cứ vào kinh nghiệm gieo trồng tại căn cứ lâm thời trước đây của khưu thành để phán đoán mấy cây bắp dù có trồng trong tụ linh trận thì sự sinh trưởng của nó cũng không tính là quá nổi bật điều này cũng là do liên quan đến vấn đề ánh sáng trước mắt chính là mùa xuân cường độ của ánh nắng cũng không lớn khoai tây là một loại cây ưa bóng râm nên còn có thể sinh trưởng được nhưng ngô thì lại là một loại cây ưa ánh nắng mà điều kiện khí hậu hiện tại đại khái cũng không quá thích hợp để chúng nó sinh trưởng hai ngày sau tổ kỹ thuật của Khưu Thành rốt cuộc đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, tuyên bố giải tán. Chỗ ở tại nông thôn mà cả nhà lão Lý sẽ sống cũng đã được xác định, đó là một thị trấn nằm gần thành phố Tân Nam, chỉ cần ngồi xe khoảng 2 giờ lộ trình. Khưu Thành lúc trước có một đứa bạn cũng ở nơi này, nghe nói là một vùng đất lành lắm cái nhiều thóc non xanh nước biếc, nhưng dù sao cũng đã trôi qua 5 năm, mà nơi từng là đất lành kia hiện tại không biết đã trở thành cảnh tượng gì rồi ở chỗ kia nếu sống không dễ chịu thì mọi người hãy trở về nơi này vào ngày cuối cùng sau khi tan tầm khưu thành đã từ biệt lão lý cậu đã nghĩ trong lòng tới lúc đó chỉ cần đủ khả năng cậu liền giúp đỡ bọn họ một chút mấy người ở trên kia có thể mua bán lỗ vốn sao làm gì có chuyện muốn đi thì đi chứ hiện tại hợp đồng lao động đã ký phòng ở bọn anh cũng đã mượn qua một năm rưỡi tới nếu giao không ra lương thực cả nhà già trẻ lớn bé chỉ có nước ngủ ngoài đường cái lão Lý cười nói, thế chấp bất động sản. Không phải nói ký hợp đồng là được rồi sao, còn có rất nhiều người hiện tại cũng đang sống tại nơi không phải là nhà của mình, tất cả đều là do thành phố an trí hết, thế chấp bất động sản là có ý gì? Khưu Thành mơ hồ nghĩ, cậu tưởng ai cũng có thể đi à? Chuyện này cần phải có uy tín, có bảo đảm, bằng không mấy cái tên vô lại hỗn trướng ngoài kia đã sớm vui đến điên rồi, tùy tiện ký hợp đồng liền có thể ăn không mấy tháng cơm trắng tới lúc đó chỉ cần nói một câu giao không được lương thực, cậu nói mấy người ở trên kia biết làm gì để đối phó chúng, tuy nói là ai cũng có thể xin, kỳ thật bọn họ có thể lấy ra được bao nhiêu lương thực. Mà số lương thực này đến cùng nên đầu tư trên người ai, đã không phải là một cuộc phiêu lưu lớn rồi sao? Lão Lý coi như cũng rất minh bạch chuyện này, vậy còn vụ nhà thì sao? Vài hôm trước trong thành phố Tuy đã tiến hành an trí cho các cư dân gặp phải thảm họa, nhưng đó chỉ là vấn đề về chỗ ở, chứ bọn họ vẫn chưa phát giấy tờ sở hữu bất động sản, cho nên những căn phòng đó cho đến cùng vẫn chưa thuộc về bọn họ, không có thì thôi vậy. Lão Lý lắc đầu, lúc trước khi hắn thấy nơi ở của một bà con xa bị sụp mất, không nơi trú ngụ, còn được an trí một nơi mới ở trung tâm thành phố Phùng Hoa, trong lòng hắn còn âm thầm hâm mộ không thôi. Hiện tại xem ra, chuyện tốt kiểu như trên trời rớt xuống miếng bánh quả nhiên là không có. Nếu muốn có cuộc sống tốt lành, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình tiểu tử cậu cũng phải bảo trọng một hai tháng tới còn chưa biết sẽ thế nào nếu tới khi ấy thành phố này quá khó sống cậu cứ xuống nông thôn theo anh mày lăn lộn ăn rễ cạp vỏ cây vẫn có thể sống qua ngày lão lý nữa nói đùa bảo trên tay lại nghiêm túc đưa cho khưu thành một tờ giấy trên đó có viết địa chỉ nhà của bọn họ vào mấy tháng tới được khưu thành tiếp nhận tờ giấy trịnh trọng gật gật đầu không cần phải đi làm khưu thành liền có cả một bó lớn thời gian rảnh rỗi thế là cậu quyết định bỏ chút công phu hảo hảo nghiên cứu quyển mộc tu bút ký. mặt khác cậu cũng muốn nhân mấy tháng này tận lực tích góp thật nhiều tài phú, tốt nhất là có thể mở rộng thêm diện tích gieo trồng. chàng vạn hôm đó khưu thành nhổ một bó bông cỏ ở mảnh đất hoang phụ cận đem về để quy chuột đồng, sau đó lại đem cái máy vi tính để bạn đã lâu chưa sử dụng chuyển đến bàn trà ở phòng khách, chuẩn bị quét dọn cho bụi. lúc mở ra thùng máy, nhìn thấy bản mộc tu bút ký sao chết cậu liền thuận tiện đem nó nhét xuống dưới nệm sofa. Từ trước, cậu còn tôn sùng A thường thành cao nhân gì đó, còn lo lắng đề phòng một đoạn thời gian, hiện tại thì đã minh bạch tất cả. Tên này căn bản không biết chữ, đánh bậy đánh bạ không biết từ chỗ nào đào trở về một quyển sách như vậy, nguyên bản chàng ta định đem chúng làm củi đốt như mấy quyển sách khác, cuối cùng lại bị Khưu Thành lượm được. Khưu Thành làm xong công tác vệ sinh bảo trì máy tính thì đem nó kết nối với tivi ở phòng khách, vừa nhấn vào cái nút khởi động máy cậu lập tức nghe được thanh âm chuyển động vù vù của quạt gió, một thoáng sau thì máy được khởi động bình thường. Máy tính còn có thể dùng, điều này đã làm cho Khưu Thành vô cùng cao hứng. Cậu bấm vào một file video trong ổ đĩa dê, rất nhanh, trên màn hình liền xuất hiện một robot cũ nát đang hoạt động trong thành phố toàn phế tích. A thường ráng rướn cổ đến trước màn hình quan sát, chuyên chú nhìn chầm chầm hình ảnh trên TV. Một lát sau, rốt cuộc dưới sự thúc giục của lòng hiếu kỳ, hắn chậm rãi vươn tay, dùng tốc độ như điện xẹt chạm vào thứ đó trong nháy mắt rồi nhanh chóng rút về, Khưu Thành cũng không quản hắn, thản nhiên ngồi ở sofa, dùng một cái thìa inốt cạo vỏ khoai tây, có đôi khi cậu lại cảm thấy hành vi cử chỉ của A Thường thật sự rất giống một con mèo, không biết đối phương đã trải qua chuyện gì mà lại khiến cho hắn biến thành bộ dạng như hôm nay. Gọt xong vỏ khoai tây, cậu đem chúng rửa sạch cắt khúc, đặt ở trong nồi cơm điện nấu chín, thêm chút muối, nhỏ vài giọt xì dầu, rắc thêm vài miếng hành lại dùng chiếc đũa trộn đều, thế là bữa tối hôm nay của bọn họ đã hoàn tất, đinh đông. Đinh đông. Ngay vào lúc hai người bọn họ ăn khoai tây xem điện ảnh thì chuông cửa vang lên, ai? Hai người trong phòng đồng thời dừng lại động tác ăn uống, đề phòng nhìn về phía cửa, là tôi, thẩm tinh. Từ bên ngoài truyền đến một thanh âm của phụ nữ, Khưu Thành vừa nghe là cô, liền nhớ đến chuyện mà mình trước đó có nhờ cô ta hỗ trợ hỏi thăm, cậu đứng dậy khỏi sofa, lưu loát đem bức màn giữa phòng khách cùng ban công kéo chặt, lại đến chỗ lồng chuột ném lên vài bộ quần áo dơ bẩn. Sau khi nhìn chung quanh phòng không có cái gì gì thường rõ rệt, cậu lúc này mới đi mở cửa, sao muộn như vậy cô còn tới đây? Xem xem thời gian, hiện tại đã gần đến 8 giờ, tôi lúc này mới tan tầm. Thẩm tinh nói, từ trong túi áo cầm ra một cái túi vải nho nhỏ, anh lần trước nói có cần ngọc vỡ, tôi liền đi tìm thử một ít, anh xem xem, đều là vài miếng ngọc tốt đấy, muốn bao nhiêu? Khưu thành nghiêng người để cho ánh đèn trong phòng chiếu ra một ít, rồi nương theo ngọn đèn quan sát kỹ mấy miếng ngọc vỡ, loại ngọc cô mang tới hiện tại tương đối hỗn tạp. Có một miếng Phật ngọc thiếu mất gốc, cũng có ngọc ban chỉ bị vỡ thành hai khối, còn có mấy mặt dây chuyền chất liệu không phải quá tốt, dư lại một ít đều là nguyên liệu làm ngọc thừa thải trong tiệm, cứ theo giá như lần trước. Thẩm tinh nói xong, cẩn thận quan sát phản ứng của Khưu thành số ngọc nát lần này cô mang đến so với lần trước nhiều hơn một chút, thế nhưng trừ cái ngọc Phật cùng ngọc ban chỉ, còn lại vài thứ nguyên liệu thừa kia thật sự không thể xem là đồ tốt, được. Khưu Thành ngược lại không có trả giá, cậu cầm lấy một miếng ngọc vỡ rõ ràng là nguyên liệu thừa, nói, loại ngọc vỡ này cô có thể kiếm được bao nhiêu, anh cần bao nhiêu. Hai mắt thẩm tinh sáng người, nhỏ một chút cũng không sao, nhưng chất ngọc không thể quá kém, nếu mua theo cân nặng, giá ước chừng thế nào nếu thẩm tinh có nguồn cung cấp, Khưu Thành cũng tính toán thừa dịp hiện tại mua nhiều ngọc vỡ một chút để tích trữ, đợi mai mốt thị trường kinh tế vực dậy, tới lúc đó cậu có muốn mua ngọc giá rẻ cũng không dễ dàng gì. Mà giá ngọc vừa lên, thì phí tổn trồng trọt của cậu cũng tăng theo, như vậy thật sự rất bất lợi, tân tân khổ khổ bận rộn một phen, cuối cùng còn bị lỗ vốn. Mười cân trở lên, hai bánh ngô một cân. Thẩm tinh hơi hơi nâng cầm. Một cái bánh ngô một cân, tôi muốn năm mươi cân, Bất quá nếu mấy loại ngọc cô đưa tôi đều là phế phẩm, tôi sẽ không lấy, vậy anh phải đưa tiền đặt cọc trước đã." Khưu Thành gật gật đầu, về phòng cầm năm cái bánh ngô cho cô. Thẩm Tinh tiếp nhận bánh ngô, trên mặt rốt cuộc cũng hiện ra một ít cao hứng, sau đó, cô từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Khưu Thành, đây là tin tức về mấy căn hộ ở tầng 14 và tầng 15 trong tòa chung cư này, còn có cả thông tin về căn phòng 1506 anh nói với tôi trước đó tôi hiện tại đang thương lượng với chủ nhà, hắn nói nếu không có 200 cân bột ngô sẽ không bán, người chủ kia là loại người nào? Khưu Thành hỏi, xì, sì, chỉ là một công ty bất động sản nhỏ nhoi mà thôi, chuyên môn lựa mấy vùng ngoại thành thế này xây lên mấy căn phòng diện tích nhỏ xíu, chỉ nói căn phòng thô trên lầu nhà anh, chính là kiểu chung cư hình thức nhà nghỉ, một phòng ngủ với một phòng khách, ngay cả phòng bếp cũng không có, giữa gian phòng lại xây có mỗi phòng tắm, đã vậy còn bày đặt xây tới hai cái ban công lớn nhỏ để khoe mẻ. Chật, từ mái nhà nhảy xuống một cái liền có thể trèo vào hai cái ban công kia rồi, chẳng hiểu sao anh lại để ý căn phòng đó, không bằng đổi căn khác đi. Thẩm tinh như bị điểm trúng công tắc, đùng đùng nói một mạch không ngừng nghỉ. Trên sân thượng quanh năm đều bị khóa lại. Hai ngày trước, Khưu Thành đã phát hiện cái khóa kia bị hỏng, chính cậu đã đi đổi một ổ khác treo lên. Lúc trước khi Khưu Thành mua phòng ở, trên giấy tờ nhà đất đã viết rất trành mạch, sân thượng ở trên tầng chót sẽ thuộc về quyền sở hữu chung của những người ở tầng 15, không liên can đến những người ở tầng dưới. Hiện tại tầng 15 không có người ở, cậu muốn đổi khóa mới thì đổi khóa mới, cũng không có ai tới tìm cậu truy vấn, anh thích là được. Thẩm tinh nhúng nhúng vai, đầy mặt không quan trọng, mai mốt tôi lại nói chuyện với hắn lần nữa. Trước mắt lương thực hiện tại vô cùng trân quý, còn phòng trống thì nơi nơi đều có. Một căn phòng thô nhỏ như lỗ mũi mà đòi tới 200 cân bột ngô, hiển nhiên là đòi hỏi quá đáng mà. Hai người cứ thế đứng trước cửa bàn chuyện, mặc dù có hơi không quá phải phép, nhưng Khưu Thành lại không muốn để thẩm tinh vào phòng. Dù sao cậu còn nuôi rất nhiều chuột đồng bên trong, trên ban công còn có một đống cây hoa màu, mấy thứ này tuyệt không thể để cho cô ta nhìn thấy. Sau khi bàn xong mọi chuyện, Khưu Thành thấy sắc trời đã quá muộn, liền tiễn cô một đoạn đến đường cái bên ngoài tiểu khu. A thường ngồi xổm trên lan can ban công, duỗi cổ nhìn khưu thành cùng thẩm tinh ra khỏi chung chư xuyên qua khu xanh hóa càng đi càng xa một hồi lâu sau hắn mới nhảy xuống từ trên lan can tay chân rón rén đi đến phòng tắm nương theo chút ánh sáng từ phòng khách chiếu vào đem mặt mình dí sát vào gương rồi cứ thế không nhúc nhích nhìn chằm chằm chính mình trong gương nhìn rồi nhìn trong lòng hắn lại đột nhiên sinh ra một ít thất lạc một chút cũng không đẹp tí nào khưu thành đưa thẩm tinh đến đường lớn xong liền tự mình quay ngược trở về tới khi vào nhà cậu lại phát hiện đèn trong phòng khách đang bật sáng, nhưng A Thường thì không thấy đâu. Còn tưởng rằng hắn đã đi ra ngoài bắt chuột đồng rồi, không nghĩ tới một lát sau, người này lại khiêng một cái bao tải to trở về, làm như hiến vật quý đi tới trước mặt Khưu Thành, lấy ra từng thứ từng thứ bên trong cái bao to, dép lê, áo phông cũ, bút bi, máy đóng sách, sữa rửa mặt, bàn chải, kèm đánh răng, mắt kính cận, tất chân. Thật sự là cái gì cần có đều có. Đem mấy thứ này từng món từng món đặt ở trước mặt Khưu Thành, A Thường rốt cuộc tìm về được một chút tự tin, hắn dùng tiếng phổ thông lắp ba lắp bắp của mình cố gắng thể hiện sự giàu sang với bạn lữ, còn có rất nhiều, hiện tại đang là thời điểm thiếu thốn vật tư, mà mấy thứ A Thường cầm đến đều là đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Nếu nói bây giờ chúng còn có thể đáng giá chút tiền, thì đợi đến khi thị trường kinh tế hoạt động trở lại, các nhà máy khôi phục sức sản xuất, đến thời điểm ấy, mấy thứ này sợ sẽ không đáng một đồng vào năm năm trước mọi người dù mua quần áo hay đồ dùng sinh hoạt mặc kệ là đắt hay rẻ tiền ít nhất có thể khẳng định là còn mới ai lại hiếm lạ đồ cũ bao giờ anh còn có rất nhiều sao ở nơi nào khưu thành truy vấn năng lực học tập của a thường rất mạnh lúc vừa đến nhà cậu hắn một câu cũng không nói được hiện giờ mới ở chung với khưu thành chưa được bao lâu hắn đã có thể tiến hành mấy lời trao đổi đơn giản thấy khưu thành quả nhiên rất thích mấy thứ này A thường cao hứng nhất miệng nở nụ cười, sau đó hắn liền ở phía trước dẫn đường. Muốn mau chóng cho khưu thành xem của cải được giấu trong mấy cứ điểm của mình. Bọn họ trước hết đi tới một ngôi nhà hai tầng ở phía sau tiểu khu gia viên, chỉ thấy A thường quẹo qua khúc quanh của tòa nhà, đồng thời sử dụng cả tay chân, thoát vài cái liền trèo lên lầu hai, kéo cửa sổ tiến vào, sau đó lại từ trong nhà đi xuống dưới lầu, mở cửa cho khưu thành. Sau khi khưu thành vào phòng, liền châm lên khúc nến nhỏ luôn mang theo bên người nương theo ánh nến cậu cố gắng phân biệt mấy thứ trong phòng trên bàn trên ghế nơi nơi đều đặt đầy chai lọ chỗ này cũng không hề thiếu mấy chai đồ uống bất quá đều là trống không khưu thành tìm tìm rồi từ một góc hẻo lánh lôi ra mấy bình chất tẩy rửa chuyển đến chỗ cửa ra vào tính toán lát nữa mang về nhà ăn không ngon a à, thường vừa thấy mấy cái chai này nhìn không được nhíu mày lúc trước hắn thấy mấy cái chai có màu sắc rực rỡ này thoạt nhìn không khác biệt mấy so với mấy cái chai đựng đồ uống bình thường ngửi qua cũng rất được, vì thế hắn mới mở nắp nếm một ngụm, hương vị kia đến bây giờ vẫn còn lưu trữ trong ký ức hắn như mới, thứ này không phải dùng để ăn. Khưu Thành cười cười, nói rồi lại đi lục lọi đóng tạp vật ở góc tường, sau đó, Khưu Thành lại cùng A Thường đi tham quan vài cứ điểm khác, còn tìm được không ít thứ hữu dụng, trong đó thứ làm cho cậu hài lòng nhất. Chính là một chiếc xe ba bánh cùng một chiếc cân điện tử, cậu đem chiếc cân điện tử đưa về nhà nạp điện, phát hiện còn có thể sử dụng được bình thường. Xe ba bánh thì để ở gara dưới lầu, chỗ đó hiện tại còn đang đậu một chiếc xe điện mà Khưu Thành dùng thay đi bộ lúc trước, nếu đặt thêm một chiếc xe ba bánh vào cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Đêm nay bọn họ tới tới lui lui dời vài chuyến hàng, trừ một ít thứ nhà mình cần dùng, chủ yếu là quần áo giày dép, Khưu Thành tính toán trước đem mấy thứ này đi xử lý cái đã. A à, thường đi theo phía sau Khưu Thành chạy hết chuyến này đến chuyến khác từ trong cứ điểm của hắn chuyển đi một đống lại thêm một đống bảo tàng điều này đã làm cho tâm tình của hắn nhịn không được có chút rối rắm quả nhiên nếu muốn tìm một bạn lữ tốt liền phải trả giá càng nhiều thứ tốt mới được may mà hắn còn có vài cái cứ điểm bên kia sông điều này cũng làm cho hắn có được chút cảm giác an ủi xem ra hắn còn phải tiếp tục sáng lập nên tân cứ điểm mới được cần phải có bao nhiêu của cải mới có thể khiến cho khưu thành luôn bầu bạn với hắn chứ a à, thường nhìn bóng dáng người nọ đang đi phía trước tự hỏi hắn cảm thấy khẳng định phải cần thật nhiều mới được sáng sớm hôm sau tuy rằng không cần phải đi làm khưu thành vẫn theo thói quen rời giường như mọi ngày đầu tiên cậu đến chỗ ban công đem cà chua cùng ớt chín hái xuống lại tưới cho mấy cây hoa màu nước dinh dưỡng trong thùng gỗ nơi phòng khách lại nhiều thêm vài con chuột bự xem ra tối hôm qua a thường thu hoạch cũng không tệ lắm đêm qua bọn họ chuyển sông này nọ a thường lại đi ra ngoài bắt chuột bận việc một đêm đại khái là mệt muốn chết rồi lúc này chàng ta còn đang cùng người trên giường ngủ say sưa khưu thành đem mấy thứ tích cóp được trong khoảng thời gian này sửa sang lại một chút mấy bình tương ớt mấy bó ớt khô còn có một ít cà chua mới hành lá đã dài ra không ít cậu lại có thể hái được thêm một đợt chuột bự trong thùng có hơn hai mươi con khưu thành nghĩ nghĩ không bắt ra hết chỉ mang theo hơn mười con thịt chuột khô cũng mang theo vài miếng ba bánh của chiếc xe dưới dầu đều đã bị xẹp nếu cứ như vậy chạy đến trung tâm thành phố nói không chừng nguyên cả cái bánh xe đều phải bỏ đi hết, vì thế Khưu Thành đành phải đẩy tay, chờ lát nữa dẹp quay hàng, cậu thử đi tìm xem có sạp nào sửa xe không. Vẫn là khu phố lần trước, chỉ vài hôm không tới, nơi này lại náo nhiệt hơn không ít. Khưu Thành đi dọc theo con phố, trong lúc nhất thời lại không thể tìm ra một vị trí để bày sạp hàng. Anh bạn. Anh bạn. Đây, nơi này. Khưu Thành nghe được thanh âm thì nhìn lại, liền trông thấy một người đàn ông trung niên đang hướng cậu phất tay cậu đầu tiên là cảm giác người này có chút quen mắt sau đó rất nhanh liền nhớ ra lúc cậu bày sạp ở trên con phố này người này cũng ở bên cạnh bán giày trẻ con này tới đây tới đây cậu tới chỗ này này tôi chừa ra cho cậu một chỗ chủ sạp bán giày nhiệt tình tiếp đón khưu thành đi qua khưu thành theo lời đẩy xe ba bánh tới hắn quả nhiên liền đem sạp giày của mình dịch sang bên cạnh chừa ra một chỗ cho khưu thành tiểu tử cậu mấy ngày nay làm gì vậy sao không ra đây bày sạp ông chủ bán giày một bên sắp xếp lại mấy đôi giày cho chỉnh tề một bên cùng khưu thành trò chuyện cháu còn phải đi làm nữa khưu thành chặn một miếng gỗ dưới bánh chiếc xe rồi đem mấy thứ cần bán bày lên trên vậy hôm nay không đi làm à đối phương lại hỏi không có việc giải tán rồi khưu thành trả lời như vậy ngày hôm qua giải tán tiểu tử cậu không phải là người của tổ kỹ thuật chứ người này tin tức ngược lại rất linh thông Cháu trai của tôi cũng làm ở tổ sửa chữa điện, nó là con trai của chị tôi, năm nay vừa 20, vài hôm trước nó còn khoe với tôi, nói là làm ở tổ kỹ thuật rất thoải mái, kiếm được không ít, hiện tại chắc há hốc mồm rồi đi, ha ha, tổ kỹ thuật việc nhiều lại làm mau à. Người ta lắp ống nước còn chưa tiến hành đến một nửa mà cả thành phố Tân Nam này đã sắp có điện hết cả rồi, vẫn là tiểu tử cậu có bản lĩnh, không làm ở tổ kỹ thuật vẫn có thể buôn bán, còn là một tay bắt chuột đồng lão luyện nữa nghe nói mấy con này rất tinh ranh cậu làm sao bắt được chúng vậy hai mắt của người này thật giống như đã bị dính chặt vào mấy miếng khô chuột đồng dù nhổ kiểu nào cũng không kéo ra được không phải do cháu bắt khưu thành làm gì có bản lĩnh bắt được chuột đồng tiểu tử cậu chính là có đường riêng của mình có đường đi tức là có bản lĩnh rồi cậu còn nhớ mấy người mua chuột đồng của cậu lần trước không hai ngày trước họ lại tìm đến đây tôi nói đã vài ngày chưa thấy cậu tới bọn họ liền bảo tôi khi nào nhìn thấy cậu thì giúp họ báo một tiếng ông chủ sạp dậy nói bọn họ ở đơn vị nào có sinh ý còn có thể không làm sao là ở cục xây dựng dọc theo con phố này đi tới rẽ hướng bên trái lại đi khoảng trăm mét là đến nơi rất gần người này vừa chỉ chỉ ngã tư đường vừa giải thích lát nữa cháu dẹp quầy rồi sẽ qua đó xem khưu thành nói người này cậu cũng không quen nên cũng không quá yên tâm để cho đối phương hỗ trợ xem sạp hàng nhưng chỉ có bấy nhiêu lộ trình nếu cậu hiện tại ngay ở trước mặt người ta dẹp quầy thì lại có vẻ quá cẩn thận vẫn là đợi lát nữa rồi nói sau ai vô bọn họ hiện tại đương lúc nhàn rỗi nhất chậm một chút nói không chừng sẽ đi ra ngoài hay là tôi giúp cậu đi một chuyến dù sao sạp hàng này của tôi cả ngày cũng chẳng bán được gì đối phương chủ động đưa ra lời đề nghị muốn giúp đỡ chạy việc vậy phiền chú rồi khưu thành nói Cầm một quả cà chua vừa đỏ vừa lớn đưa cho hắn, "Quá khách khí." Ông chủ trung niên tươi cười đầy mặt tiếp nhận cà chua, lại dặn dò Khưu Thành, "Cậu giúp tôi nhìn mấy đôi giày chút, gần nhất trên đường có một đám tranh con, tay chân không quá sạch sẽ." Nghe hắn nói vậy, Khưu Thành cũng không dám khinh thường, thật cẩn thận trông coi hai sạp hàng, chỉ chốc lát sau, ông chủ quán liền dẫn theo vài người trong cục xây dựng tới, giá cả vẫn như lần trước đi. Lúc mấy người bọn họ mở ra túi nhựa Khưu Thành đưa qua, phát hiện mấy con chuột đồng lần này so mấy con lúc trước vừa mập lại béo hơn, đều có chút vui đến không tự kiềm hãm được. Được. Bọn họ muốn mua số lượng lớn, vừa là mối khách trường kỳ ổn định, Khưu Thành cũng không quá so đo. Nơi này tổng cộng có bao nhiêu con? 11 con. Mới 11 con. Không đủ à. Mặc kệ, trước mua trở về rồi nói, ba con chuột đồng đổi 8 cái bánh ngô, 11 con thì đổi bao nhiêu bánh? 11 nhân với 8 phần 3 là bao nhiêu? 29,3, ông chủ, tính 29 cái đi, lại thêm một ít hành lá, ớt cũng phải có, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, đi thôi, đợi đã, gấp cái gì, tôi mua hai trái cà chua, cà chua bán thế nào? Một cái bánh ngô đổi hai trái, sốt cà chua này thấy cũng được, có thể nếm thử không? Được, ai nhà, mùi vị rất được, nếu cây thêm chút thì càng ngon, hai cái bánh ngô. Tôi muốn một lọ những người này hò hét ầm ĩ một hồi chỉ thoáng sau liền mang theo hơn mười con chuột đồng rời đi mà cà chua hành lá cùng ớt trên sạp cũng ít đi hơn phân nữa khưu thành từ trong bao lấy ra một cái túi dùng vải của áo tê sớt may thành rồi đem bánh ngô từng cái từng cái cất vào trong căng đầy cả một túi lớn tài đại khí thô là những người này đây mấy người ở sạp hàng bên cạnh thấy khưu thành buôn bán tốt như vậy một đám đều hướng qua bên này ngó giáo giác đám người bọn họ ấy hả hai vợ chồng đều là công nhân viên chức, còn sầu lo chuyện không có cơm ăn sao. Trong tiểu khu của chúng ta cũng có một nhà đấy, ngay cả lão nhân ở phía trên còn chưa có về hưu đâu, số bánh ngô lĩnh về nhà mỗi ngày họ căn bản ăn không hết mà. Hắc, vậy chẳng phải nhân viên công chức sống sướng nhất rồi sao? Vậy cũng không nhất định, anh xem cái người bán chuột đồng kìa. Cuộc sống so với bọn họ chắc hẳn còn thoải mái hơn, bộ tưởng chuột đồng dễ bắt lắm hở. Hang chuột đồng ở nơi nào, có tìm được không mà nói dóc mấy đứa nhỏ không có việc gì làm đi ra ngoài tìm thì còn được chỉ riêng chuyện muốn dựa vào nó kiếm cơm sớm muộn gì cũng đói chết bọn họ nói chuyện bọn họ khưu thành cũng không tiện tiếp lời cậu đang cân nhắc thịt chuột khô không có dễ bán như thịt sống về sau liền ít làm chuột khô đi thì hơn số thịt trong nhà đã đủ dùng rồi lưu lại cho cậu cùng a thường ăn dù sao cũng không lãng phí sốt cà chua bị chê là không được cây cho lắm chuyện này khưu thành tạm thời không có biện pháp giải quyết cậu hiện tại chỉ biết làm loại sốt cà chua đơn giản nhất, nấu cà chua lên rồi rắc chút muối ăn là được. Nếu như phải làm tương ớt cà chua, không chỉ đơn giản có việc bỏ ớt vào là xong, mà việc canh thời gian thêm gừng tỏi cũng rất quan trọng, không thì thành phẩm sẽ không thơm ngon. Cơ mà số gừng tỏi trên ban công nhà cậu cũng chỉ vừa mới nảy mầm thôi, doanh thu của tiểu tử cậu bán được trong hôm nay so với tôi một tháng còn nhiều hơn. Lời nói của ông chủ bán dậy có chút chua chua, cũng không phải không có phí tổn khưu thành cười nói thời gian buôn bán kế tiếp cũng thư thái hơn rất nhiều gặp ông chủ bán giày bên cạnh rất nhiệt tình hai người liền tự nhiên trò chuyện với nhau một hồi ông chủ quán vốn họ hồ đừng nhìn hắn hiện giờ lúc trước hắn đã từng có mấy trăm vạn tài sản có một tiệm giày trẻ em ở trung tâm thành phố có xe có phòng không có vợ cuộc sống trôi qua thập phần tiêu sái tôi nói với cậu này lấy cậu hiện tại nếu buôn bán ở chỗ này rất dễ khiến người chú ý cậu nhìn đám người bọn họ đi đều nhanh đỏ cả mắt Lão hồ 50 bước cười 100 bước, kỳ thật trong lòng hắn lúc này cũng có chút chua chua à, lúc trước hắn sống như thế nào cơ chứ? Mấy người trẻ tuổi giống như Khưu Thành, hắn căn bản chẳng đặt trong mắt. Nguyên văn, ngũ thập bộ tiếu bách bộ, người chạy 50 bước cười người chạy 100 bước, vậy còn có chỗ nào để đi không? Bằng không về sau nếu buôn bán với bên cục xây dựng, cậu dứt khoát đưa hàng tới tận cửa luôn đi, nhà ga bên kia có chợ đêm cậu biết chứ? Lão hồ hỏi cậu bên kia còn có chợ đêm. Khưu Thành ngược lại chưa nghe qua chuyện này, tin tức của cậu vốn không linh thông, từ trước dù trong thành phố có chuyện gì, đều là lão Lý nói với cậu hết, hiện tại tổ kỹ thuật đã giải tán, lão Lý cũng xuống nông thôn, cậu sau này lại càng thêm mù tịt, vừa mới nổi lên thôi. Mấy người trong đơn vị kia, ban ngày không phải còn đi làm sao, buổi tối bọn họ liền nhàn rỗi, tôi mỗi tối đều đến chỗ này, buôn bán so với ban ngày cũng tốt hơn chút đỉnh. Cháu đêm nay cũng đến thử xem. Cậu mỗi ngày cũng chỉ bán chút đồ như vậy, nếu việc buôn bán ở buổi tối so với ban ngày tốt hơn thì cậu về sau cũng không cần tới chỗ này bày sạp nữa. Xin ý tốt thì tốt, bất quá trị an vào buổi tối, dù sao cậu cẩn thận một chút vẫn hơn." Lão hồ nhắc nhở cậu, "Cháu biết." Khưu Thành gật gật đầu, buổi tối cùng ban ngày khẳng định không giống nhau, hơn nữa nếu nhà ga bên kia thật sự giống như lão hồ nói làm ăn tốt như vậy, thì khẳng định đủ hạng người trong thành phố đều sẽ đến đó. Lại bày hàng trong chốc lát, Khưu Thành thấy không bán được gì, liền sớm thu sập trở về, tính đợi buổi tối đến nhà ga bên kia xem thử tình huống. Cậu từ lão hồ biết được một chỗ sửa xe, liền đẩy xe ba bánh đi qua, đổi một cái bánh ngô rồi kêu người thợ vá lại hai cái lỗ bị xì. Một bánh khác vì bị thủng quá sâu đành phải đổi mới. Thợ sửa xe cũng phục vụ chu đáo, còn giúp cậu đổi bàn đạp, lại tra dầu vào dây sên. Sửa xe xong, Khưu Thành liền không phải đi bộ nữa, cưỡi thẳng xe ba bánh chạy trở về. Cả ngày kế, Khưu Thành đem quần áo giày dép vừa chuyển về ngày hôm qua đem ra phân loại xử lý. Trang phục nam ra trang phục nam, trang phục nữ về trang phục nữ, quần áo trẻ em về sắp quần áo trẻ em. Mà vì đóng quần áo này đã bị chất chồng trong thời gian kéo dài nên đã có chút mùi mốc. Nếu không giặt sơ qua, sợ là bán không được giá, vì thế Khưu Thành đành phải đem chúng đặt lên từng xe một chở đến bờ sông giặt sạch, giặt xong thì đem phơi ở trên nóc nhà, số lượng nhiều đến mức sắp treo đầy hết toàn bộ sân thượng chung cư. Trước lúc trời tối, cậu lại đóng thêm một cái thùng gỗ đựng chuột đồng, so với cái cũ cũng không lớn lắm. Hai thùng gỗ chồng lên nhau, cũng không chiếm quá nhiều chỗ, chính là mấy lúc phải cho chuột ăn và bỏ chuột mới vào thì hơi phiền phức, bất quá lấy trình độ làm mộc của cậu, vẫn chưa thể làm ra được cánh cửa nhỏ ở bên hông, nên tạm thời cũng chỉ có như vậy. Lúc sắp trời dần tối, Khưu Thành đến qua cơm chiều, lại chuẩn bị đi ra ngoài, chỉ mất thời gian một ngày mà trên ban công nhà cậu lại có thêm vài quả cà chua chín, thêm mấy trái còn chưa bán xong hồi sáng cũng vừa đủ, số chuột trong thùng vẫn có thể bán thêm mấy con. Cậu buổi chiều cũng vừa mới may thêm vài cái túi, có thể dùng để đựng chuột, đi chỗ nào. A Thường vừa thấy câu định lấy ba lô, lập tức liền đứng lên từ trên sofa, Khưu Thành lúc trước rất ít ra ngoài vào buổi tối, đi bán đồ, một lát liền trở về hành động quá mức dính người của a thường có đôi khi sẽ khiến cho khưu thành nhìn không được đem hắn trở thành con nít khưu thành sắp xếp xong đồ đạc liền đeo ba lô trên lưng xách lên túi vải hướng cửa định đi lúc quay người chuẩn bị ra cửa cậu mới phát hiện a thường thế nhưng vẫn nhắm mắt theo đuôi phía sau anh khưu thành đột nhiên cảm giác có chút không đành lòng a thường trong mắt nhất thời tràn ngập chờ mong anh có muốn đi cùng tôi không dù sao hiện tại là buổi tối cho dù hành vi của a thường có một chút quái dị cũng không dễ dàng bị người khác phát hiện được vì mang theo a thường ra ngoài khưu thành đành phải lộn trở lại chuẩn bị một chút tạo hình cho hắn thể chất của a thường vốn kháng lạnh cho dù vì thời tiết hiện tại có vài người vẫn phải mặc áo len ra đường giống như khưu thành ít nhất cũng phải mặc vào một chiếc áo khoác không quá mỏng mới dám ra ngoài a thường thì lại cởi trần gần nhất nhờ có sự đốc thúc của khưu thành hắn mới chịu bận một cái áo ba lỗ vì không để ảnh hưởng đến việc mai phục của hắn Khư Thành còn đặc biệt cho hắn một chiếc áo màu đen tuyền, quần quá rộng quá dài, A Thường cũng không thích, hắn chỉ thích mặc quần dài từ đầu gối trở lên, quần phải bó, thế nhưng độ có giãn nhất định phải tốt, chỉ có như vậy, khi hắn mai phục ở trong bụi cỏ, nếu có lỡ mắt phải sai lầm cũng không bị tiếng ồn của quần ma sát với nhánh cây cỏ làm cho bại lộ, hiện tại cần phải đến chợ đêm, nếu mặc quần đùi áo ba lỗ thế này hiển nhiên là không được, rất gây chú ý, cũng rất khiến người khác chú ý đến khưu thành lục lọi trong tủ quần áo lôi ra cho a thường một cái áo len mỏng màu tím lại tìm thêm cho hắn một chiếc quần tây cuối cùng khi nhìn đến đôi chân trận của ai kia cậu liền từ trong hộp giày cầm ra một đôi dép kẹp nếu đưa qua giày thể thao hoặc là giày da người này tuyệt đối sẽ không mang nổi một phút mặc xong quần áo a thường không được tự nhiên đứng ở trước phòng thử quần áo có chút thấp thỏm nhìn về phía khưu thành bộ dạng này của hắn có dễ xem hơn không nếu như ông bà ta nói người đẹp vì lụa Khưu Thành còn cảm thấy việc ăn mặc còn phải dựa vào người bận đẹp xấu ít nhiều, như khi mặc lên người cậu, áo len quần tây cuối cùng vẫn chỉ là một bộ áo len quần tây bình thường như bao người, nhưng khi khoác lên người A thường lại toát ra một loại hơi thở của người nổi tiếng, ngay cả đôi dép xỏ ngón chỉ hơn 10 đồng tiền kia cũng lập tức toát ra khí chất thần tượng. Khưu Thành nhìn trái nhìn phải, xoái, đúng là xoái ca nha, chỉ có điều mái tóc dài này có hơi rối, không cẩn thận bị tuần cảnh yêu cầu kiểm tra chứng minh thư thì phiền toái vì thế cậu lại lục tung đồ lên khó khăn lắm mới lôi ra được một sợi dây thun cột tóc hai người dây dưa một hồi thẳng đến khi trời tối mịt mới cưỡi xe ba bánh từ tiểu khu đi ra ngoài khưu thành ngồi ở phía trước lái xe a à thường thì ngồi xổm trên lan can thùng xe ba bánh đầy mặt mới mẻ nhìn ngó phòng ở cùng cây cối ven đường hắn đã sinh hoạt ở nơi này từ rất lâu mỗi một cái cây mỗi một căn phòng ở đây hắn đều rất quen thuộc thế nhưng vào giờ khắc này không biết vì sao hắn lại cảm thấy bất đồng ngay cả mấy chiếc lá cây đang bị gió nhẹ thổi cũng đều khiến hắn cảm thấy vô cùng khác biệt. Mỗi khi thoáng gặp phải người đi bộ ở ven đường, A thường sẽ không tự giác được trục chiếc cổ thon dài của mình lại. Hắn đã vài lần muốn nhảy khỏi xe ba bánh, lẻn vào trong bóng tối ven đường, đem chính mình che giấu thật kỹ, thế nhưng cho đến cùng, hắn vẫn nhìn xuống. A thường nhẹ nhàng lấy ngón tay bấu chặt lấy quần áo của Khưu Thành, trong lòng trừ khẩn trương, còn có một ít vui vẻ khó có thể diễn tả bằng lời ở phía trước trạm xe lửa của thành phố Tân Nam có một ngã ba đường, một đầu đi thông tới Đại học Tân Nam, một đầu hướng đến Hạ Du sông Tân Nam, một đầu khác thì thông đến trung tâm thành phố, chợ đêm chính là nằm ở trung tâm của giao lộ, hướng ba mặt kéo dài. Khưu Thành vừa đến phụ cận nhà ga, liền nhìn thấy trên mặt đường cái phía trước bày đầy các hàng quán lớn nhỏ, người đến người đi thập phần náo nhiệt, đèn đường ở hai bên cũng vô cùng sáng sủa, đôi khi còn có thể nhìn thấy vài nhân viên cảnh sát tuần tra trong khu vực ở đầu chợ đêm bên này đa số đều bán các loại đồ vật hỗn tạp khưu thành đêm nay mang đến đều là thức ăn vì thế cậu chậm rãi cưỡi xe ba bánh xuyên qua dòng người nếu cậu đoán không sai ở chỗ rẽ hướng nội thành hẳn sẽ có tương đối nhiều sạp hàng bán thực phẩm này khưu thành khi khưu thành mau chóng chen chút đến vị trí chính giữa ngã ba đường thì nghe được lão hồ bán giày trẻ con kêu tên mình chú đến sớm như vậy à cậu dừng xe ba bánh lại quay đầu cùng lão hồ chào hỏi sớm cái gì là cậu đến quá muộn, mọi người đều ra đây bày sạp từ 6 giờ, hiện giờ đã qua hơn một giờ rồi đó. Lão Hồ nói, cháu đêm mai sẽ tới sớm hơn. Khưu Thành cười cười, người này là ai vậy? Lão Hồ nhìn A Thường hỏi, là em họ của cháu. Khưu Thành nói, cậu ta làm sao vậy? Lão Thường lại hỏi. Từ lúc A Thường tiến vào chợ đêm liền có vẻ phi thường khẩn trương, hai tay gắt gao bắt lấy áo khoác của Khưu Thành miệng gắt gao miếng chặt, hai mắt còn không ngừng dao động, vừa thấy liền biết là bộ dáng không được bình thường. Vài năm trước trong nhà phát sinh một vài chuyện, em cháu có chút bị dọa hoảng. Khưu Thành Thuận thế nói dối, cậu vương tay vỗ vỗ mu bàn tay của A Thường, hy vọng hắn có thể hơi thả lỏng chút, ai, đáng tiếc. Lão Hồ thở dài một hơi cảm thán, lại chỉ vào hướng giao lộ ở trung tâm thành phố, nói với Khưu Thành, sạp thức ăn đều ở bên kia, các cháu mau đến bên đó đi, dạ, chúng cháu đi đây. Khưu Thành hướng hắn phất phất tay, đạp xe ba bánh tìm vị trí bày quán, ai cũng đều sống không dễ dàng à. Nhìn bóng dáng hai người Khưu Thành rời đi, lão hồ nhịn không được cảm khái, cái gì có chút bị dọa hoảng, rõ ràng là bị dọa đến choáng váng luôn ấy chứ. Nghĩ đến điểm này, chút chua chua đối với Khưu Thành còn tồn động trong lòng hắn cũng nhất thời tiêu tán hết tám chín phần, giao lộ hướng về phía nội thành quả nhiên không hề thiếu các quầy hàng bày bán thức ăn trừ mấy thứ cực kỳ thông thường như bột ngô bánh ngô cùng rau dại trong chợ đêm còn có thể nhìn thấy một ít khô cá rong biển tảo tía đều lá mấy món đặc sản của vùng duyên hải thậm chí còn có một ít thực phẩm đóng hộp hiếm thấy hiển nhiên đều là từ các thành thị khác lưu thông tới trước mắt con đường vận chuyển chủ yếu giữa thành phố tân nam cùng các thành phố khác vẫn là ô tô cùng máy bay trong năm năm trước đó căn cứ lâm thời của bọn họ đều dựa vào máy bay của chính phủ gửi đến từ địa phương khác vận chuyển muối ăn cùng hạt giống, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ đến tận thời gian sau. Trước khi căn cứ lâm thời giải tán, chính phủ ở các nước cùng quân đội đã bắt tay nhau vào việc khai thông đường đi. Hiện tại, quốc lộ nối liền thành phố Tân Nam cùng thành phố ở các tỉnh đã tiến hành khôi phục thông xe, bất quá bởi vì dầu đốt cùng tài nguyên trong phạm vi toàn quốc hiện tại đều thiếu thốn, mà khu vực của bọn họ lại nằm ở vùng trung bộ tương đối lạc hậu. Nên mỗi ngày số xe chạy ở trên con đường này đều thập phần thưa thớt bọn họ tới quá muộn mấy vị trí tốt trên cơ bản đều đã bị người chiếm hết thêm a thường lại có vẻ đặc biệt khẩn trương khưu thành cũng không muốn chen chúc vào chỗ có quá nhiều người vì thế bọn họ liền bày sạp ở trước một cửa hàng ven đường so với vị trí ở chính giữa giao lộ nơi này của bọn họ có vẻ khá quạng cu ẻ ánh sáng cũng không quá tốt sạp hàng thì không bằng với mấy quán bên ngoài cũng chỉ trưng bày linh tinh lẻ tẻ vài ba thứ vì sau lưng có cửa cuốn nên đã làm a thường cảm thấy không an toàn hắn không thích việc bốn phía đều là người, đặc biệt càng không thích sau lưng có người. Giờ phút này, hắn đang ngồi sổng trước cửa hàng, dựng thẳng tai lắng nghe động tĩnh bốn phía, nhìn đám người cách đó không xa xê tới xê lui. Thần kinh buộc chặt của hắn rốt cuộc đã thoáng lơi lỏng được một chút, ở bên phải sạp bọn họ, có một hàng bày bán bột ngô cùng bánh ngô, chủ quán thoạt nhìn là một đôi cha con, người cha khoảng hơn 50 tuổi, còn dáng vẻ của người con trai thì khoảng chừng 20 tuổi, bên trái cũng còn có một sạp khác, cự ly cách bọn họ hơi xa một chút, là một sạp bày bán bếp lò, đủ loại bếp lò lớn nhỏ được bày thành một hàng dài, chủ quán thì lui vào bên trong một cái chăn rách. Bởi vì ánh sáng không tốt, Khưu Thành cũng nhìn không ra được tuổi tác bề ngoài của đối phương, chỉ suy đoán người này bán nhiều bếp lò nặng như vậy, mỗi ngày chở đến chở đi khẳng định rất khó khăn, hắn ban ngày tám phần cũng phải ở lại chỗ này canh giữ. Úi, cà chua tươi như vậy, cậu lấy từ đâu vậy? sạp hàng của Khưu Thành vừa được bày ra không bao lâu, người đàn ông trung niên bên phải đã tới đây hỏi hàng, người quen giúp mang tới. Khưu Thành không muốn cùng hắn nhiều lời, ai, hiện tại người trong thành phố muốn đổi thứ gì, đều phải dùng bánh ngô, nhưng cái thứ bánh ngô này cũng đâu dễ lưu giữ à, cậu nói có đúng không? Nếu cậu lát nữa có muốn đổi bột ngô, nhớ tới tìm tôi đó. Người nọ còn nói thêm, hiện tại ở thành phố Tân Nam, trong mấy thứ nước điện khí thang, bọn họ cũng chỉ mới có điện. Tuy rằng đã cơ bản thực hiện việc thông điện toàn thành phố, thế nhưng tại nguyên điện chung quy cũng hữu hạn, mỗi người mỗi tháng chỉ được dùng có 5 kW trên giờ điện. Mà chỉ với từng ấy định mực khẳng định là không đủ để mở bếp nấu cơm, đại bộ phận cư dân trong thành phố hiện tại đều không có đủ điều kiện nấu cơm tại nhà, cho nên các đơn vị vẫn trực tiếp cho viên chức đi phân phát bánh ngô, bởi vì vấn đề lương thực, còn có sự thiếu tin tưởng vào giá trị đồng tiền mọi người hiện tại khi giao dịch cũng chỉ nhận lương thực cùng vàng bạc đồ đồng hoặc là các vật liệu kim khí trong đó thứ lưu thông rộng rãi nhất chính là bánh ngô thế nhưng việc bảo quán bánh ngô quả thật là một vấn đề lớn nhất là đối với bọn họ là người làm ăn cần phải thu vào lợi nhuận đổi thế nào khưu thành hỏi hắn một cân bánh ngô đổi nửa cân bột ngô đối phương báo giá hình như hơi ít một chút khưu thành nhíu mày bánh ngô được phát trong thành phố mặc dù càng lúc càng có xu thế nhỏ hơn nhưng vẫn còn rất dày cậu cứ tùy tiện đi hỏi mọi người hiện tại nơi nơi trong thành phố đều đưa ra giá thế này bất quá nếu cậu muốn số lượng nhiều tôi có thể tính năm lạng rưỡi cho cậu người nọ làm ra bộ dáng rất chính trực công đạo để tôi nghĩ thêm đã khưu thành tạm thời không tính muốn đổi đó là thân thích của cậu à hắn hướng a thường bên kia nâng nâng cầm hỏi là em họ của tôi người trẻ tuổi này bộ dạng cũng rất được, bên kia kìa cậu thấy chưa, con trai của tôi đó, nghe nói tháng 6 năm nay sẽ khôi phục việc thi đại học, hiện tại nó đang luyện kỹ năng nghe. Khưu Thành hướng theo địa phương mà đối phương chỉ nhìn sang, vừa thấy, quả nhiên là một người trẻ tuổi đang bưng lấy một chiếc radio lắng nghe thông tin, ngồi ở bên cạnh cũng có thể mơ hồ nghe được vài từ đơn tiếng Anh. Việc buôn bán ở chợ đêm quả nhiên so với chợ sáng tốt hơn rất nhiều, cho dù vị trí của bọn Khưu Thành có không bắt mắt lắm, nhưng vẫn có không ít người tới sạp bên này xem hàng. Cà chua tươi rói cùng chuột đồng sống đều rất được hoan nghênh, hành cùng ớt thì phần lớn đều bị mọi người co kè mặt cả bảo làm phần bù thêm. A thường dần dần cũng từ sự khẩn trương lúc ban đầu biến thành hứng trí bừng bừng như hiện tại, hắn thậm chí còn lặng lẽ lẽn đến sạp bán bếp lò bên cạnh. Trốn ở phía sau vài cái bếp lò có cao có thấp, rồi ló đầu ra nhìn giáo giác vào mấy sạp hàng ở vùng phụ cận. Đây thật sự là thịt chuột đồng sao? Ngay vào lúc bọn họ định dẹp hàng, phía trước sạp của Khưu Thành lại có một khách nữ bước tới, cô bởi vì không muốn giết hay xử lý chuột đồng, nên mới có chút động tâm với thịt chuột khô mà bọn Khưu Thành bán, nhưng cô lại không quá yên tâm về chất lượng, là thịt chuột đồng, vậy nếu đã sơ chế xong rồi, sao anh lại còn bán đồng giá với thịt chuột sống vậy, tôi sớm bắt chúng đi xử lý thì sẽ không cần nuôi ở nhà, cũng không cần cho chúng ăn hàng ngày, thật sự không phải chuột cống chứ, tuyệt đối không phải, má ơi. Nổ. Trời ơi, là nổ thật sao? Lúc này, cái sạp ở bên tay phải cậu đột nhiên rối loạn lên, ông chủ sạp bị một đám người vây quanh hỏi hết câu này tới cậu khác, cái gì mà nổ nổ, làm sao vậy? Vì khách hàng đang định mua thịt chuột khô nhịn không được cũng qua xem đến tột cùng là chuyện gì, Khưu Thành mới nãy vừa cùng khách nói chuyện đến xuất thần, cũng không chú ý tới bên kia đã phát sinh chuyện gì. A à thường lặng lẽ từ cái sạp bán bếp lò bên cạnh trở về, có chút bất an đi đến phía sau Khưu Thành đứng mấy tên điên kia thật sự cho nổ công ty hạt giống không phải nói không có chứng cớ sao một người phụ nữ tuổi còn trẻ lôi kéo con trai ông chủ không ngừng truy vấn vậy tình hình hiện giờ có nghiêm trọng không nơi này của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng chứ tôi tôi cũng không biết tính cách của con trai ông chủ tựa hồ rất hướng nội bị một người con gái tuổi tác không sai biệt lắm lôi kéo như vậy cậu chàng ngay cả nói chuyện cũng đã chẳng thể theo thứ tự quả thật quả thật là nổ rồi rất nhiều công ty cây trồng ở các quốc gia đều bị nổ hết, nói là có tung tích hoạt động của phần tử khủng bố, như thế nào lại dính tới phần tử khủng bố nữa. Mọi người trong lúc nhất thời đều có chút không thể tiếp thu được, không dễ dàng sống sót qua thảm họa, tại sao lại còn có người ở phía sau quấy rối cơ chứ, theo tin tức thì có một số kẻ đã lợi dụng cảm tình của người thân những người bị lây nhiễm, một ít tổ chức tà giáo gần nhất đã nổi dậy hoạt động, thu hút không ít tín phục của dân chúng một người trẻ tuổi có bộ dạng nhã nhặn mang kính mắt trong đó thở dài một hơi nói hắn nghe tiếng anh cũng rõ vừa nãy cũng nghe thấy tin tức trong radio xác định quả thật có sự kiện như vậy phải biết rằng gần đây trong thành phố lời đồn kiểu gì cũng có người khác tùy tiện nói như vậy hắn bình thường cũng sẽ không dễ dàng tin quốc gia của chúng ta thì sao sẽ bị ảnh hưởng chứ một phụ nhân khác vội vàng hỏi mặc kệ hạt giống trong quốc nội hiện tại có thích hợp hay không khẳng định sẽ phải chịu ảnh hưởng. Tuy rằng trong vài năm qua, số lương thực nhập khẩu vào nước ta đã giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn không hề đình chỉ. Nếu việc nhập khẩu lương thực bị dừng lại, thị trường lương thực trên cả nước liền sẽ trở nên dị thường căng thẳng. Nếu không phải trong 5 năm thời gian qua, việc ỷ lại số lương thực nhập khẩu ở tất cả mọi nơi trên toàn quốc đều đã hạ thấp, bằng không cửa ải khó khăn lần này bọn họ sợ là căn bản không qua được, chán quá, thành phố hiện giờ vẫn còn an bài người xuống nông thôn không? cứ ở lại thành phố này mai mốt sẽ còn đường sống sao đến lúc đó có khi nào chính phủ cũng không có lương thực để phát ra nữa không chúng ta phải tồn trữ càng nhiều thức ăn mới được cứ như vậy không lâu sau tin tức liền truyền ra khắp chợ đêm khủng hoảng hoang mang tự như virus đang lan tràn trong đám người chợ đêm nguyên bản vô cùng náo nhiệt cũng lập tức bị hút sạch sinh khí không khí xung quanh cũng trở nên đầy vẻ trầm lặng chuyện này trôi qua khoảng một hai hôm thành phố tân nam lại tổ chức cho một nhóm người xuống nông thôn khưu thành nghe mấy người ở trong chợ đêm nói lần này những người rời đi đều được điều động từ các cơ quan hành chính cùng đơn vị sự nghiệp cứ như vậy chính phủ thành phố cũng không cần tăng thêm việc chi tiêu lương thực ngoài danh ngạch nữa nguy cơ lương thực vừa đến trong chợ đêm ngoài trừ thức ăn ra thì mấy thứ khác đều trở nên không đáng giá tiền mỗi buổi tối khi a thường cùng khưu thành đi chợ đêm phát hiện mấy vật trong kho tàng của mình vậy mà lại không được hoang nghênh bằng thịt chuột đồng trong lòng hắn không khỏi có chút mất mát lão miêu đã đúng chuột đồng quả thật là thứ tốt, hắn trước kia đã quá ngu ngốc rồi. Nếu hắn khi đó có thể bắt được thêm càng nhiều chuột đồng thì tốt biết mấy, hắn có thể tìm một căn phòng riêng để nuôi chuột, nuôi cả một phòng đầy chuột đồng. Đến lúc đó Khưu Thành thấy được khẳng định sẽ rất là vui vẻ, đúng chứ? A à thường ngồi sổng bên ban công than than thở thở, Khưu Thành hoàn toàn không biết hắn hiện đang rối rắm cái gì, vừa nói muốn đi hái cà chua, kết quả lại ngồi nơi đó hơn nửa ngày cũng chưa tiến vào. Khưu thành cậu mấy hôm nay đều bề bộn công chuyện, nào là vội vàng thu gom củi đốt, rồi vội vàng đóng giỏ gỗ. Một đống quần áo được sửa sang lại vài hôm trước đó cũng không đáng giá bao nhiêu, cậu lựa ra vài cái thoạt nhìn cũ nát, nhưng chất vải lại bền chắc, hủy đi sau đó chấp vá lại, làm một tầng vải lót bên trong giỏ gỗ. Có thêm lớp lót này, đến thời điểm bùn đất được đổ vào trong giỏ mới sẽ không rơi vải ra bên ngoài kẻ hở, mà phần lớn vải vóc mây quần áo đều thông khí, không chỉ thông khí mà nó còn có lợi cho sự sinh trưởng của thực vật, A à thường, xỏ kim. Khưu Thành ngồi trên sofa hết vá lại mây, thấy trên bàn trà không còn kim đã được sỏ chỉ, cậu liền hô một tiếng về phía ban công, Nga. A à thường có chút ảo não cào cào tóc, từ trên ban công đứng lên, xuyên qua vài bụi cây cà chua cao bằng nửa người, trở lại bên trong phòng khách, rồi ngồi sổng xuống bên cạnh Khưu Thành, cầm lấy cuộn chỉ cùng cây kéo, lại từ trên bàn trà quét tới mấy cây kim khưu thành vừa dùng qua, xỏ chỉ qua từng cái. Hắn rướng cổ, đem kim mây đưa đến gần, sau vị trí bằng đôi mắt tinh của mình, cau mày, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm lỗ kim, một tay niết đầu sợi chỉ. Khi đầu sợi chỉ chầm chậm xuyên qua lỗ kim, độ công bên khóe môi của hắn cũng chầm chậm nâng lên, xỏ xong một cây kim, hắn đầy mặt cao hứng nhìn về phía khưu thành. Gặp Khưu Thành vẫn đang vùi đầu phấn đấu cùng một chiếc quần bò, căn bản không chú ý tới hắn bên này vì thế hắn liền có chút mất mát buông xuống khóe miệng tiếp tục xỏ cây kim thứ hai đinh đông đinh đông đinh đông ai vậy chuông cửa vang lên khưu thành cứ nghĩ hẳn là thẩm tinh người có thể tìm tới nơi này dường như cũng chỉ có một mình cô đêm qua thẩm tinh lại tới cùng khưu thành bàn về chuyện ngọc nát lần trước nếu như cậu muốn mua một trăm cân cô cũng chỉ thu tám mươi cái bánh ngô khưu thành nghĩ nghĩ trả giá bảy mươi lăm cái mọi chuyện liền được định ra như vậy chào cậu chúng tôi là người lầu trên ngoài cửa truyền đến một thanh âm của phụ nữ bất quá không phải thẩm tin chuyện gì khưu thành xuyên qua lỗ mắt mèo nhìn một đôi vợ chồng trung niên đứng ngoài cửa chúng tôi nghe nói có người muốn mua phòng ở trên lầu có phải là cậu không người phụ nữ kia lại hỏi hai người nghe được chuyện này từ đâu khưu thành mở cửa đi ra ngoài thuận tay khép kín cửa ra vào rồi đứng ở trên hành lang cùng bọn họ nói chuyện. Đôi vợ chồng này cứ như thế tiền tới cửa thật sự có điểm kỳ quái. Cậu tuy rằng đã ủy thác cho thẩm tin chuyện liên hệ mua phòng, thế nhưng thẩm tin cũng rất khôn khéo, không có khả năng lúc sinh ý còn chưa đàm thành thì đã để cho đối phương biết người mua là ai, không thì đến lúc đó cô còn có được lợi lộc gì. Khưu thành vốn không phải người giỏi về cò kè mặt cả, cậu cũng không có nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy, mà thực sự có đi chăng nữa. Cậu tha rằng dùng nó để tỉ mỉ nghiên cứu quyển mộc tu bút ký còn hơn. À, căn phòng ở tầng trên nhà cậu chính là của em dâu của tôi. Người phụ nhân lại nói, cô ấy nói chuyện này với các người. Về chuyện đôi vợ chồng trên lầu, Khưu Thành cũng đã nghe thẩm tin nói qua một chút, đều là người phi thường không khéo. Hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt để co kè mặt cả, bọn họ cũng sẽ không hủy đi cơ hội tự lên đài của mình vào lúc này, hơn nữa bọn họ hẳn là không biết ai là người mua mới đúng. Không phải, ngày hôm qua khi nghe cô ấy nói việc này, tôi cùng cha thằng bé đã suy nghĩ qua, dù sao hôm nay hai chúng tôi cũng không có chuyện gì, liền tới đây hỏi thăm một chút, bọn họ nói ở tầng 14, tầng 15 cũng chỉ có một mình hộ của cậu, nên chúng tôi mới tới đây hỏi thăm. Hộ gia đình dưới lầu cũng không nhiều lời với bọn họ, người nọ đầu tiên là ấp a à ấp uống tiết lộ một chút tin tức, sau đó khi bọn họ cầm ra một cái bánh ngô, đối phương mới chịu nói hết, hai người nói có người muốn mua phòng ở tầng 15 tôi xem trừ cậu ta ra liền không có người khác mỗi ngày tới buổi tối cậu ta mới ra ngoài đến hơn nửa đêm mới trở về mấy ngày trước tôi còn nhìn thấy cậu ta không biết từ nơi nào lôi trở về thật nhiều quần áo từng xe từng xe chuyển đến bờ sông giặc giũ mà mấy thứ quần áo này cũng chỉ là mặt ngoài ai biết bên trong nhà cậu ta còn có thứ gì mấy ngày nay còn mang về nhà một tên thanh niên tóc dài bộ dạng lại cao khỏe thoạt nhìn rất hung hãn lần trước tôi chỉ nhìn bọn họ nhiều một chút ai u hai người không biết đấy, ánh mắt của tên kia lúc quay đầu nhìn tôi, thật sự là dọa chết người. căn phòng trên lầu của các người là số mấy? Khưu Thành không biết hộ gia đình dưới lầu đã nói rất nhiều lời hay về mình. 1.501, 1.502, 1.503, 1.504, đều là nhà của chúng tôi. người phụ nhân kia đầy mặt cao hứng nói, xem ra bọn họ đã tìm đúng người. mấy người ra giá bao nhiêu? phòng từ 1501-1504 vị trí đều rất tốt, đều là hướng về phía nam, có thể bày tụ linh trận trồng hoa màu. Phụ nhân nhìn thoáng qua chồng mình, người đàn ông lập tức ra giá, một mét vuông một cân bột ngô, tôi mua không nổi. Khưu Thành lắc đầu, từ trong túi áo lấy ra chìa khóa, tính toán mở cửa vào phòng, việc hôm nay cậu lát nữa có thể nói với thẩm tinh, để cho cô bàn chuyện với bọn họ, ai, vậy cậu nói bao nhiêu? Phụ nhân vội vàng lên tiếng, Lúc trước khi mấy người mua phòng ở, tổng cộng mất hết bao nhiêu tiền?" Khưu Thành hỏi, "Hơn 130 vạn, cậu hỏi vấn đề này để làm gì?" Người đàn ông nói, "Tôi có thể đưa cho các ngươi hơn 130 cân bột ngô, số lượng cụ thể, cần phải dựa vào hợp đồng lúc mấy người mua phòng ở. Khưu Thành ra cái giá này cũng tương đối phúc hậu rồi." "Hơn 130 cân bột ngô, nếu ăn tiết kiệm, hẳn là cũng đủ cho bọn họ chịu đựng qua 2-3 tháng gian nan nhất." một cân bột ngô tương đương một vạn khối. Trên mặt người phụ nữ có chút tức giận bất bình, lại có chút đau lòng bất đắc dĩ, không thể tính như vậy. Khưu Thành nhíu mày, trước mắt cho dù tiền giấy còn có thể dùng, phòng ở cũng không thể được giá như trước, chết nhiều người như vậy, trên khắp cả nước có bao nhiêu phòng trống không ai cần, căn bản không đáng giá tiền. Lại nói, chắc mấy người cũng biết tình thế trước mắt, phòng ở trung tâm thành phố đều bán không được, huống chi là mảnh đất hoang vu này tôi ra giá này cũng đã phúc hậu lắm rồi, các ngươi suy nghĩ đi, nếu còn muốn tăng giá, đó là chuyện không có khả năng. Mấy thứ này đều là chuyện xảy ra rõ ràng ở bề ngoài, mà người phụ nữ kia lại như bừng tỉnh khi nghe thấy, chỉ từ góc độ của bản thân mình mà tính toán được mất, nếu người người đều như bà ta vậy, cuộc sống này sẽ ra làm sao? Nghe nói tháng 6 năm nay các đơn vị sẽ khôi phục thi đại học, đến thời điểm đó khu đất này sẽ rất sôi động. Người đàn ông lại có ý đồ tranh thủ một ít bột ngô giống như là khưu thành đã nói gần nhất nhân tâm ở toàn bộ thành phố tân nam đều rất hoảng sợ trong tay có chút lương thực cũng đều gắt gao giữ chặt không chịu lấy ra mấy căn phòng của bọn họ ở trung tâm thành phố đều bán không được cho dù có người ra giá thì cũng thấp đến mức thái quá tương đối mà nói cái giá này của khưu thành quả thật đã coi như phúc hậu cho dù có khôi phục thi đại học hiện tại toàn quốc còn có bao nhiêu thí sinh huống chi nếu so sánh đại học tân nam nơi này với vô số những trường cao đẳng đại học trong quốc nội căn bản cũng không tính là loại hai cậu mua hết bốn căn phòng kia sao lúc nào giao dịch người đàn ông khẽ cắn môi đưa ra quyết định hiện tại tôi cũng không có nhiều bột ngô như vậy trước giao trước một phòng sau đó lại ký một phần hợp đồng giao hẹn ba phòng còn lại sẽ hoàn thành giao dịch trong vòng một tháng vậy phòng một nghìn năm trăm linh một trước người phụ nữ lại lên tiếng đau lòng thì đau lòng nhưng vấn đề kiếm sống vẫn đang đặt ở trước mặt, cho dù không cam lòng thế nào cũng phải chấp nhận thôi. Phòng 1501 có diện tích lớn nhất mà vị trí cũng tốt nhất, lúc trước bọn họ cũng bỏ nhiều tiền nhất để mua nó. Có được số lương thực này, đại khái có thể cam đoan cả nhà bọn họ trong một tháng kế tiếp sẽ không có người chết đói. Được, đến lúc đó tôi sẽ dùng 20 cân bánh ngô để thay cho 12 cân bột ngô thế nào? Tỷ lệ trao đổi của bánh ngô cùng bột ngô, ở ngoài chợ đêm đều phổ biến là 1 năm năm, Khưu Thành hy vọng có thể tiết kiệm được chút nào thì hay chút đó. Không cần 20 cân nhiều như vậy, ăn không xong sẽ hỏng, chỉ cần 10 cân là được. Phụ nhân vẫy tay, hiện tại trên thị trường có không ít người đổi bột ngô cùng bánh ngô kiếm giá trên lệch, nếu bọn họ cầm 6 cân bột ngô, dù đổi không được 10 cân bánh ngô, ít nhất cũng được 6 cân rưỡi. Như vậy, lúc nào giao dịch? Khưu Thành không có dị nghị, ngày mai buổi sáng lúc 10 giờ, cậu hãy mang theo giấy tờ đến sở địa chính. Người đàn ông nói: "Đúng rồi, căn phòng của mấy người không còn phải trả góp chứ?" Khưu Thành đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, "Yên tâm đi, đến lúc đó cậu có thể tra rõ." Trở lại trong phòng, Khưu Thành nhìn không được lại đến ban công nhìn mấy cây bắp. Tất cả hạt bắp thật ra đều đã căng tròn trưởng thành, nhưng vẫn còn hơi non, Khưu Thành chọn một gốc bắp, bẻ hai trái bắp phía trên xuống, sau đó lại đem thân cây nhổ ra, dùng cái xẻng ở bên cạnh xới đất cho tơi, thêm vào một ít phân dê đã ủ tốt trộn trộn. Làm xong, cậu cầm ra một củ khoai tây nhỏ từ trong phòng vùi vào đất, lại tưới nước lên trên. Khưu Thành lôi một cái chậu tráng men ra, lột bỏ vỏ bắp, dùng đũa dài xuyên qua chúng, tính làm bắp nướng ngay trong phòng khách. Chậu tráng men không trực tiếp đặt ở trên sàn, dưới đáy còn lót một chiếc giỏ gỗ úp ngược. Từ sau khi A Thường đem vài món bảo tàng của mình sung vào công quỷ, nhà bọn họ liền nhiều thêm vài thứ tạp nham này nọ. Giống như một đống kim chỉ mà bọn họ vừa dùng qua lúc nãy, còn có cái chậu tráng men ở bên trong căn phòng trống đối diện còn có không ít thứ thời điểm cần dùng đến bọn họ liền qua bên đó lấy xài a à, thường lúc trước đã trộm gầm qua một miếng bắp ở ngoài căn cứ lâm thời lại chưa từng được nếm qua mùi vị ngô nướng hắn đầy mặt hiếu kỳ ngồi ở bên cạnh nhìn nhìn đợi đến khi hai trái bắp tảng mát ra từng trận mùi hương thơm ngọt hắn liền có điểm ngồi không yên giống như chú mèo tham ăn không ngừng đảo quanh người khưu thành thẳng đến khi khưu thành đem hai trái bắp nướng xong đưa qua cho hắn một trái ăn ngon không? thấy a thường đã cạp xong trái bắp, còn ông cùi bắp không chịu buông tay, khưu thành nhìn không được nở nụ cười, bắp nướng thơm như vậy, ngọt như vậy, chính cậu cũng đã thật lâu chưa nếm qua rồi, ăn ngon. a thường liếm liếm miệng, nhìn không được đem ánh mắt rơi xuống nửa trái bắp nướng ăn còn thừa trong tay khưu thành, anh ăn đi. thấy hắn như vậy, khưu thành nhìn không được lại đem hắn đánh đồng với đứa nhỏ, không. a thường có chút ngại ngùng gục đầu xuống khi có khi không lay động cái cùi bắp đã bị hắn gặm đến hoàn toàn biến dạng, "Ăn đi, tôi ăn no rồi." Khưu Thành lại đem bắp nướng đẩy đẩy đến trước mặt hắn, "Đã vậy mà no rồi." A à Thường nghi hoặc nhìn cậu, "No rồi?" Khưu Thành hướng hắn cười cười, hai đáy mắt trong trẻo trong trẻo, một chút cũng không chứa sự dối gian. A à Thường tiếp nhận nửa trái bắp nướng cắn một ngụm, lập tức liền bị mỹ vị cực hạn này mê đắm cho thần hồn điên đảo ngay cả hai mắt tràn ngập nghi ngờ ban nãy cũng nhìn không được mị lên. Trong lòng của hắn thiệt ra đang mừng thầm, Khưu Thành chỉ cần ăn ít như vậy liền no rồi, thật tốt, căn cứ vào lời nói của hai vợ chồng kia thì bọn họ đã phải mất gần 60 vạn mới mua được căn phòng số 1501, căn phòng rộng khoảng 130 mấy mét vuông, ba phòng ngủ hai phòng sinh hoạt chung, còn có một ban công lớn và một ban công nhỏ, ban công lớn của căn phòng kia diện tích khá rộng, phương hướng là nhắm về hướng đông, còn ban công nhỏ thì hướng về phía nam. Khưu Thành cân nhắc, mặc kệ là ban công lớn hay nhỏ, đều không có được lượng ánh sáng mặt trời quá sung túc, vì thế cậu liền dứt khoát dùng hết hai nơi để trồng khoai tây. Bọn họ đầu tiên là mở cửa trên nóc nhà, sau đó từ nóc nhà nhảy đến ban công ở trong phòng 1501. Trong mấy căn phòng thô ở tiểu khu bọn họ, tất cả đều chỉ có một cửa ra vào, lại không có bất kỳ cửa sổ nào. Hai người Khưu Thành trực tiếp vào phòng từ ban công lớn, tìm hiểu kết cấu bên trong căn hộ một chút sau đó lại từ nhà mình ở lầu dưới đem vài cái giỏ gỗ đã chuẩn bị tốt chuyển hết lên đây một đám thì đặt ở bên ban công lớn phía đông còn lại thì để ở chỗ ban công nhỏ hướng về nam vấn đề lương thực trước mắt đang rất căng thẳng nên việc trồng đợt khoai tây này càng sớm ngày nào càng tốt ngày ấy vì thế vào ngay buổi chiều hôm đó khưu thành liền cùng a thường đến bờ sông tân nam khiêng hai túi đất trở về rồi dùng loại đất sa thổ ẩm ướt này bắt đầu thúc mầm khoai tây trễ hơn một chút, thẩm tinh cũng mang 100 cân ngọc vỡ tới, Khưu Thành trả cho cô 75 cái bánh ngô, số bánh còn lại, Khưu Thành chừa ra 10 cân, còn tất cả những thứ khác đều sẽ được mang đến chợ đêm trao đổi trong hôm nay. Cho dù việc bán buôn gần đây của bọn họ cũng không tệ lắm, từ khi bắt đầu bày sạp đến bây giờ, thời gian cũng đã trôi qua một quãng ngắn, nhưng muốn lập tức gom đủ năm 60 cân bột ngô, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Từ sau khi chuyện công ty cây trồng bị nổ bom lan truyền ra ngoài, mấy vị khách trước kia còn nguyên bản hào phóng một chút nay cũng trở nên vô cùng keo kiệt trong nhà nếu có nhiều bánh ngô đại bộ phận đều sẽ đổi thành bột ngô tồn trữ không giống như trước dễ dàng bỏ qua mà chuột đồng của khưu thành tất nhiên cũng không dễ bán ấy vậy mà sạp đổi bột ngô bên tay phải lại làm ăn rất khấm khá để tiện cho khách hàng quen tìm đến địa điểm bày sạp hàng của hai người khưu thành cũng không có thay đổi vẫn là địa phương lúc ban đầu bên trái là sạp bán bếp lò bên phải là hàng đổi bột ngô chủ sạp hàng bên phải gần đây mỗi đêm đều sẽ mang thêm hai thân thích một lớn một nhỏ đi ra quán thêm cha con bọn họ tổng cộng có bốn người lúc bày sạp hay dẹp hàng còn có anh em trong nhà đến hộ tống một đám người trùng trùng điệp điệp đi ở trên đường nên bình thường mấy băng đảng quy mô nho nhỏ cũng không dám đánh chủ ý lên bọn họ quy mô bự hơn chút cũng không dám quá táo bạo chẳng kiên nể gì ai gần nhất mấy lời phong thanh này nọ thật sự đã rất nguy cấp nhóm dân chúng mỗi đêm ra vào chợ đêm Thường thường sẽ gặp vài chuyện trộm cướp phát sinh, bình thường mấy chuyện móc túi ăn cắp vặt đều sẽ phát sinh chính diện trong chợ, còn cướp bóc đều sẽ phát sinh bên ngoài chợ đêm. Để giữ gìn trị an, nên dạo gần đây, việc tuần tra của cảnh sát trên đường được tăng cường rất mạnh. Lúc khu thành bày sạp trong chợ, cứ cách vài phút liền có thể nhìn thấy hai nhân viên công an tuần tra đi ngang qua trước sạp. Lúc trên đường đến chợ bày quán hay về nhà cũng thường xuyên nhìn thấy các nhân viên cảnh sát cưỡi mô tô đi tuần nhưng mặc kệ có náo loạn như thế nào, chính phủ thành phố cũng không hề biểu lộ ý tứ muốn đóng cửa chợ đêm, bởi vì nhờ có chợ đêm, rất nhiều người mới có đường sống, xã hội mới có thể yên ổn được. Vô luận là xuất phát từ góc độ chính trị, hay xuất phát từ giá trị con người, chợ đêm này đều tuyệt đối không thể đóng cửa. Việc buôn bán không tốt lắm, khiến thời gian hai người khưu thành bầy quán từ 2 giờ lúc ban đầu rồi sẽ thu sạp, hiện giờ đã biến thành 3-4 giờ. Mỗi tối bọn họ 6 giờ sẽ ra địa điểm bày quán, thông thường phải tới sau 9 giờ rưỡi mới có thể dẹp hàng. May là mấy thứ cậu bán đều là thức ăn, tình cảnh cũng không phải quá khó khăn như mấy sạp bày bán một ít mặt hàng khác ở trong chợ đêm. Như sạp hàng bán bếp lò bên cạnh bọn họ, Khưu Thành thấy đối phương trải qua cả một buổi tối cũng chỉ bán không quá một hai cái bếp lò. Hai ngày trước, lúc bọn Khưu Thành dẹp hàng có chạm mặt Lão Hồ, cũng nghe không ít lời kể khổ của hắn. Lão Hồ nói việc buôn bán thật sự không thể làm nổi nữa, cứ tiếp tục như vậy sẽ không có đường sống hắn cùng vài người bằng hữu tính toán đi đến ven biển xem xét một chuyến đến lúc đó nếu có thể đem chút muối biển trở về bán nói không chừng còn có được một bước ngoặt mới khưu thành biết điều lão hồ suy xét không chỉ là vấn đề đường sống về sau nhưng phàm là đàn ông có chút giả tâm vào cái tình huống như trước mắt này ai nấy đều có ý nghĩ đánh cuộc một phen chỉ cần có thể lấy được một lượng lớn ruộng đất hoặc có thể kiếm được một lượng lớn vàng bạc đợi đến khi lần khủng hoảng trước mắt trôi qua thì tiếp sau đó hiển nhiên chính là chuỗi những ngày tháng an lành. Đêm nay, đợi đến lúc bọn Khưu Thành dọn sạp, quay đổi bột ngô bên cạnh cũng đã vắng lạnh, Khưu Thành cũng chuẩn bị đạp xe ba bánh chở A Thường về, cháu muốn đổi một ít bột ngô. Khưu Thành nói, ai u, tiểu khâu à, cháu rốt cục cũng muốn đổi bột ngô. Chủ quán cao hứng đến phát hỏng, từ ngày đầu tiên hai người Khưu Thành tới nơi này bày sạp, hắn đã luôn theo dõi sạp hàng của họ, nhưng bất đắc dĩ đối phương lại chậm chạp không có biểu hiện ra ý định muốn đổi bột ngô làm hắn còn tưởng người ta đã có đường dây khác rồi chứ chú định tính một cân bao nhiêu khưu thành hỏi hắn chú không phải đã sớm nói với cháu rồi sao chỉ tính cháu năm lạng rưỡi thôi theo những gì hắn thấy khưu thành cũng coi như là một khách hàng lớn mỗi đêm hắn đều nhìn chầm chằm vào sạp kế bên việc buôn bán của bọn họ khá tốt một con chuột đồng đổi ba cái bánh ngô gần nhất việc buôn bán tuy rằng giảm đi chút ít, nhưng cũng chỉ phải kéo dài thời gian bày sạp thêm mấy tiếng, việc trả giá với khách cũng rất kịch liệt, lại còn cho thêm chút ớt hành, có đôi khi hai người sẽ đụng phải vài khách hàng lợi hại. Mua có con chuột đồng còn đòi khưu thành cho thêm cà chua, nhìn cảnh này hắn là người ngoài còn đau lòng thay hai anh em bọn họ, bất quá mấy thứ kia đến cùng đều bán hết sạch, mỗi đêm thu về cũng khoảng mấy chục cái bánh ngô. Năm lạng tám Khưu thành trả giá, ây da, khó đổi lắm, nếu như theo giá của cháu, cả đám người chúng ta chắc phải hít không khí hết. Ông chủ quán liên tục xua tay, số lượng cháu đổi rất lớn. Khư Thành nói xong xuống xe, xúc miếng vải chống nước trong thùng xe ba bánh lên, từ bên dưới lấy ra mấy cái túi vải, mỗi cái túi vải đều nhồi đầy bánh ngô đến căn phòng. Năm lạng sáu, không thể thêm nữa. Chủ quán thấy cậu có nhiều bánh ngô như vậy, trong lòng cực kỳ muốn bàn thành cuộc buôn bán này, để cháu hỏi một số nhà khác trước đã khưu thành nói xong liền đem đồ đạt thu lại lời này của cậu là nói thật lòng số lượng bánh ngô nhiều như vậy tùy tiện đi sạp khác trao đổi cậu chính là mối khách lớn nhất dù cò kè mặt cả vẫn có đường sống năm lạng bảy chủ quán khẽ cắn môi lại tăng thêm số lượng trao đổi sau đó còn nói đây là giá cao nhất rồi cháu có đi nơi khác cũng không tìm được chỗ nào đổi cao như vậy nếu không cẩn thận gặp phải tên nào có tâm tư đen tối bọn họ còn có thể trộn lẫn vài thứ khác bên trong bột ngô. Chú bày sạp kế bên cháu thời gian dài như vậy, cháu xem nào có ai tìm tới cửa nói bột ngô của chú không tốt đâu. Tìm người là chi bằng tìm người quen không phải tốt hơn sao? Khưu Thành coi như cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận cái giá năm cân bảy này, sau lại nghe chủ quán nói như vậy, ngẫm lại quả thật có đạo lý. Người này tuy rằng là kẻ làm ăn tinh khôn, nhưng đến cùng cũng coi như có chữ tính, vì thế cậu liền gật đầu, được rồi. Chấn hâm à, đến, giúp tiểu khâu cân đồ đi. Chủ quán kêu con mình đến hỗ trợ, tuy rằng còn có hai người cháu theo chân bọn họ ra đây bán hàng, bất quá trên phương diện làm ăn buôn bán, hắn bình thường đều không cho bọn họ đụng tay vào, chỉ bảo hai anh em một trái một phải canh giữ hai bên sạp hàng. Trong quá trình giao dịch, chủ quán lại cùng Khưu Thành kết giao tình, bảo cậu kêu mình là lão phùng cho thân thiết, còn nói hắn là người luôn luôn đặt chữ tính làm đầu, chuyện cân thiếu này nọ đều chưa bao giờ làm, bột ngô cũng đều là thứ mới nhất vì hắn có đường riêng của mình. Hắn còn dặn Khưu Thành về sau nếu muốn bột ngô, cứ đến tìm hắn là được. Cuối cùng, hai người họ dùng hơn 100 cân bánh ngô, đổi hơn 60 cân bột ngô. Ngày hôm sau, Khưu Thành mang đủ giấy tờ đồ đạc, đến sở địa chính thuận lợi sang tên căn phòng 1501, lại cùng nguyên chủ ký kết hợp đồng. Ba gian phòng còn lại thì phải hoàn thành giao dịch trong vòng một tháng kế tiếp, sau khi mua được căn phòng 1501 về tay khưu thành cũng không trì hoãn thời gian nữa từ người chủ cũ cầm lại chìa khóa xong cậu liền đổi một ổ khóa mới cho căn phòng cậu ở bên trong phòng bày ra tụ linh trận lại vận chuyển một lượng lớn bùn đất từ đồng ruộng phụ cận trở về trộn với phân đã lên men tốt rồi đắp vào trong giỏ gỗ đợi đến khi mấy củ khoai tây lúc trước đem đi thúc mầm mọc lên chồi non cậu liền đặt vào trong từng giỏ gỗ một củ khoai tây nhỏ lúc trước khi khưu thành trồng khoai tây ở căn cứ lâm thời đã từng thấy trong lúc mọi người cắt khoai tây đều cần phải tiêu độc cậu trước mắt cũng không có khả năng lấy được mấy thứ dùng để tiêu độc nên dứt khoát liền dùng củ khoai tây nhỏ làm giống giảm bớt giai đoạn cắt khối với kích cỡ củ giống to thì tiến hành bổ củ giống tuy kích cỡ củ mà tiến hành bổ làm đôi hoặc làm ba trước mỗi lần cắt bắt buộc phải nhúng vào cồn có nồng độ cao hoặc nước xà phòng đậm đặc nhằm ngăn chặn nắm làm cho củ bị thối xác định mỗi miếng bổ có từ hai ba mầm thường bổ dọc củ ngay sau khi bổ xong, chấm ngay phần cắt vào bột xi măng khô và không để bột xi măng bám nhiều sẽ hút nước làm củ giống dễ khô, héo. Nơi dùng để ủ phân cũng được dời lên trên lầu, căn phòng 1501 có 3 phòng ngủ hai gian sinh hoạt chung, Khưu Thành chọn căn phòng nhỏ để lên men phân. Nguyên bản, cậu còn tính đem chuột đồng bỏ vào gian này nuôi luôn, ngẫm lại vẫn không đem chúng lên. Hiện tại, mấy thứ bọn Khưu Thành dùng để nuôi dưỡng chuột đồng đều là thùng gỗ, nuôi ở trong phòng khách coi như an toàn. Trừ lúc đi chợ đêm, nhà bọn họ phần lớn thời gian đều có người, nên mấy con chuột đó có muốn tìm một lối đào vong thành công cũng không dễ dàng gì. Nhưng nếu vác chúng đến lầu trên liền không nhất định như vậy nữa, Khưu Thành đang định lúc nào rảnh sẽ thăng cấp cho mấy cái thùng chứa chuột đồng thành lồng sắt, đến thời điểm đó, cậu sẽ cân nhắc thêm về vấn đề dời địa điểm đi nơi khác. Trừ lúc đến chợ đêm bày quán cùng khi ở nhà chăm sóc hoa màu, Khưu Thành đều dành phần lớn thời gian còn lại để nghiên cứu quyển mộc tu bút ký mỗi ngày sớm tối cậu đều phải đã tọa, dựa theo những gì Mộc Tu bút ký đã viết, tu đạo không có bất kỳ biện pháp tốc hành nào, chỉ có thể ngày qua ngày tích lũy, cuối cùng có thể đắc đạo hay không, chỉ có thể xem cơ duyên của mỗi người. Tới rạng sáng, A Thường thật vất vả mới bắt được mấy con chuột đồng về đến nhà. Gần đây, ruộng đồng chung quanh ngoại ô cùng khu vực sườn núi, nơi nơi đều bị con người đào bới lồi lõm gập ghềnh, ổ chim trên cây cũng bị con người phá hủy không ít. Rất nhiều chuột đồng cùng chim chóc đều phải chuyển nhà, khiến cho thời gian buổi tối mỗi ngày khi hắn ra ngoài cũng càng lúc càng dài hơn mà việc thu hoạch lại càng ngày càng ít a thường mở cái lồng nơi phòng khách ra đem mấy con chuột lớn nhỏ bỏ vào trong sau đó lại chụp lấy mấy khúc cùi ngô mới toanh ở bên cạnh ném vào mấy cây bắp trên ban công nhà bọn họ rốt cuộc đều đã chín hết thân bắp đều bị hắn cùng khưu thành xem như mía gặm sau khi gặm đã bọn họ lại đem chúng cắt thành mảnh vụn cùng mấy phần lá ngô vỏ ngô lên men thành phân cùi bắp thì quẳng vào cho mấy con chuột mài răng A thường đi vào phòng, nhìn Khưu Thành đang ngồi ở trên giường, hai chân khoanh lại, hai tay đặt ở trên đầu gối, cả người giống như một tảng đá, không chút nhúc nhích. Đồng tử của A thường bỗng nhiên co rụt, đứng ở trước cửa một hồi lâu, lúc sau mới lặng yên không một tiếng động chậm rãi tới gần, duỗi cổ để sát vào chóp mũi Khưu Thành, thẳng đến khi hắn cảm nhận được hơi thở sâu ấm áp từ chóp mũi của đối phương, thân thể buộc chặt của hắn mới từng chút từng chút trầm tĩnh lại. A thường còn nhớ rõ tình cảnh lão Miu rời đi vào thật lâu trước kia, khi hắn tìm thấy nó, lão Miu cũng không nhúc nhích giống vậy. Cùng Khưu Thành sống chung một chỗ mấy ngày nay, hắn cảm thấy rất vui vẻ, hắn vẫn tưởng mình đã có được một người bầu bạn, nên cứ luôn cao hứng ý lại. Nhưng vừa nhìn thấy Khưu Thành ngồi yên không nhúc nhích lúc ban nãy, hắn thật sự rất sợ hãi. Cảm giác khi nhìn thấy thứ tưởng đã mất nay lại có được, khiến cho A Thường vui sướng đến nhìn không được dựa vào chóp mũi Khưu Thành cò cò suốt. Sau đó, hắn lại duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm cầm cùng đôi môi của đối phương, đôi môi của cậu vô cùng mềm nhuyễn, làm cho A thường nhìn không được liếm một chút lại thêm một chút, cảm thụ sự mềm mại của nó, từng trận hô hấp ấm áp thở ra từ chóp mũi của hắn, rất nhanh, thân thể của hắn liền trở nên khô nóng bất an, khưu thành hơi hơi mở hai mắt, cậu chỉ là nhập định, còn chưa biến thành người chết đâu, động tĩnh lớn như vậy, cậu hiển nhiên không có khả năng hoàn toàn không cảm giác được. A thường đang nheo mắt say mê nhắm nháp đôi môi cậu, hương vị nơi này tốt như vậy, khiến hắn nhìn không được muốn cậy hai phiến cánh môi của đối phương ra, nếm thử tư vị bên trong. Đột nhiên, lúc mí mắt của hắn vừa nhất, liền chống lại ánh mắt của Khưu Thành. Khưu Thành lúc này còn có điểm không kịp phản ứng lại, ô. A à, thường đầu tiên là giật mình, sau đó phản ứng của hắn lại giống như một động vật nhỏ bị chấn kinh, phát ra một tiếng tru thấp đầy thê thảm, bay nhanh lẹn đến cửa sổ, thoát vài cái liền tiến vào trong màn đêm bên ngoài, biến mất vô tung vô ảnh. Khưu Thành tiến đến bên cửa sổ dò xét, không thấy được thân ảnh của A Thường, mặt đường dưới lầu được đèn đường chiếu rọi trông có vẻ trắng nhạt một màu, vừa không có thi thể cũng không có máu tươi. Cậu có chút mờ mịt gãi đầu, thầm nghĩ may mà không ngã xuống dưới, vừa nãy khi nhìn thấy bộ dạng hoảng đến không lựa đường của đối phương, thật sự quá nguy hiểm. Khưu Thành sống đến từng tuổi này, bạn bè không có mấy người, chuyện tình cảm cũng chưa một lần nói qua, cha mất, mẹ tái giá. Hai sự kiện này đã khiến cho thời niên thiếu của cậu trở nên vừa mẫn cảm vừa trầm mặc. Cậu cùng bạn học cũng chỉ duy trì mối quan hệ không lạnh không nóng, sau khi lên đại học, cậu lại bận rộn việc làm thêm, hoạt động lớp cũng chưa tham gia qua vài lần. Cậu dù thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình có một ngày sẽ vì một người đàn ông cảm thấy phiền não. Khưu Thành nhẹ nhàng lấy ngón tay chạm vào đôi môi, hơi hơi rủ mí mắt xuống. A à thường ở bên ngoài lắc lư một vòng lớn, cả đóng cứ điểm lúc trước, hắn một cái cũng không ghé qua trời đêm đầu xuân vẫn rất lạnh lẽo, hắn bình thường luôn kháng lạnh, lúc này không hiểu vì sao lại cảm giác có điểm lành lạnh, nhớ tới cái giường mềm mại ấm áp ở nhà của Khưu Thành, hắn thật sự rất muốn trở về, vừa nghĩ đến Khưu Thành, A à thường liền cảm giác thập phần xấu hổ. Khưu Thành đối xử với hắn tốt như vậy, hắn vừa nãy thế nhưng còn nghĩ muốn ăn luôn cậu. Một bạn đời tốt như vậy, hắn làm sao nỡ ăn được? Hắn nhiều nhất chỉ ngửi một chút, liếm một cái cho đã nghiền mà thôi khưu thành giống như đã phát hiện được điều đó cậu ấy khẳng định sẽ rất chán ghét mình thời gian đã kề cận bình minh khưu thành nằm ở trên giường như đã ngủ cửa sổ bên kia lại có một bóng đen ló đầu ra nhìn ngó giáo giác một hồi lâu sau khi hắn rốt cuộc đã xác định không có nguy hiểm gì thì mới nhẹ nhàng lại kích động tiến vào trong phòng rón ra rón rén bò đến trên giường cùng tròn thành một cục kế bên khưu thành nằm trong chốc lát hắn lại giật giật duỗi cổ đến gần cổ khưu thành hít ngửi sau đó lại duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi ngủ và giờ sau khưu thành vẫn sinh hoạt giống như bình thường sáng sớm liền rời khỏi giường mà sau khi rời giường chuyện thứ nhất cậu làm chính là đi đến bờ sông lấy nước lúc trước chỉ có một ban công hoa màu thôi mà mỗi ngày cậu đã phải tưới tròn hai thùng nước có đôi khi còn nhiều hơn thế nữa hiện tại có đến hai ban công lớn cùng một ban công nhỏ hơn nữa cái ban công lớn trong phòng một nghìn năm trăm linh một còn có diện tích rất lớn Khưu Thành ít nhất phải gánh đến bốn gánh nước mới đủ dùng. A à, thường mỗi đêm phải đi bắt chuột, nên buổi sáng hắn bình thường đều ngủ đến rất trễ mới chịu dậy. Cho nên việc lấy nước vào buổi sáng, đều do Khưu Thành một mình làm hết, mấy ngày trước còn được, một ngày chỉ cần gánh một gánh nước, còn có cả thang máy phụ trợ. Đến hôm nay, khi cậu gánh thùng không đi đến cửa thang máy, mới phát hiện thang máy của chung cư bọn họ đã ngừng hoạt động, xem ra số điện dùng cho tháng này đã xài hết rồi. Dựa theo tốc độ hiện tại, phóng chừng đợi đến khi được dùng nước máy còn phải chờ hơn nửa tháng, mà nghe nói đến lúc đó chỉ là mới sửa xong đường ống dẫn nước còn chưa có cung cấp nước sạch, bọn họ còn phải xác nhận ống dẫn nước thải có thể hoạt động bình thường được chưa, lúc đó khu vực này mới có thể sử dụng nước máy. Khưu Thành gánh hai thùng không, chỉ chớp mắt liền tới dưới lầu, lúc này còn sớm, người ở vùng này trên cơ bản còn chưa rời giường, vào thời điểm thức ăn thiếu thốn, mọi người đều tận lực ngủ nhiều hoạt động ít dốc hết khả năng tiết kiệm thể lực tối hôm qua cậu rốt cuộc đã nhập định nhưng chỉ được vài giờ khưu thành hiện tại đã biết được chỗ tốt của việc ngồi thiền cậu tối hôm qua trừ đã tọa thời gian ngủ chân chính còn chưa đến ba giờ nếu so với lúc trước cậu chắc hẳn đã sớm choáng váng đầu buồn nôn toàn thân khó chịu làm sao còn có thể giống hiện tại tinh lực dư thừa được thậm chí trạng thái còn tốt đến mức giống như cậu đã lập tức về đến thời học sinh trước kia sự tiến bộ trong việc tu hành đã khiến khưu thành cảm thấy thật cao hứng đối với chuyện a thường cậu hiện tại cũng đã nghĩ thông suốt a thường có thể bắt chuột đồng có thể giúp đỡ cậu trong thời gian ngắn nhất tận khả năng tích góp vật tư cũng trong thời gian mấy tháng mua được thêm không ít tài sản cố định mà cậu lại có thể mang theo a thường làm cho hắn chậm rãi dung nhập vào xã hội này về sau nếu có năng lực nói không chừng cậu còn có thể tạo cho hắn một thân phận để không bị người khác hoài nghi không khiến cho kẻ khác chú ý đến trở thành một người bình thường không có gì đặc biệt, quan hệ của bọn họ hiện tại còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, sống cùng nhau cũng thực hòa hợp, đây mới là điều trọng yếu nhất, còn chuyện khác, cứ để cho nó thuận theo tự nhiên là được. Khưu Thành qua lại gánh bốn chuyến nước, mệt đến nổi ra đầy một thân mồ hôi, khi gánh một chuyến nước cuối cùng trở về, cậu đầu tiên là đổ một ít nước ra chậu để tắm rửa lau mình, sau khi xong thì đem nước tắm đổ vào một chiếc thùng riêng biệt. Rồi từ trên giá gỗ ban công cầm vào một lọ dịch tiểu có thời gian gần nhất, đổ vào thùng trộn đều, tưới từng gáo từng gáo lên hoa màu trên ban công. Hai ngày trước sau khi thu hoạch bắp xong, nơi ban công lại thừa hơn 10 giỏ gỗ. Phần lớn mấy giỏ gỗ này đều bị Khưu Thành dùng để trồng khoai tây, số còn lại cậu chừa ra ba giỏ dùng để trồng bí đỏ, một giỏ khổ qua, một giỏ mướp, một giỏ cải trắng. Bí đỏ, khổ qua, cùng dây mướp, mỗi loại cậu đều chỉ trồng một giỏ, còn cải trắng thì một giỏ trồng đến bốn củ. Tưới nước cho rau quả trên ban công nhà mình xong, Khưu Thành lại đi tới phòng 1501, nghe nói khoai tây nếu không trải qua việc ủ mầm mà trực tiếp dùng để gieo trồng sẽ ảnh hưởng tới thu hoạch, nhưng bọn Khưu Thành hiện giờ cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem số khoai tây mà bọn họ thu hoạch tại nhà đợt trước trồng tiếp. Bất quá nhìn cành lá đâm chồi cũng không tệ lắm, điều này đại khái có liên quan rất lớn đến tụ linh trận, hy vọng số khoai tây dưới mặt đất cũng phát triển như vậy thì tốt biết mấy. Nhóm khoai tây đầu tiên thu hoạch được, Khưu Thành ngoại trừ chừa lại ăn vài lần, cũng không có cầm ra bán, lúc này sau khi gieo trồng, số khoai tây còn dư lại rất ít, số khoai tây còn lại khưu thành tính sẽ lưu trữ trong khoảng mấy tháng, chờ ủ mầm xong thì sẽ dùng để làm giống gieo trồng, làm xong mọi chuyện, khưu thành lại bắt đầu đã tọa. Dựa theo chỉ dẫn trong một tu bút ký, việc sinh trưởng của cây cối cần hao phí một lượng linh khí nhất định, thế nhưng bản thân chúng cũng tạo ra linh khí. Gieo trồng cây cỏ trong tụ linh trận, sẽ càng làm cho linh khí trong trận thêm sung túc, nếu có thể trồng được một cây có bản chất linh thụ thượng thừa, thì bản thân nó không những sẽ chế tạo ra lượng linh khí cung ứng cho người tu đạo, mà đợi đến khi linh khí trong trận đã nồng đậm đến mức nhất định, nó còn có khả năng thâm nhập ra bên ngoài tụ linh trận, dung nhập vào linh khí thiên địa. Linh thụ là thứ gì, Khưu Thành tạm thời không thể nghĩ ra, mà việc làm sao trồng ra được linh thụ có tư chất thượng thừa, cậu hiện tại không có lấy chút đầu mối, càng không biết phải đem nó trồng ở nơi nào, cho nên trước mắt, việc thành thành thật thật đã tọa mới chính là điều đúng đắn nhất cần làm thời điểm a thường rời giường khưu thành đã làm xong điểm tâm cho ngày hôm nay có lẽ gọi là cơm trưa thì càng thích hợp hơn món ăn gồm có canh cà chua bánh ngô hấp nhuyễn còn có một ít thịt chuột khô được chặt thành từng miếng rưới lên gia vị rồi đem hấp trong vô cùng ngon miệng tới lúc ăn cơm a thường cẩn thận quan sát biểu tình của khưu thành phát hiện cậu so với bình thường cũng không có gì khác biệt chẳng lẽ cậu ấy đã quên chuyện tối hôm qua ăn nhiều một chút. Khưu Thành nói, ân. Cậu ấy quả nhiên đã quên mất. A thường cao hứng nhất miệng nở nụ cười, cắn từng ngụm từng ngụm bánh ngô, trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, về sau nhất định phải càng cẩn thận hơn mới được. Buổi chiều, Khưu Thành vẫn bận rộn làm giỏ gỗ như trước, trên lầu còn có ba phòng ở sẽ phải hoàn thành giao dịch trong một tháng kế tiếp, cậu muốn sớm chuẩn bị, đỡ phải đến lúc đó tay chân luống cuống, đến chạng vạn hai người vẫn như thường đi ra ngoài bày sạp. Trong khoảng thời gian gần đây, số lượng chuột đồng A thường bắt được không được nhiều lắm, thế nhưng bọn họ lúc trước đã bắt về một ít chuột con, hiện giờ dáng dấp của bọn chúng đã lớn lên không ít. Số chuột đồng này được nhốt trong lòng nuôi dưỡng, mỗi ngày chỉ việc ăn việc uống không cần vận động, từng con đều phát tướng thập phần to mập, mà chuột đồng to béo lại càng được khách hàng hoan nghênh hơn. Khưu thành bọn họ vừa đến nơi, liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi khoảng 30 chờ sẵn ở đó, người nọ là khách quen của bọn họ là một bác sĩ, sau khi virus ít bùng nổ hắn ta đã kết hôn ở căn cứ lâm thời, sinh ra hai đứa con một trai một gái, hiện tại cứ đến chạng vạn mỗi ngày, hắn đều phải chạy tới nơi này tìm khưu thành mua một quả cà chua, lúc trở về thì cắt cho hai anh em mỗi đứa một nửa, xem như cho bọn nhỏ bổ sung vitamin, nhanh lên nhanh lên, mấy đứa nhỏ ở nhà đều đói bụng lắm rồi. Người này vừa thấy hai người khưu thành đến, liền liên tục thúc giục, vợ của hắn là một kỹ sư, Nghề nghiệp này lúc trước cũng tương đối dễ sống, nhưng hiện tại ngay cả đồ ăn cho hai đứa nhỏ đều kiếm không được. Lúc này ba mẹ con chắc đang chờ hắn trở về ăn cơm, hơn nữa có được khẩu phần lương thực của hắn, hai vợ chồng chỉ cần tiết kiệm một chút, miễn cưỡng vẫn đủ ăn, tự anh chọn đi. Khưu Thành dưới sự trợ giúp của A Thường, hai ba cái liền bày xong sạp hàng, cậu có mang theo ớt tươi không? Người này lưu loát từ trong một đống cà chua lựa ra trái lớn nhất, đưa cho Khưu Thành nửa cái bánh ngô lại hỏi có khưu thành lấy hai quả ớt tươi từ trong túi áo đưa cho hắn ai da hiện tại cũng chỉ có chỗ của cậu mới lấy được thứ này những nơi khác đều toàn ớt khô vì khách hàng vui sướng tiếp nhận hai quả ớt tươi không dễ gì mới nhờ được người từ phương nam vận chuyển vài quả ớt tươi tới đây thời tiết không đủ ấm nhưng bộ dạng của chúng nhìn cũng khá tốt khưu thành thuận miệng nói dối gần đây thời tiết rất tốt nói không chừng qua vài hôm nữa liền nóng lên thôi đối phương cười cười đem cà chua cùng ớt bỏ vào trong bao, rồi vội vàng rời đi. Khưu Thành đem nửa cái bánh người nọ đưa bỏ vào túi vải, gần nhất trong chợ đêm cũng xuất hiện không ít loại bánh ngô bị cắt qua như vậy, có cái thì bị cắt thành hai nửa, cũng có cái được cắt thành bốn khối. Có đôi khi khách hàng cầm một cái bánh ngô tới chỗ cậu mua cà chua, Khưu Thành còn phải thối lại bánh cho người ta. Nếu lấy nửa cái bánh ngô không đủ lớn, khách hàng lại có ý kiến này nọ, cuối cùng cậu còn phải bù thêm cho người ta hai cộng hành hay vài cộng rau hẹ mới được bởi vì khưu thành rất dễ nói chuyện dù cho có phải bù thêm đồ cũng rất sảng khoái cho nên khách hàng đã từng mua qua bình thường đều sẽ quay lại việc mua bán cũng tương đối an ổn khưu thành nhìn thời gian lúc này vẫn còn sớm cũng không có mấy khách hàng đến mua đồ liền để cho a thường trong xe còn cậu thì mang theo bánh ngô tính toán đi đến sạp hàng bên cạnh mua bếp cái bếp mà cậu tự chế lúc trước thật sự là dùng chẳng tốt mà 5 quát trên giờ điện mỗi tháng kia cũng không đủ để cho bọn họ nấu cơm nấu canh. Trong số đống đồ A thường cất chứa thật ra cũng có bếp lò, đáng tiếc đều phải dùng than tổ ong để đốt, dùng củi bình thường thì không được. Đồng hương, bếp lò này bán thế nào? Khưu Thành rất vừa ý một cái bếp lò cao ước chừng 670 mươi cm, bên ngoài là một thùng sắt, bên trong dùng bùn để trát lên, phía dưới có mở ra một miệng lò, bên trong đó lại dùng một giá sắt phân trên dưới thành hai tầng mặt trên có thể đặt củi dùng để đốt lửa, phía dưới thì để hứng cho bụi và thông gió. Khưu Thành đợi trong chốc lát, nhưng chẳng thấy chủ quán trả lời, cậu nhìn không được đi đến chỗ chiếc chăn bông vụn nát bị cuốn thành một đoàn nơi góc tường, vừa nhìn xuống dưới, cậu liền lắp bắp kinh hãi. Khưu Thành Từ trong đống vải bông rách nát có một người đứng dậy, vừa ống vừa cao, chiều cao kia ước chừng một M9, nhưng lại gầy giống như cây trúc. Mà vừa nghe thấy thanh âm của đối phương, Khưu Thành lập tức nhận ra, người nọ chính là bạn học thời đại học của cậu tên là vương thành lương trụ ở cách vách phòng ngủ vương thành lương tại sao lại là cậu khưu thành vẫn cho rằng chủ quán bên này là một ông lão cha tớ hai ngày này không được khỏe cho nên đã trở về tớ thay ông ấy đến đây nhìn sạp hàng vương thành lương cười nói à khưu thành gật gật đầu vốn đang định hỏi hắn vì sao không đến sạp của cậu chào hỏi ngẫm lại cậu liền nhìn xuống Việc buôn bán bên sạp hàng của cậu không vắng lạnh như bên sạp của Vương Thành Lương, dĩ nhiên có không ít khách cùng cậu có kè mặt cả, hai sạp lại cách nhau không xa, hắn khẳng định đã sớm nhận ra thanh âm của cậu, nếu không qua đây tìm cậu, đại khái chắc hắn đã có suy nghĩ riêng của mình, tôi muốn mua bếp lò của cậu. Khưu Thành cười cười, dứt khoát cũng không nói đến chuyện khác, cái đằng trước cậu là nửa cái bánh ngô. Vương Thành Lương nói, có ít quá không vậy? bên ngoài của nó là cả một thùng sắt đấy khưu thành hỏi đầu năm nay thùng sắt cũng không đáng giá vài đồng tiền lại nói anh rể của tớ còn mở trạm thu mua phế phẩm trong nhà vẫn còn một đống vương thành lương nói xong liền đem cái bếp lò khưu thành vừa ý dời ra lại hỏi cậu tớ chuyển qua giúp cậu nha được cậu chuyển qua dùng tôi đi tôi mời cậu ăn cà chua khưu thành cũng không nhúng nhường cảm tạ người anh em trên mặt Vương Thành Lương lúc này mới hiện ra vài phần tươi cười thực lòng, ngược lại cũng không hoàn toàn là vì trái cà chua kia. Khưu Thành nếu xa cách khách khí với hắn, thì dù đối phương cho không hắn một quả cà chua hắn cũng không thấy vui vẻ. Trời, cảm ơn cái gì? Nhà tôi ở tận tầng 14, hôm nay thang máy lại ngừng hoạt động, lát nữa khiên trở về mệt chết luôn ấy, lúc này tôi cũng phải tiết kiệm chút thể lực mới được. Vậy cũng phải khiên về, mà cái bếp lò này cũng không nhẹ. Vương Thành Lương nói kéo bếp lò đến trước người mình, dưới chân nhõm lên một chút, liền đem cái bếp lò nghiêng qua một bên. Phần dưới bếp lò chỉ có một đoạn ngắn còn kề sát mặt đất, những chỗ khác đều lơ lửng, cứ như vậy nghẹt sang một bên, hai tay hắn dùng chút sức liền đem bếp lò lăn đến quán của Khưu Thành, cậu lát nữa lúc chuyển cái bếp về, ở trên đất bằng cũng chỉ nên đẩy như vậy thôi, trăm ngàn lần đừng đặt ngang nó rồi lăn đi, phần bùn đắp bên trong cũng không hoàn toàn rắn chắc đâu. Đem bếp lò đẩy tới trước quán của bọn họ, Vương Thành Lương giao hàng xong lại dặn dò: "Tôi biết rồi, nè, cậu cầm lấy cà chua đi." Khưu Thành nói rồi liền đưa cho hắn nửa cái bánh ngô cùng một quả cà chua, "Cảm ơn, vậy tớ về bên sạp hàng trước." Vương Thành Lương tiếp nhận đồ xong liền nói muốn đi, từ Khưu Thành cũng không nán lại lâu, "Tên đó là ai?" Vương Thành Lương vừa đi, A Thường liền hỏi, hắn vốn rất thính tai, cho dù thanh âm nói chuyện của Khưu Thành cùng Vương Thành Lương lúc ở bên kia không quá lớn hắn vẫn có thể nghe được một cách rõ ràng người này biết tên của khưu thành khưu thành cũng biết tên của hắn bạn học nhìn vương thành lương khưu thành tự nhiên lại nhớ đến khoảng thời gian học đại học giàu dạc thanh xuân của mình tươi cười trên mặt cũng sáng lạng thêm vài phần bạn học chân mày của a thường nhăn lại thật chặt ông chủ đem chuột đồng hôm nay lấy ra cho tôi nhìn xem lúc này lại có một khách hàng đi đến sạp hàng thời gian hiện giờ đã qua 6 giờ rưỡi rất nhiều cư dân đều đi ra ngoài dạo chợ đêm, việc buôn bán cũng dần dần tốt lên, thêm vào những người này đều đặc biệt thích mặt cả, chém cho khưu thành choáng ván đầu óc, nên cậu cũng không có chú ý tới chút khác thường của A Thường trong buổi tối hôm nay. Bạn học Bạn học là cái gì? Vấn đề này khiến A Thường suy nghĩ đến nát óc vẫn không nghĩ ra được, lúc khưu thành nhìn thấy hắn, giống như rất vui vẻ, còn tặng cho tên đó một quả cà chua. Từ khi hắn cùng Khưu Thành bày sạp tại chợ đêm tới nay, loại sự tình này còn chưa từng xảy ra đâu a thường tự cảm thấy địa vị của mình đang bị uy hiếp còn cho rằng tên bạn học kia nhất định là một sự tồn tại cực kỳ nguy hiểm hắn liếm liếm móng vuốt trong lòng đã đem tên gia hỏa ở sạp hàng bên cạnh liệt vào nhóm kình địch hàng đầu bên cạnh khưu thành chỉ cần có mình hắn là đủ có thứ gì tốt cũng chỉ có thể cho hắn ăn đúng vậy cần phải đem tên này thủ tiêu sạch sẽ mười giờ tối hôm nay khưu thành cùng a thường mới dẹp hàng về nhà sau khi thu dọn rồi rửa mặt mày xong, Khưu Thành bắt đầu đã tọa, A Thường thì đi ra ngoài bắt chuột, chờ hắn bắt được chuột đồng trở về, thời gian đã là rạng sáng 3 giờ. Thời gian nhập định của Khưu Thành đêm nay không dài, lúc này người cũng đã ngủ say. A Thường ngồi xổm ở đầu giường nhìn cậu trong chốc lát, sau đó liền vô thanh vô tức chui ra ngoài từ cửa sổ khép hờ. A Thường một đường lén lút chạy thẳng về hướng chợ đêm. Hiện giờ, thành phố Tân Nam đã chìm vào sự im lặng trên các góc phố ngay cả một bóng người đều nhìn không thấy thế nhưng a thường vẫn không chịu để bản thân bại lộ dưới ngọn đèn đường trừ những lúc ở cùng khưu thành hắn đều đã quen ẩn giấu mình đi khi hắn đến chợ đêm liền phát hiện sạp hàng bán bếp lò kia quả nhiên vẫn còn cái tên bạn học gì đó của khưu thành cũng có mặt đối phương không hề nhúc nhích cuộn mình thành một cục bự trong đống vải bông rách nát a thường còn tưởng rằng hắn đã ngủ mất đang nghĩ tới có nên đi qua cùng hắn ta đánh một trận thì đột nhiên nghe được một chuỗi tiếng vang ọt 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 trong đêm sau đó cái tên gọi là vương thành lương kia liền xoay người a thường theo bản năng co rụt vào chỗ tối một hồi lâu cũng không nhúc nhích ọt 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 cái bụng của vương thành lương kêu một tiếng so với một tiếng càng thêm vang vọng a thường trốn ở chỗ tối cũng nhíu mày thật sâu hắn thật sự không có đoán được tình huống như vậy sẽ xảy ra hiện tại nên làm cái gì bây giờ đánh bại một đối thủ với cái bụng đói kêu vang lão miêu cũng chưa bao giờ làm chuyện thế này nó chỉ khinh miệt liếc đối phương một cái, sau đó sẽ nghênh ngang đi qua trước mặt nó. A à, thường đi từ nhà tới đây cũng mất chút thời gian, hiện tại sau một phen rối rắm, rất nhanh đã gần đến trạng sáng 4 giờ. Hắn cảm giác có hơi mệt nhọc, vô thanh vô tức ngáp một cái, trong lòng liền bắt đầu cân nhắc, có nên đi về trước ngủ một giấc, tỉnh ngủ rồi mới hảo hảo nghĩ biện pháp không. Đúng lúc này, từ phía đường cái đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân. Đang vừa tính toán rời đi, A à, thường đành phải dừng lại thêm chốc lát, không qua bao lâu, Vương Thành Lương cũng nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngồi dậy hướng về phía thanh âm truyền đến quan sát, sau đó rất nhanh hắn liền thấy rõ thân ảnh của người đi tới, là một ông lão lưng gù hơn 60 tuổi. "Cha, sao hôm nay sớm như vậy đã ra đây?" Vương Thành Lương lên tiếng hỏi, vừa vặn đi ngang qua nơi này, hôm nay liền tới sớm chút. Ông Vương trong lòng thật chất là lo lắng cho con của mình bị đói, nhưng ngoài miệng lại không nói như vậy cha muốn đi chỗ nào? Vương Thành Lương hỏi ông, cha định đi qua chỗ thủy vĩ bên kia xem thử, nghe nói bên kia cỏ linh lăng nhiều lắm. Ông, Vương vừa nói, lại đem bình dưỡng nhiệt trong lòng lấy ra, con mau thừa dịp còn nóng ăn đi, mẹ con vừa nấu cho con đấy, hay là cha vẫn đừng đi qua bên đó thì tốt hơn, hiện tại người ở bất kỳ thôn làng nào đều không thích người lạ bên ngoài tới chỗ bọn họ đào rau dài đâu. Vương Thành Lương tiếp nhận bình giữ ấm, mở nắp uống một ngụm, còn nói thêm, hai hôm nay ở chợ đêm con nghe nói có người còn vì chuyện này mà bị đánh nữa cha thừa dịp trời vừa sáng qua đó hái một chút trong chốc lát liền trở lại ngay một ông lão từng này tuổi như cha bọn họ còn ra tay được sao ông vương bất vi sở động vậy cha cũng đừng lấy nhiều hái một ít rồi trở lại thôi vương thành lương biết chính mình không lay động được cha cha đã tự cân nhắc trong lòng ông vương đáp tối hôm qua con có bán một cái bếp lò vương thành lương đưa cho cha hắn nửa cái bánh ngô chút bánh ngô này thì thấm tháp vào đâu con ăn đi bột ngô phía trên phân phát trong nhà mình còn có một ít ông vương cũng không đưa tay ra nhận canh này còn bỏ thêm bột ngô nữa mà cha nhà chúng ta còn có mấy đứa nhỏ không ăn lương thực sợ tụi nhỏ chịu không nổi vương thành lương lại uống một ngụm canh nóng đem nửa cái bánh ngô trực tiếp nhét vào trong tay cha mình hắn là con út trong nhà cha mẹ trước giờ đều thương yêu hắn trên hắn còn có hai người anh và một người chị đều đã có đứa nhỏ anh cả có mở một trạm thu mua phế phẩm có hai đứa con trai anh hai là một thợ đá chuyên làm sư tử đá cho người ta việc buôn bán cũng rất được có một trai một gái chị ba thì đã ly hôn một mình nuôi con gái bất quá chị ấy cũng không chịu thua kém ai lúc virus ít bùng nổ chị ấy đã thi đậu nhân viên chính phủ hiện giờ còn có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ anh chị hắn ngày trước tuy rằng không thể nói là sống khá giả nhưng đều có thể tự lực cánh sinh. Vương Thành Lương là con út được cha mẹ thương yêu nhất, nhưng cũng chính là đứa không có bản lãnh nhất. Thi đại học không đậu, cha mẹ lại phải lấy tiền vốn dành dụng mua quan tài để đổi một danh ngạch cho hắn. Sau khi tốt nghiệp hắn lại tìm không được công việc thích hợp, hai cụ phải đi nhờ cậy ông này bà nọ giúp hắn có được một chức vụ trong cảnh sát giao thông. Kết quả virus ít vừa bùng nổ, cái chức danh cảnh sát này của hắn cũng lập tức trời cương vị. Đợi đến khi ông Vương rốt cuộc trời đi, Vương Thành Lương ăn chút thức ăn nóng, rồi lăn ra ngủ say sưa. A Thường lúc này mới từ nơi mình vừa ẩn thân, lén lúc chạy về tiểu khu gia viên. Trên đường trở về, hắn không biết tại làm sao mà cứ luôn cảm thấy trống trải trong lòng, cảm xúc cũng có chút suy sụp. Khi về đến nhà, A Thường lại không buồn ngủ. Ở trên giường nằm trong chốc lát, nghe được chỗ ban công nhà bọn họ truyền đến tiếng vỗ cánh của chim chóc, hắn duỗi cổ vểnh tai lên nghe ngóng, sau đó liền lặng yên không một tiếng động xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ khưu thành bị một trận tiếng chim hót líu ríu đánh thức vừa mở mắt liền nhìn thấy a thường đang cầm một con chim sẻ ngồi xổm trên đầu giường của cậu thấy người đã tỉnh hắn liền đem con chim sẻ đang kêu loạn xa đưa cho cậu là anh bắt hả khưu thành quay đầu ngưỡng mặt nhìn về phía a thường cậu không hề nghĩ người này không chỉ có thể bắt được chuột mà ngay cả chim sẻ cũng tóm được nốt ừ a thường gật gật đầu thật lợi hại Khưu Thành tươi cười tiếp nhận con chim sẻ, đây chính là tay không tóm chia sẻ đó nha, người bình thường nào có thể làm được? Hì hì. A Thường nhất miệng nở nụ cười, chút mất mát lúc trước cũng thành hư không. Bạn học thì thế nào? Một tên gia hỏa ngay cả bụng mình đều lấp không đầy, Khưu Thành không có khả năng sẽ thích hắn đâu. Vừa nãy khi A Thường nghe được động tĩnh từ phòng đi ra ngoài, liền nhìn thấy mấy con chim sẻ đang lén lút ăn vụng bắp nhà họ. Vài hôm trước, mấy quả bắp được thu hoạch trên ban công đều đã bị khưu thành xuyên thành chuỗi treo trên cửa sổ bên ngoài ban công phơi khô mấy con chim sẻ này cũng đến đây vì chúng a thường lúc trước đã học được cách bắt chim sẻ từ lão miêu thời điểm lão gia hỏa kia đi săn luôn luôn thích độc lai like độc vãng còn thể loại đặc biệt phiền phức như thằng con ghẻ a thường này tùy thời đều có thể phá hư chuyện tốt của nó bất quá ai bảo nó không thể xuống nước bắt được tôm cá chứ còn nếu như không thỏa mãn tâm nguyện của a thường hắn cũng sẽ không toi công bắt cá tôm cho nó ăn nguyên văn tha du bình thằng con ghẻ một tiếng cũng không nói lúc khưu thành ở tại căn cứ lâm thời đồng ruộng chung quanh cũng thường thường sẽ bị cả một binh đoàn chim sẻ đến phá họa vì bảo hộ hoa màu bọn họ còn dùng lưới bắt chim sẻ tóm được lũ chim sẻ rồi bọn họ đương nhiên không có khả năng sẽ đem chúng nó phóng sinh mọi người đều sắp chết đói tới nơi ai còn quản chim sẻ có bị diệt tuyệt hay không khưu thành nửa điểm do dự đều không có sau khi rời giường ba hai cái liền xử lý sạch sẽ con chim sẻ loại bỏ lông đầu cùng chân của nó xong, cậu lại đem nội tạng trong bụng làm sạch, sau khi rửa sạch thì rắc thêm chút muối, ngắt hai lá gừng trên ban công bọc kín, lại trét một tầng bùn ở bên ngoài, trực tiếp để tại bên trong bếp lò đốt cùng củi lửa. Mặt trên cậu lại bắt lên cái nồi, nấu một nồi canh cà chua, chừng hai cái bánh ngô, chỉ chốc lát sau, canh cà chua đã chín, bánh ngô cũng mềm xốp, chim sẻ cuộn bùn nướng trui cũng được khưu thành kéo ra từ trong bếp lò, đựng ở trong chậu tráng men lớp bùn bên ngoài vừa vỡ ra, mùi thơm bên trong nhất thời lan tỏa khắp phòng một cách nhẹ nhàng. Hương vị lá gừng hòa trộn với mùi thịt nồng đậm, đã làm cho A Thường thèm thuồng đến hút nước miếng liên tục. Khưu Thành tự xé một cái chân của chim sẻ, còn lại đều nhường cho A Thường, chim sẻ là do hắn bắt, hiển nhiên là phải để cho hắn ăn phần chính rồi. Nói là phần chính, kỳ thật một con chim sẻ cũng không có được bao nhiêu thịt, chỉ vừa đủ cho A Thường thỏa mãn chút thèm ăn, còn muốn ăn cho đỡ nghiền, kia còn xa lắm mới đủ ăn no bụng rồi ngủ một giấc a thường lại muốn đi ra ngoài bắt chim sẻ địa hình của vùng phụ cận xung quanh hắn đều rất quen thuộc hắn biết rõ nơi nào có thể bắt được chim chóc lúc trước hắn bình thường chỉ đào mấy quả trứng ăn cũng không biết thịt chim lại ăn ngon đến vậy cho nên hắn vẫn chưa hề đánh chủ ý đến đám chim chóc kia trước khi ra khỏi cửa khưu thành đã đưa cho hắn một cái bánh ngô lại tìm cho hắn một cái sọt thêm một cây gậy nhỏ một cái dây thừng màu tối sau đó liền ở ngay trong phòng sắp xếp mấy thứ đạo cụ này một bên lại giảng giải vừa biểu diễn cho hắn thấy nguyên lý hoạt động cùng quá trình bắt chim bằng phương pháp đơn giản nhất phương pháp này là do khưu thành đọc được trong sách giáo trình lúc trước trong lớp cũng có bạn học đã thực hành qua nghe nói cũng không dễ dùng bất quá a à thường nhà bọn họ lại có thể tay không bắt chim cho hắn mấy thứ công cụ này hẳn là càng làm ít công to cuối cùng khưu thành lại đưa cho hắn vài cái túi vải để cho hắn bắt được chim sẻ liền vặn cổ rồi bỏ vào trong, không thì mấy con chim sẻ này cứ kêu líu riếu, hắn cũng đừng mong bắt được thêm con nào nữa. Bản thân Khưu Thành vừa không có kinh nghiệm bắt chim, cũng không có kỹ năng ẩn núp thần sầu giống như A Thường, dĩ nhiên sẽ không đi theo phá rối đối phương. Mà cậu cũng còn việc cần phải làm, số bắp được phơi nắng ngoài ban công vài hôm trước cũng đã khô rút không sai biệt lắm, cậu phải đem số hạt bắp này nghiền nát, còn có mấy cây hoa màu trong giỏ gỗ, cũng cần được nhổ có việc sâu bọ làm xong mấy việc này, cậu lại quét dọn hai cái lồng đựng chuột một lượt, còn phải kiểm tra ván gỗ chung quanh lồng đã bị cắn phá nghiêm trọng đến cỡ nào. Nếu lồng bị hỏng thì phải kịp thời sửa chữa lại, sau đó đem phân cùng cặn thức ăn thừa của mấy con chuột thu gom sạch, hòa chung với hai bình nước tiểu rồi bỏ thêm chút khuẩn em, đặt ở trong phòng trăm linh một lên men. Buổi chiều khoảng hơn 5 giờ, A thường trở lại nhà, thu hoạch cũng không tệ lắm, tổng cộng bắt được 6 con chim sẻ. Khưu Thành nấu một nồi nước, Trước tiên đem mấy con chim nhúng sơ qua nước sôi, vặt lông chặt đi đầu cùng chân, mổ bụng làm sạch nội tạng. Sau khi rửa sạch, cậu lại tìm chút hạt tiêu cùng ngũ vị hương nêm nếm. Mấy thứ này đều lấy từ trong đống kho tàng của A Thường ra, bởi vì số lượng không nhiều, nên Khưu Thành cũng không muốn đem ra ngoài bán. Dùng mấy loại hương liệu kia trộn cùng xì dầu và muối ăn chung một chỗ, nghĩ nghĩ, Khưu Thành lại đến chỗ bệ cửa sổ cầm vào vài trái ớt tươi vừa hái xuống hôm nay băm cùng đống gia vị rồi thoa hỗn hợp này lên số chim sẽ đã được làm sạch. Chờ đến lúc cậu làm xong việc này, sắc trời cũng đã không còn sớm, Khưu Thành liền đem mấy con chim sẽ đựng trong một chiếc hộp giữ tươi cỡ lớn trực tiếp mang đến chợ đêm. Trước khi ra khỏi cửa, cậu lại nhắc lấy vài lá gừng, mang theo một ít củi khô, cưỡi xe ba bánh ra khỏi tiêu khu gia viên, trước khi ra đến đường cái, có một đoạn đường hai bên đều là đồng ruộng. Khưu Thành định đi xuống ruộng lấy một chút bùn đất, đồng thời chở đến chợ đêm. Khi tới chợ đêm, khưu thành lại tìm vương thành lương mua bếp lò sau đó liền cùng với a thường dùng lá gừng gói mấy con chim sẻ này lại trước vừa dùng bùn đất ủ thêm một tầng ở ngoài đem bếp lò nổi lửa rồi trực tiếp nướng chim sẻ ngay tại chợ đêm khi bếp lò vừa được đốt lên lão phùng đổi bột ngô ở hàng kế bên cũng qua đây xem náo nhiệt lúc này chợ đêm vừa mới nhóm nơi nơi đều là các chủ quán đang bày sạp hàng của mình người đi dạo chợ đêm cũng chưa có nhiều tiểu khâu à mấy đứa đang làm gì vậy từ lần trước sau khi đàm thành cuộc mua bán kia, Lão Phùng thường thường sẽ qua đây cùng bọn Khưu Thành trao đổi, tăng thêm chút cảm tình, nướng chim sẻ. Khưu Thành một bên trả lời, một bên nhét củi vào trong bếp lò, bao nhiêu tiền một con? Lão Phùng lại hỏi, hai cái bánh ngô một con, chú có muốn mua không? Khưu Thành quay đầu hướng hắn cười cười, để chú xem một chút. Lão Phùng cũng cười tủm tỉm, hắn hướng Khưu Thành nâng nâng cầm, ý bảo cậu cứ làm việc của mình, cũng không nói mua hay không mua sau một hồi lại có khách hàng tới sạp mua cà chua hoặc chuột đồng nghe nói hai người khưu thành đang nướng chim sẻ tại đây cũng có vài người lưu lại xem đến cùng dù sao hiện giờ cũng đã tan tầm đại đa số mọi người đều không có việc gì để làm ở bên ngoài đa phần đều là để tiêu phí thời gian còn có thể giúp nhà mình tiết kiệm chút điện thế là bên cạnh sạp hàng vây quanh một vòng người đợi chim sẻ nướng xong khưu thành cũng không hỏi bọn họ có mua hay không đầu tiên liền giúp a thường gõ vỡ một con tầng bùn đất vừa nứt ra hương vị bên trong nhất thời liền lan tỏa bốn phía a thường vui vẻ há miệng cạp thịt con chim sẻ này so với con buổi sáng hôm nay còn thơm hơn chỉ là có hơi lạc một chút thấy a thường ăn thịt chung quanh liền có không ít người đồng loạt nuốt nước miếng mặc dù việc này có hơi mất mặt thế nhưng đầu năm nay mọi người đều ăn toàn một món quanh năm suốt tháng không phải bánh ngô thì chính là rau dại cũng không có mấy người có thể ăn được thịt huống chi là mùi vị của hạt tiêu hay hạt hồi thì lại càng xa cách đã lâu, lúc này bọn họ sao lại không khỏi thèm thuồng tiểu khâu, cháu lấy cho chú hai con. Lão Phùng vừa ngửi thấy mùi, liền quay trở về sạp hàng lấy bốn cái bánh ngô đến, người thương nhân lão luyện này vốn có tiếng là thương yêu con trai, lúc này vì còn có hai người cháu ở đây, hắn nguyên bản không có ý định mua, dù sao cũng là con trai của anh em nhà mình. Nếu ở ngay trước mặt hai đứa cháu để cho con trai ăn một mình như vậy thật sự là quá đáng. Nếu muốn mua thì phải phân cho hai đứa nó một phần, Lão Phùng thực sự có chút không cam lòng, thế nhưng xem tình cảnh này, hiện tại mà không mua thì lát nữa sẽ chẳng còn gì. Mà con của hắn đã thèm ăn muốn chết rồi, được thôi. Khưu Thành lưu loát lôi ra hai con chim sẽ nướng trui từ trong bếp lò, dùng vải rách bọc lại đưa cho hắn. Một con chim sẽ cũng không có bao nhiêu thịt, muốn đổi hai cái bánh ngô cũng quá đắt đi, một cái có bán không? Chim sẽ nướng này tuy thơm, nhưng tuyệt đại đa số mọi người vẫn không giảm bỏ ra hai cái bánh ngô hiện tại lương thực vô cùng trân quý cho nên lúc này thấy có người trả giá những người khác cũng đều không lên tiếng tính toán trước xem xem tình huống thế nào rồi lại nói chim sẽ rất khó bắt khưu thành lắc đầu không có ý định giảm giá tuy một con chim sẽ cũng chỉ có lượng thịt bằng nửa con chuột đồng nhưng cậu đã nướng chín còn bỏ thêm không ít gia vị vào đối với tính tình của khưu thành những khách hàng cũ hay đến sạp hàng trên cơ bản đều có chút hiểu rõ. Nếu kêu cậu bù thêm chút ít này nọ thì còn tạm tạm cho qua, nhưng muốn cậu ta giảm giá, thì cho dù có nói toạc khóe miệng cũng đều vô dụng, cay quá. Lúc này, lão Phùng bên kia đã bắt đầu ăn, hai con chim sẽ nướng, lão Phùng cùng con trai của mình ăn một con, hai đứa cháu thì ăn con còn lại, thế nào, mùi vị rất ngon phải không? Lão Phùng liếm đầu ngón tay, hỏi hai đứa cháu của mình, ăn ngon lắm ạ. À? hai anh em một lớn một nhỏ đem con chim sẻ nướng phân đôi hai người tự bưng lấy phần của mình tinh tế nhấm nháp từng chút một hai cháu sau này phải cùng bác hai hảo hảo làm việc bác hai sẽ không để cho hai đứa thua thiệt thức ăn cũng đã mua rồi lúc này hiển nhiên phải đến lúc thu mua nhân tâm dạ cảm ơn bác ạ à. ai nhà thật cay quá đi thật là thơm đã lâu lắm rồi chưa được ăn thứ thơm ngon như vậy ba cũng ăn đi con ăn đi ba ăn rồi một trận gió đêm thổi qua mang đến từng trận mùi thịt thơm lừng khưu thành bên này còn lại ba con chim sẻ nướng cũng chẳng đủ vào đâu cho được rất nhanh liền bán xong hết có vài người không tiếc gì muốn ăn cho bằng được nhưng lại cố tình không đến kịp lúc sau lại đây hỏi thì mới biết đã không còn còn tỏ vẻ tiếc nuối không thôi a à thường liếm liếm miệng nhìn bếp lò trống rỗng đầy mặt là vẻ chưa thỏa mãn bán quá nhanh đi còn chưa đợi kịp đến lúc hắn ăn con thứ hai thì đã bán hết rồi ngày mai nhất định phải bắt thêm mấy con chim sẻ về mới được xe sẽ chung quy không hề dễ bắt như vẫn tưởng, mà công cụ của bọn họ lại thập phần đơn sơ, cho nên dù A thường có tâm muốn bắt thật nhiều chim trở về, thì thu hoạch mỗi ngày luôn rất hữu hạn. Bình thường hắn sẽ bắt được khoảng 6-7 con, có đôi khi vận may không tốt, sẽ ít hơn một chút, còn khi vận khí tốt, nhiều nhất cũng không vượt qua 10 con. Nướng xe sẽ ở chợ đêm bán rất được, không quá vài ngày, không ít người tại thành phố Tân Nam đều biết trong chợ đêm có một nhà chuyên bán chim sẻ nướng, hương vị khá ngon, có mấy người đã ăn trước đó, mỗi ngày vừa đến giờ sẽ ngay lập tức vọt đến chỗ Khưu Thành bán hàng đứng chờ. Một lò xe sẽ nướng vừa ra tới, liền nhanh chóng bị phân chia sạch sẽ, làm cho nguyện vọng muốn ăn nhiều thêm một con của A thường mãi vẫn chưa thực hiện được. Bản thân Khưu Thành lại chưa bao giờ ăn, mấy tháng nay cậu kinh doanh khá sung sẻ, về sau có bao nhiêu thứ tốt cậu đều có thể ăn được, cần gì phải nóng lòng trong lúc này hiện tại điều quan trọng nhất chính là tích cóp được càng nhiều lương thực càng tốt để mua thêm mấy cái phòng. Trước hết phải mua lại tầng 10 năm ở chung cư bọn họ, về sau nếu có năng lực, tốt nhất là có thể đem cả tầng 14 đều mua hết, có được hai tầng này, còn thêm sân thượng ở trên cùng, bấy nhiêu chỗ hẳn đã đủ cho cậu gieo trồng hoa màu. Một con chim sẻ nướng có thể bán được hai cái bánh ngô, chỉ cần có hạng mục này thôi, bọn Khưu Thành mỗi đêm đã có thể thu về hơn mười mấy hai mươi cái bánh ngô thêm vào việc bán chục đồng cùng cà chua, mỗi đêm đều có thể thu hơn vài chục cái bánh ngô. Theo thời tiết ngày một chuyển ấm, lo lắng bánh ngô để lâu sẽ bị hư, Khưu Thành hiện tại mỗi đêm sau khi thu quán, đều sẽ đem số bánh ngô kiếm được trong ngày đổi thành bột ngô tại sạp hàng của lão Phùng, chỉ để lại vài cái để cho cậu và A Thường ăn, bởi vì số lượng cậu đổi tương đối nhiều, hơn nữa mỗi đêm đều có nên lão Phùng liền ấn theo giá 5 cân 7 để tính cho cậu. Tại sạp hàng của lão Phùng bọn họ Khưu Thành mỗi ngày đều có thể nhìn thấy có vài người cầm bánh ngô lại đây đổi thành bột ngô, thế nhưng số người lấy bột ngô lại đây đổi bánh ngô rất ít. Bởi vì khi ở nhà, mọi người đều có thể tự mình nhào bột làm bánh, so với việc đến quán đổi còn lợi hơn rất nhiều. Khưu Thành từng hỏi qua lão phùng mấy cái bánh ngô sẽ xử lý như thế nào, lão phùng cũng không nhiều lời, chỉ nói chính mình có biện pháp. Khưu Thành đại khái cũng có thể đoán được chút ít, số bánh ngô kia hẳn không phải chỉ cầm đi đổi thành bột ngô đơn giản như vậy. Ở thành phố Tân Nam này thậm chí là trên cả toàn quốc hay toàn thế giới, nhìn bề ngoài tự như rất bình tĩnh yên ổn, nhưng bên trong lại có biết bao mạch nước ngầm mãnh liệt, còn có biết bao thế lực đang từng bước xâm chiếm nuốt chửng mọi thứ. Đợi đến khi thế giới này lại một lần nữa khôi phục trật tự như xưa, dù thế nào cũng sẽ không còn bộ dáng như năm năm trước kia nữa. Trên TV, trên báo chí sẽ xuất hiện rất nhiều gương mặt mới, còn không ít những nhân vật oai phong một cõi lúc trước thì sẽ không thấy bóng dáng trải qua thời kỳ virus ít bùng nổ, cùng những cực khổ mấy năm qua, đã mang đến cho tuyệt đại đa số mọi người không ít những gian nan cùng tuyệt vọng. Thế nhưng đối với một bộ phận nhỏ mà nói, nó lại đại biểu cho cơ hội mới. Kỳ thật đối khưu thành mà nó hoàn cảnh của cậu cũng là như vậy. Từ một giây cậu có được quyển mộc tu bút ký kia, cậu cũng đã có được cơ hội biến tai họa này thành của cải, mà đến cuối cùng có thể có được bao nhiêu, chỉ trông cậy vào cậu có thể làm tới trình độ nào khưu thành nghĩ sẽ dùng sự cực khổ của người khác để đổi lấy tài phú cho mình thế nhưng những khổ nạn này chung quy không phải do cậu tạo nên cho nên cậu cũng không có quá nhiều cảm giác tội lỗi bất quá người khác cũng chẳng nói làm gì nhưng nhìn bạn đại học của mình phải sống khó khăn như vậy khưu thành vẫn có chút không đành lòng nhưng trừ lần đầu gặp mặt có tặng cho hắn một quả cà chua ra về sau này khưu thành lại không đưa cho hắn bất cứ thứ gì cậu có tâm muốn giúp bạn học cũ nhưng lại không muốn cho không người ta đồ vật Khưu Thành dạo gần đây cũng có quan sát việc buôn bán của nhà Vương Thành Lương, thật sự không được tốt lắm. Mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ bán được 3-4 cái bếp lò, có đôi khi là một hai cái, thậm chí có hôm còn bán không được cái nào, chừng ấy thu nhập, căn bản ngay cả một mình hắn trong sạp cũng nuôi không nổi, chứ đừng nói đến việc làm ra bếp lò còn cần phải tiêu phí không ít nguyên vật liệu cùng sức người. Buổi tối hôm nay sau khi thu quán, Khưu Thành lưu lại vài cái bánh ngô, đem số còn lại đều đổi thành bột ngô, sau đó đi đến sạp hàng của Vương Thành Lương, cậu muốn mua bếp lò nữa hả? Lúc này mới 9 giờ hơn, chợ đêm hiện đang náo nhiệt, Vương Thành Lương cũng không nằm một chỗ ngủ, cho nên Khưu Thành vừa qua tới, hắn liền cười hỏi, mang theo chút ý vị đùa nghịch, tớ không làm gì thì cần mua nhiều bếp lò thế để làm chi? Khưu Thành cười cười, hỏi hắn, tớ đang cần một cái cối xây, anh hai của cậu có thể làm được không? Trước kia khi bọn Khưu Thành còn ở trường đại học, trong lớp cũng không có ít người là con một, cho dù có anh chị em bình thường cũng chỉ một hai người đầu năm nay trong nhà lại có đến ba đứa nhỏ đã có thể tính là gánh vác cả bầu trời rồi vương thành lương nhà bọn họ lại có đến bốn đứa xem như tương đối khác người đó cũng là lý do khiến cho mọi người trong ký túc xá hay đàm luận về việc này nguyên văn là đỉnh thiên hay đính thiên trong cùng tự đỉnh thiên lập địa vương thành lương vốn là người thành thật ai hỏi gì hắn đều trả lời hết cũng không biết giữ lại hay che giấu trong đó không thiếu người hỏi nghề nghiệp của anh cả cùng anh hai nhà hắn thậm chí còn có người ngay cả tuổi tác của cha mẹ hắn đều hỏi thẳng mấy ngày trước lúc mua bếp lò vương thành lương lại nhắc tới anh cả của mình đang thu mua phế phẩm khưu thành hiển nhiên liền nhớ đến anh hai của hắn hình như là một thợ đá mấy ngày này vừa vặn số hạt bắp nhà bọn họ cũng đã được phơi khô nhưng vẫn chưa được xây thành bột tuy rằng việc làm máy nghiền cũng không phải đặc biệt khó khăn nhưng lại hao phí điện thân phận của a thường lại không rõ ràng nên không được phân 5 kW trên giờ điện mỗi tháng, cũng chỉ có mỗi khưu thành được tính mà thôi. Chút ấy điện căn bản không đủ để làm gì, ngay cả việc chiếu sáng còn chưa đủ. Sau đó, khưu thành liền nghĩ đến việc làm một cái cối xây bằng đá. Chỉ cần có cối xây đá, cậu về sau có thể ở nhà xây bột mì, mặt khác cũng có thể giúp cho người bạn học của mình kiếm thêm chút thu nhập, cối xây đá. Có thể làm, bất quá cậu muốn cối xây đá để làm gì? Vương Thành Lương đầy mặt nghi hoặc mua về khẳng định là có chỗ dùng, anh hai của cậu muốn bao nhiêu cái bánh ngô mới chịu làm. Khưu Thành cũng không cùng hắn nhiều lời, vậy phải xem cậu muốn mua cái có kích thước bự cỡ nào. Cối xay đá cũng có lớn có nhỏ, cái lớn thì nặng hơn 100 cân, cái nhỏ thì chỉ mấy chục cân, khác biệt rất lớn, không cần cái quá nhỏ, nếu có thể thì có thể xây được cả đậu hay bắp khô các loại thì tốt. Khưu Thành nói, vậy cậu đưa tớ năm cái bánh ngô đi, chờ cha tớ sáng ngày mai lại đây đưa cơm, tớ sẽ nói cho ông ấy một tiếng vương thành lương cũng chưa hề nói cần thương lượng với người trong nhà mà đã trực tiếp báo giá với khưu thành năm cái bánh ngô có đủ không mỗi khối đá thôi cũng đã trị giá không ít rồi khưu thành hỏi hắn thời buổi này một khối đá thì có thể đáng giá bao nhiêu tiền nhà tớ nhiều người số điện được phân xuống cũng nhiều anh ấy lại sử dụng công cụ làm một cối xây đá cũng không phí bao nhiêu sức lực năm cái bánh ngô của cậu là đủ rồi vương thành lương nói thực sản khoái vậy được rồi, tớ đưa trước cho cậu hai cái bánh, đợi đến lúc lấy cối xay đá, tớ lại đưa cho cậu ba cái còn lại. Khưu Thành nói rồi đưa cho hắn hai cái bánh ngô, cậu có cần gấp lắm không? Vương Thành lương nhận hai cái bánh ngô, lại hỏi cậu, không vội, cứ từ từ mà làm. Khưu Thành khoát tay, về đến nhà, Khưu Thành theo thường lệ lại tưới nước phù sa cho hoa màu, dựa theo kinh nghiệm gieo trồng lúc trước, đồng thời so sánh với tình hình trồng trọt lúc cậu còn ở căn cứ lâm thời, Khưu Thành dự tính, cậu trước mắt vì có bầy bố tụ linh trận, ước chừng có thể khiến thời kỳ sinh trưởng của cây trồng trong trận rút ngắn lại 8 đến 10 lần. Đây cũng chỉ là một con số mơ hồ, hơn nữa trong quá trình sinh trưởng của cây trồng còn sẽ bị các nhân tố khác ảnh hưởng. Ví dụ như lúc trước khi cậu gieo trồng cây bắp, bởi vì cường độ chiếu sáng không đáp ứng đủ nhu cầu của cây trồng, cho nên dù có linh khí sung túc, tốc độ phát triển của chúng nó so với mấy cây trồng khác vẫn chậm hơn một chút mà mặt khác linh khí chỉ có tác dụng với thực vật, đối với động vật, tác dụng của nó kỳ thật cũng không rõ rệt. Khưu Thành mỗi ngày sinh hoạt bên trong tụ linh trận, cho dù vẫn còn đang trong lúc tu luyện, cậu cũng không cảm giác thấy thân thể mình có điều gì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà mấy con chuột đồng đồng dạng cũng sinh hoạt trong tụ linh cũng như thế, nhiều nhất chỉ là tình trạng thân thể tốt hơn chút, thoạt nhìn cũng có tinh thần hơn, chứ không hề phát sinh chuyện phát triển quá mau lẹ như cây cỏ. Khưu Thành đếm ngón tay tính tính, Ước chừng không qua bao lâu nữa, nhóm khoai tây thứ hai liền có thể thu hoạch được, cậu hy vọng đến lúc đó có thể bội thu. Khưu Thành từ tầng 15 xuống dưới, mới phát hiện A Thường không có đi ra ngoài bắt chuột đồng, mà làm ổ trên giường nghỉ ngơi, cậu cũng không xua hắn đi, mà ngồi thẳng ở trên chăn khoanh chân tu luyện. Cậu cũng biết gần nhất chuột đồng càng ngày càng khó bắt, vùng ngoại ô chung quanh thành phố Tân Nam đều đã bị con người lật tung lên vài lần. Trong chợ đêm trường nhà bọn họ, cũng có vài người khác sách chuột đồng đi bán, chẳng qua nguồn cung của khưu thành cực kỳ vững chắc cho dù bù thêm cũng bù một cách rất sảng khoái cho nên sinh ý của nhà bọn họ coi như vẫn phát triển rất bền vững chuột đồng khó bắt a à, thường có đôi khi đi ra ngoài bận biểu tới hơn nửa đêm cũng chỉ bắt về được một hai con nên hắn khó tránh khỏi sẽ có chút nản lòng tinh thần tích cực hăng hái cũng không còn cao như trước khưu thành ngược lại cũng không thúc giục hắn đi ra ngoài vô luận là chuột đồng hay là chim sẻ đối với bọn họ mà nói đều chỉ là sự chuyển tiếp Đợi đến khi cậu có thể mua đủ không gian để trồng hoa màu, đến thời điểm ấy tình hình tự nhiên sẽ chuyển biến tốt lên. Khưu Thành khoanh chân ngồi ở trên giường đã tọa, A Thường liền ủ ở bên cạnh liêm diêm ngủ gật. Người này không chỉ có thể bắt chim bắt chuột, mà còn có thể giống như một chú mèo nhỏ giọng ngáy khò khò cả ngày. Lúc này hắn vừa ở một bên ngáy khò khò, một bên lại hướng về phía Khưu Thành nhích nhích rồi lại lủi lủi qua. Hắn nhẹ nhàng lăn một vòng trên giường, rồi ngưỡng mặt nhìn chầm chầm bàn tay Khưu Thành đang đặt trên đầu gối quan sát, từ nắm tay hơi hơi hé ra, nhìn đến ngón tay thon dài giấu dưới ống tay áo, rồi đến móng tay hơi lộ ra chút hồng nhạt, A thường nhìn nhìn, rồi không biết đã chìm vào say mê từ khi nào. Hắn nhịn không được hơi ngẩng đầu lên, nghiêng đầu lại gần hít ngửi, rồi duỗi ra đầu lưỡi liếm một ngụm, ngón tay Khưu Thành vô thức trung lên, A thường lập tức chui trở vào chăn, rồi càng ra sức ngáy khò khò thật to, một bên ngáy ngủ một bên còn nhấc mí mắt lên từng chút một cẩn thận quan sát động tĩnh của khưu thành ở bên kia đến ngày hôm sau khi khưu thành đứng dậy mới phát giác a thường tối hôm qua hơn nửa đêm mới đi ra ngoài còn bắt trở về ba con chuột đồng hai lớn một nhỏ hai con chuột bự thì cậu định đêm nay sẽ mang ra chợ bán còn con nhỏ thì sẽ đem nuôi một thời gian như mấy lần trước buổi tối lúc khưu thành vừa đến chợ đêm liền cảm giác chợ đêm ngày hôm nay dường như có hơi lạnh lẽo so với lúc bình thường bọn họ cưỡi xe ba bánh đến chỗ bán hàng nhà mình cũng không thấy người bình thường vẫn hay tới đây mua chim sẻ nướng đứng chờ lúc quay đầu vừa thấy lão phùng ở sạp hàng kế bên cũng không thấy đâu chỉ có con của hắn cùng hai đứa cháu đang trong hàng ba của anh đâu rồi khưu thành hỏi con trai của lão phùng đi xem náo nhiệt rồi nghe nói ở giao lộ bên kia có bán gà sống phùng chấn hâm trả lời gà sống khưu thành lắp bắp kinh hãi cậu đã rất lâu chưa được thấy gà sống rồi đấy lúc ban đầu căn cứ lâm thời của thành phố tân nam cũng có nuôi gà cùng gia súc sau này vì vấn đề lương thực đã trở nên quá khẩn cấp thậm chí đã có vài người bị chết đói lời phản đối lại càng lúc càng lớn dần dần lại không có nghe nói qua có chuyện nuôi súc vật nữa còn có nuôi ngầm hay không bọn họ không biết ít nhất ở mặt ngoài là không có ông chủ có bán cà chua không lúc này trước sạp hàng lại có một khách quen bước đến đều có đây khưu thành nhanh tay nhanh chân đem cà chua hành lá, rau hẹ, ớt bày ra, đêm nay còn nướng xe sẽ không? Vị khách vừa chọn cà chua, vừa cùng Khưu Thành đối đáp, có chứ? Khưu Thành một bên chuẩn bị bùng trác một bên lại hướng người kia hỏi thăm, nghe nói bên kia có chỗ bán gà sống phải không? Ờ, tôi vừa mới từ bên kia qua đây. Người nọ nói, bọn họ đến từ chỗ nào? Khưu Thành lại hỏi, từ phương Bắc đến, xem đám người bọn họ ai nấy đều cao lớn thô kệch, vừa thấy liền biết là người phương bắc so sánh với người ở vùng trung bộ bọn họ người phương bắc quả thật cao hơn không ít vậy gà sống bên kia bán thế nào khưu thành có chút động tâm nếu có thể mua mấy con gà mái về đẻ trứng thì tốt biết mấy đắt lắm đấy một cân gà sống mà đổi tới ba cân bột ngô quá gian ác tính ra một con gà ít nhất cũng phải sáu bảy cân đi hơn mười mấy hai mươi cân bột ngô tôi nếu có nhiều bột ngô như vậy còn không bằng đi mua phòng ở hết chương hai mươi cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha